Mời các bạn nghe phần 6. Mua những chiếc đèn này, trình Sưởng mỉm cười, là để thả cho cô xem. Vân Hy nghe những lời này, trong lòng khựng lại, ngạc nhiên quay qua nhìn trình Sưởng. Đêm mát lạnh, đèn trời giống như những đốm lửa, phản chiếu vào đôi mắt như nước của hắn, dần dần hội tụ thành thiên hà. Tim Vân Hy gần như ngừng đập. Suy nghĩ của nàng trở nên hỗn loạn. Nàng không biết những gì nàng nghe được có đúng như những gì nàng nghĩ hay không. Trên trời có ánh trăng mềm mại, hắn vớt lên, đưa đến trong tầm tay nàng, nhưng nàng không dám cầm sợ mình sẽ không nắm chắc a à đinh ngươi mau tới đây xem này. vân hy đang lúng túng đột nhiên bị a cửu kéo lôi nàng đi đến bên bờ sông tần hoài có rất nhiều đèn trôi nổi trên mặt nước a cửu để lại một chiếc đèn nhỏ hình chiếc thuyền làm và hình người bằng dơm đặt lên trên thả xuống nước giống như người đưa đò qua sông vào ban đêm đẹp không a cửu hỏi vân hy gật đầu đẹp bọn trẻ xung quanh thấy đèn thuyền này đều vỗ tay kinh ngạc xúm lại xin A Cửu người dơm nhỏ. A Cửu bị bọn chúng làm cho lúng cuống tay chân, Vân Hy bật cười, sau đó quay đầu nhìn Trình Sưởng. Trình Sưởng đứng yên tại chỗ, ngửa đầu nhìn những chiếc đèn bay đầy trời. Chỗ đó cách mép nước hơi xa, xung quanh không có người. Ánh mắt hắn có chút cô đơn, trông vô cùng trầm lặng, tựa như mọi ồn ào náo động của Tết Thượng Nguyên không liên quan gì đến hắn. Vân Hy đột nhiên nhớ, Trình Sưởng từng nói, quê nhà của hắn không phải là ở Kim Lăng. Bóng đêm cuốn trôi cả ngàn năm những ngọn đèn nhỏ phản chiếu trong ánh mắt xa xăm của hắn hắn nhìn chúng như đang nhìn về cố hương như thể lẽ ra hắn nên sống ở một nơi mà ánh đèn đêm rực rỡ và huy hoàng không bao giờ tắt nhưng giờ khác này dưới bầu trời đầy sao và ánh đèn một mình hắn độc lập trong bóng đêm giống như ngọc khói bụi trần gian khó có thể xâm nhiễm không để tâm đến vạn vật trên đời quá đẹp đẹp đến mức khiến người ta không khỏi sinh ra một loại bi thương thay thế vân hy đột nhiên cảm thấy khắc sâu vào lòng tận xương cốt thả đèn xong đã qua nửa giờ hợi sự náo nhiệt của ngày lễ hội chưa tan mấy người trả lại xe đẩy theo cửa tây vào thành tới trạm tây của ngự sử đài võ vệ đang trực đã chuẩn bị xe ngựa cho trình xưởng tuần thành ngự sử vẫn chưa rời đi thấy trình xưởng vái chào trước rồi nói tối nay đã làm phiền đại nhân sau đó nói với vân hy đêm nay tại hạ trực cả đêm không thể rời khỏi ngựa nếu vân giáo úy và a cửu cô nương vội vàng về hầu phủ tại hạ sẽ sai người đến phòng trực gần đây của kinh phòng để mượn hai con ngựa vân hy đang định trả lời trinh sưởng đã nói không cần ta sẽ đưa họ cái này tuần thành ngự sử sửng sốt trung dũng hầu phủ ở ngõ quân tử phía thành đông cách nơi này rất xa đại nhân đưa vân giáo úy về phủ sẽ phải đi đường vòng vân hy cũng nói không cần phiền tam công tử ta và a cửu tự về được mà không phiền trinh sưởng nói hắn lên xe ngựa vén rèm nói với vân hy lên đi mặc dù tiết trời đầu xuân ấm lên một chút nhưng về đêm gió lạnh thổi qua vẫn có chút xe lạnh Trình Sưởng thấy Vân Hy mặc đồ mong manh, đưa lò sưởi tay của mình cho nàng, sau đó để A Cửu lên xe. Thùng xe rất rộng rãi, bên trong đốt trầm hương, ghế xe bọc nỉ dày mềm mại, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ chạm trổ hoa văn. A Cửu nhìn xung quanh rồi cảm thán, thật xa hoa. Đưa tay gõ cái bàn trước mặt nói, còn là gỗ hoa lê nữa chứ. Lúc này Vân Hy mới nhớ, vừa rồi dối ren nên đã quên giới thiệu A Cửu với Trình Sưởng, vội vàng nói, Tam công tử, đây là tần lâu, phụ thân của nàng trước đây là tổng binh đại nhân của trung dũng thiên tự năm ngoái kim thượng hạ chỉ triệu hồi thủ hạ cũ của phụ thân và ca ca bởi vậy nàng tới kim lăng sau đó nói với a cửu đây là tam công tử của tông thân vương phủ a cửu vừa rồi nghe tôn hải bình và trương đại hổ liên tục gọi tiểu vương ra đã đoán được thân phận của trình xưởng như nàng lớn lên ở tây bắc thủ hạ cũ của trung dũng hầu chỉ coi trọng quân pháp lén lút thân như người một nhà ngày thường gặp nhau vân thư quảng và vân lạc đều không nói đến quy tắc bây giờ đụng phải người của thiên gia thật sự, nàng không biết sợ, còn hỏi, tại sao ngày lễ Tết mà tiểu vương gia còn trực? Trinh Sường nói, có một số việc vặt cần làm. Hắn hỏi, A cửu cô nương đến Kim Lăng khi nào? Chẳng phải binh bộ nói rằng mọi người sẽ tới vào tháng 2 à? Ta đi mau, cho nên đến trước. A cửu nói, những mày kinh ngạc, ủa, tiểu vương gia làm ở ngự sử đài mà cũng quan tâm đến chuyện ở binh bộ. Ngay cả thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu đến Kim Lăng khi nào mà cũng biết. Trinh Sưởng nhìn thoáng qua Vân Hy, thấy nàng đang ngồi ngay ngắn nhìn lò sưởi tay im lặng một chút không đáp lời a cửu thay vào đó hỏi a cửu cô nương lớn lên ở tái bắc tới kim lăng có quen không cũng khó nói a cửu nói kim lăng à là nơi dưới hoàng thành cho dù có một ngàn một vạn điều không tốt nhưng có một điều tốt là thái bình những người lớn lên ở biên cương giống chúng ta thỉnh thoảng phải chiến đấu với mọi dợ thư giãn xương cốt cũng khá tốt lão trung đầu coi ta như con trai vì vậy năm ta 12 tuổi đã theo vân lạc ra xa trường nhưng mà mấy năm nay không được, lúc trước chiếu viễn phản bội, thất bại, sau đó tiểu tử bùi lan tới tái bắc, ta nhìn hắn không quen mắt, không muốn đi theo hắn đánh giặc, mà hắn cũng không yên tâm dùng thủ hạ cũ của Trung Dũng, đôi bên chắn ghét nhau, biết sao bây giờ. Chúng ta rút lui, lão trung đầu dẫn theo mấy trăm người chúng ta rút về Cát Sơn Phụ. Cát Sơn Phụ là nơi nào? Là một thị trấn ở tây Bắc. Chắc tiểu vương gia không biết, những người như chúng ta lớn lên trong doanh trại ở tây Bắc, quen ngủ lều trại, vừa bước ra là thảo nguyên mênh mông, tự do tự tại thật tốt. Một nơi như các sơn phụ, giống như kim lăng của các ngài, nhà là nhà, phố là phố, ngõ là ngõ, đông nam tây bắc phải được chia ra, không thể phi ngựa chạy thoải mái, đương nhiên không quen. Ta sống gần 4 năm, một ngạt quá chừng, vì vậy năm ngoái kim thượng hạ thánh chỉ, ta và lão trung đầu bọn họ không chờ kịp khác nào nữa nên tới kim lăng. Tuy rằng kim lăng không bằng thảo nguyên rộng lớn, nhưng phồn hoa hơn các sơn phụ. Hơn nữa, A à Đinh cũng ở đây. A à Cửu mở máy hát, nói liên tục không ngừng. Thực ra nàng không phải là người hay nói nhảm, gặp người vừa mắt thì nói thêm vài câu, gặp người mà nàng coi thường hoặc là không hợp thì nửa câu cũng ngại nhiều. Nhưng con người của Trình Sưởng rất đặc biệt, nói chuyện với hắn sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Không giống như một số người ra vẻ quân tử khiêm tốn lễ độ, hắn rất chân thành, sẵn sàng lắng nghe, hơn nữa phản hồi kịp thời, khiến người ta muốn nói tiếp, cũng làm cho người ta cảm thấy hắn có hứng thú đối với chủ đề mà người ta đang nói. Trong thế kỷ 21, nói trắng ra là có e quy cao. A cửu hiếm khi gặp được người như vậy, càng nói càng hăng hái, còn đề cập chuyện ra xa trường thời niên thiếu, quả thực muốn kể toàn bộ nửa cuộc đời của mình cho Trình Sưởng nghe. Cho chuyện qua lại trên đường đi, đến Trung Dũng Hầu Phủ rất nhanh. Trình Sưởng để lại vài chiếc đèn trời cho Vân Hy để nàng đưa cho mọi người trong Hầu Phủ. Xuống xe ngựa, A cửu và Tôn Hải Bình cùng nhau chuyển đèn vào trong. Vân Hy gọi, tam công tử, sau đó đưa lò sưởi tay cho hắn. Trình Sưởng không nhận, cô cầm đi, mới đầu mùa xuân một thời gian nữa mới ấm hoàn toàn vân hy không biết nên nói gì đêm nay đầu óc nàng như một mảnh hỗn độn lơ lửng giữa không trung cho tới bây giờ cũng không chìm xuống đáy được im lặng tại chỗ một lúc nhớ vừa rồi a cửu kéo trình xưởng nói suốt đoạn đường trong lòng băn khoăn giải thích cho nàng tam công tử tính tình của a cửu thẳng thắn từ trước đến nay có gì nói nấy nàng kính trọng ngài bởi vậy mới nói nhiều một chút nàng cảm thấy trình xưởng thích yên tĩnh ngày thường càng ít nói hơn có lẽ không thích người nói nhiều nhưng a cửu lớn lên cùng nàng nàng không muốn trình xưởng không thích a cửu trình xưởng lại nói không sao ta rất sẵn lòng nói chuyện với nàng tam công tử sẵn lòng vân hy ngạc nhiên trình Sưởng ừm hắn liếc nhìn nàng biểu tình nhàn nhạt, nhạt giọng nói ấm áp bởi vì nàng là bạn của cô người trong phủ nghe thấy động tĩnh triệu ngũ chạy ra cửa phủ đại tiểu thư ngài rốt cuộc đã trở lại nhìn thấy trình xưởng hắn hành lễ tam công tử Vân Hy thấy vẻ mặt hắn khác thường, nhìn vào bên trong phủ xuyên qua khai cửa, sao vậy? Trong phủ có chuyện gì à? Không phải xảy ra chuyện gì, triệu ngũ nói, tứ tiểu thư của La Phủ tới, nói rằng có việc gấp tìm tiểu thư, đến giờ này còn chưa chịu đi. Hiện tại thiếu phu nhân đang ngồi với nàng ta ở chính đường chờ ngài. Vân Hy sửng sốt, La Su. Trước đêm giao thừa, La Su không bị nghi ngờ gì, được thả ra khỏi nhà lao của hình bộ. Nhưng vụ án diêu tố tố bị hại vẫn chưa được giải quyết, thanh danh là nghi phạm của La Su vẫn chưa được sáng tỏ. Về phủ hơn một tháng, nàng vẫn luôn xấu hổ không dám gặp ai, tại sao tối nay đến đây. Vân Hy đang khó hiểu, một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ trong phủ vang lên. La Su nghe thấy nàng đã trở về, không chờ nổi, vội vã chạy ra gặp nàng. A Đinh vẻ mặt La Su lo lắng, chào Vân Hy trước, nhìn xung quanh, thấy trình sưởng, nàng sửng sốt, ngay sau đó cắn răng, vén váy quỷ xuống đất, hoảng sợ nói, A Đinh, tam công tử, cầu xin hai người cứu ta vân hy hơi sửng sốt bước tới đỡ la su muội đứng dậy trước có gì thì vào trong nói phương phủ lan cũng từ hầu phủ đi ra cùng vân hy nâng la su dậy và nói su nhi muội muội đến lúc trạng vạng chờ muội đến lúc này muội nàng vốn muốn hỏi vân hy đã đi đâu nhìn thoáng qua thấy trình xưởng lập tức hiểu ngay hành lễ tam công tử vân hy mời la su và trình xưởng vào phủ dặn dò triệu ngũ vài câu chỉ vào a cửu nói với phương phủ lan a tẩu đây là a cửu Ta từng nói với tẩu trước đây. Phương Phù Lan khẽ gật đầu, cười nói với A Cửu: A Cửu cô nương chờ một chút nhé, ta sẽ sai người dọn dẹp tây xương phòng trong viện của A Đình. A Cửu nhìn mặt Phương Phù Lan, có lẽ nàng bị bệnh nên sắc mặt tái nhợt, nhưng ngũ quan cực kỳ đẹp, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt hoa đào như ẩn chứa một dòng nước sông mùa xuân, ngay cả vào ban đêm cũng vô cùng rực rỡ. Năm Vân Lạc mới cưới Phương Phù Lan, người trên thảo nguyên đều nói, phu nhân của tuyên uy tướng quân có vẻ đẹp chim sa cá lặn khi đó nàng không tin thầm nghĩ đẹp đến mức nào có thể đẹp hơn a đinh ư hiện giờ thực sự gặp phương phủ lan mới biết là còn có người đẹp hơn a cửu xua tay nói không cần phiền tẩu tử ta ngủ ở phòng a đinh là được vân hy cũng nói a tẩu còn bệnh nghỉ ngơi sớm chút đi lúc trước ở thảo nguyên a cửu thường ngủ chung với ta phương phủ lan nghe vậy thì không khăng khăng thêm dặn dò vân hy quan tâm cho la Su, hành lễ với trình xưởng đưa a cửu đến tiểu viện của vân hy Trung Dũng hầu phủ có nội ứng của quý nhân. Đợi Phương Phù Lan và mọi người đi xa, Vân Hy đi tới cửa chính đường nhìn, xác định xung quanh không có ai mới đóng cửa lại, rót một chén nước cho La Su và hỏi, muội muốn ta giúp chuyện gì? La Su vẫn còn hoảng sợ, nàng nhìn trình sửa ngồi phía trên, uống một ngụm nước, nói với Vân Hy, A Đinh, cha ta muốn gả ta cho, gả cho, tiểu thiếu gia của Phàn Phủ. Vân Hy sừng sốt, lão gia của Phàn Phủ là tế tử đại nhân của quốc tử giám, đã 70 tuổi sở dĩ gọi tiểu thiếu gia của phàn phủ là tiểu bởi vì đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp nhưng trên thực tế đã hơn 40 tuổi đủ tuổi để làm tổ phụ phàn tiểu thiếu gia chẳng làm nên trò trống gì 40 năm qua nghe nói còn ngầm có chút đam mê dơ bẩn vài tiểu thiếp trong phủ không hiểu sao bị dày vò không còn nữa trước đây có một vị phu nhân sức khỏe luôn luôn không tốt hai năm trước đã qua đời nay la phục viu muốn gả la su tới đó là muốn nàng làm tục huyền cho vị phàn tiểu thiếu gia này hay sao Ta vừa nghe nói cha muốn quyết định hôn sự này cho ta nên đến cầu xin ông, cầu xin mẫu thân, nhưng mẫu thân chỉ khóc. Cha nói với ta, bây giờ cầu xin ai cũng vô dụng, đây là ý của quý nhân, hắn cũng không thể giữ được ta. Hiện tại đã nạp cát, chuẩn bị đưa sinh lễ. Nếu không phải vì sắp đến giao thừa, e rằng ta đã gả đến phàn phủ trong vòng chưa đầy hai tháng. A à Đinh, cầu xin tỷ, giúp ta được không? Ta không muốn gả tới phàn phủ, gả cho một người như vậy. Ta sợ ta chỉ có đường chết trong gia đình quan lại, con gái không được coi trọng bằng con trai. La Phủ có nhiều con gái, trước đây La Su ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên được La Phục Viu yêu thích hơn một chút. Nhưng con người của La Phục Viu, cả đời coi trọng con đường làm quan hơn cả tánh mạng của người thân. Ông ta đã hàng phục quý nhân, dĩ nhiên không thể để một đứa con gái ngăn cản con đường thành công của mình. gả La Su cho một kẻ cặn bã như vậy, mặc dù La Phục Viu đau lòng, nhưng không làm gì được. Lùi một bước để nghĩ, thanh danh của La Su đã bị hủy hoại, không biết cả đời này có thể gả được cho ai hay không. Hiện tại có thể bám vào tiểu thiếu gia của tế tử gia quốc tử giám đã coi như phước lành. Về phần tình huống của nàng sau khi gả qua đó, La Phục Phiêu không muốn cân nhắc, cũng không chịu suy nghĩ nhiều về nó. Trình sử nghe những gì La Su nói, thật ra không hề ngạc nhiên. Nàng bị quý nhân lợi dụng, giúp đỡ hắn gài bẫy phục kích, mặc dù hiện giờ nàng đã ra khỏi nhà lao của hình bộ, làm sao cuộc sống dễ dàng được. Quý nhân kia tàn nhẫn và độc ác, tại sao phải tội nghiệp cho một nữ tử thấp kém niêm phong sớm cho xong việc biết đâu gà đến phàn phủ chỉ là một sự ngụy trang sau khi hôn lễ kết thúc không biết sau này có còn mạng sống hay không gà cho loại cận bã như vậy sống không lâu cũng là chuyện bình thường vân hy cũng hiểu nàng hỏi la su thực ra muội không phải tới tìm ta phải không người mà muội muốn tìm là tam công tử la su cầm chén nước sau một lúc lâu nhỏ giọng đáp vâng nàng không dám nhìn trình xưởng ngày ấy tình huống chỉnh xưởng thẩm vấn nàng trong nhà lao của hình bộ vẫn khiến nàng sợ hãi trong lòng nhưng quý nhân và tam công tử không đối phó nhau bây giờ quý nhân muốn đẩy nàng vào chỗ chết nàng muốn sống sót đành phải căng ra đầu tới tìm chỉnh sửa la su cẩn thận nuốt nước miếng dường như sợ động tĩnh lớn sẽ khiến chỉnh sửa khó chịu giải thích ta không thể trực tiếp đến tông thân vương phủ ta nghĩ a đinh thân với tam công tử có lẽ có thể giúp ta chuyển lời không ngờ hôm nay gặp được tam công tử ở đây nàng đặt chén xuống bàn tay đặt trên đầu gối mở ra rồi siết chặt cuối cùng hạ quyết tâm bước nhanh đến trước mặt trình xưởng vừa định quỳ xuống thì nghe trình xưởng thản nhiên nói vì sao ta phải tin ngươi trước đây hắn tin nàng đã bị hại một lần lần này vì sao vẫn phải tin nàng la su vội nói ta ta có thể nói cho tam công tử tất cả những gì ta biết ngươi biết cái gì trình xưởng hỏi ngươi biết diêu tố tố chết như thế nào hay sao la su lắc đầu trình xưởng nói giống như ngươi biết quá nhiều nếu quý nhân có thể nhét hạt tai vào hàm của Diêu Tố Tố để đổ oan cho La Su vào nhà lao, chứng minh hắn nhất định có liên quan đến cái chết của Diêu Tố Tố. Diêu Tố Tố là một nữ tử tay trói gà không chặt, vì sao quý nhân sát nàng? Không cần nghĩ thêm, đã nhìn thấy những thứ không nên thấy, hoặc là đã biết những chuyện không nên biết. Diêu Tố Tố là con gái của Su Mật Sử, cháu họ của đương kim hoàng quý phi, hắn muốn sát là sát ngay. Vì vậy ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi nên nói với ta điều gì để ta cảm thấy ngươi đáng tin cậy. Trình Xưởng nói nói cách khác hắn muốn tin tức thực sự có giá trị trinh sưởng hỏi ngươi có biết oan tình của trung dũng hầu hay không la su lắc đầu không biết vô nghĩa trinh sưởng nói ngươi về đi nhưng ta nhưng ta biết sự thật về cái chết của cố thái tử la su thấy trinh sưởng không muốn giúp đỡ dưới tình thế cấp bách nên không quan tâm đến việc phạm vào điều cấm kỵ cô thái tử không phải chết vì bị bệnh cấp tính hắn hắn bị người ta đầu độc bị người ta sát nghe vậy trinh sưởng nhíu mày thật à giọng hắn chậm lại, sao người biết? Ngày ấy ta tới cầu xin cha đừng gả ta đến phản phủ, ở ngoài thư phòng mơ hồ nghe thấy ông nói chuyện với ai đó, trong lời nói có đề cập tới cố thái tử, nói rằng chết vì chúng độc gì đó. Người nọ còn nói, muốn mau chóng chấm dứt những nhân chứng đó. Sau khi nghe vậy, trinh sưởng trầm ngâm. Theo những gì người có vết sẹo mau cửu đã nói trước khi chết, hắn bị quý nhân đuổi sát là bởi vì đã biết một bí mật động trời, bí mật này có lẽ có liên quan đến Trung Dũng Hầu Phủ. Lão Trung Dũng Hầu chết trận, Triều Viễn phản bội, khiến cô thái tử bị bệnh cấp tính qua đời. Gần đây trình xưởng điều tra vụ án của Trung Dũng hầu, đương nhiên cũng điều tra nguyên nhân cái chết của Cố thái tử Trình Dương. Nhưng hồ sơ trong cung đề cập đến Trình Dương chẳng qua là ca ngợi công đức, cuối cùng đơn giản đề một câu chết vì bị bệnh, không tìm được gì khác. Sau khi Trình Dương chết, ngay cả những thị tỳ hầu hạ hắn năm đó ở Đông cung cũng không có tung tích. Trong cung có người đoán, có lẽ do triều nguyên đế vô cùng đau buồn và tức giận nên đã ban chết. Trình xưởng nói, theo như lời ngươi nói nếu cô thái tử bị người ta đầu độc chết, chẳng lẽ bệ hạ không điều tra? Vì sao nói với bên ngoài là chết vì bị bệnh? Ta không biết, La Su nói, nhưng xin tam công tử hãy tin ta, từng lời ta nói đều là sự thật. Ta còn nghe nói, mấy nhân chứng có thể chứng minh cô thái tử bị đầu độc hiện giờ đang bị nhốt ở, nhốt ở? La Su ngẫm nghĩ, nhốt ở chùa Minh ẩn. Đột nhiên có một tiếng động rất nhỏ vang lên bên ngoài phòng, nếu không lắng nghe kỹ, sẽ tưởng rằng là côn trùng trong sân nhưng vân hy luyện võ quanh năm thính lực cực tốt làm sao không phân biệt được nàng lập tức làm động tác im lặng với trình xưởng lặng lẽ đi đến cửa đột ngột mở ra người đứng bên ngoài cửa phòng là phương phủ lan vân hy sững cả người a à tẩu nàng gọi hơi hé miệng nhưng không nói được lời nào bọn họ nói chuyện ở chính đường đã hơn nửa canh giờ theo lẽ phương phủ lan đã nghỉ ngơi từ lâu sáng sớm mai phương phủ lan phải đến tiệm thuốc khám bệnh hiện tại đã hơn nửa giờ tí nàng còn chưa ngủ làm sao sáng mai dậy được phương phù lan mỉm cười với vân hy nhẹ nhàng nói muội trở về trễ bây giờ đã hơn nửa đêm nên ăn một chút ba ngày ta đã ngủ đủ rồi giờ ngủ không được vì vậy làm chút đồ ăn cho muội nàng nói xong đưa đĩa thanh hoa cho vân hy đứng ngoài phòng hành lễ với trình xưởng mời tam công tử và su nhi muội muội cùng nhau dùng sau đó xoay người về lại hậu viện vân hy nhìn theo bóng dáng của phương phù lan cho đến khi nàng biến mất ở cuối hành lang mà vẫn còn đứng tại chỗ Nàng biết có nội ứng trong trung dũng hầu phủ. Lần đầu tiên, người lái thuyền đầu thú, Kha Dũng tới báo tin cho nàng, Phương Phủ Lan đang ở cửa phủ, chuẩn bị đến tiệm thuốc khám bệnh. Lần thứ hai, người lái thuyền có động tĩnh trong phòng chứa củi, điên tứ tới tìm nàng, chiều hôm đó, chỉ có Phương Phủ Lan, Triệu Ngũ và Bạch Linh ra ngoài. Khi đó nàng đã nghi ngờ Phương Phủ Lan, nhưng vô tình nghe nói hai lần Phương Phủ Lan rời khỏi phủ đến tiệm thuốc khám bệnh đều có La Su đi theo, nên mới nghi ngờ La Su nhưng lúc trước trình xưởng đã từng nói với nàng nội ứng của trung dũng hầu phủ không phải là la su nếu không phải là la su còn có thể là ai bạch linh và triệu ngũ đều là người đã theo hầu phủ nhiều năm nàng không hy vọng là bọn họ nhưng nàng càng không hy vọng là phương phủ lan năm đó vân lạc qua đời nàng và phương phủ lan sống nương tựa lẫn nhau nếu không có a tẩu ở bên cạnh nàng quan tâm nàng làm sao nàng dễ dàng vượt qua nỗi đau mất phụ thân mất huynh trưởng tiếng mõ vang lên trong đêm tối giờ tí canh ba thấy đã quá muộn, trình xưởng nói với La Su, ta đã biết mọi thứ. Nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. hắn không đề cập sẽ giúp La Su hay không, nhưng La Su không dám hỏi nhiều, đưa trình xưởng đến cửa chính đường, nói nhỏ, làm phiền Tam Công Tử, ngơ ngác quay vô chính đường ngồi xuống. Vân Hy đưa trình xưởng đến cửa phủ, nàng có chút bi thương, có chút mất mát, suy đoán xấu trong lòng khiến tâm trạng nàng chìm xuống hết lần này tới lần khác, chìm vào vực sâu vô hạn. Nàng biết, với sự minh mẫn của Tam Công Tử, không thể không đoán ra nội ứng của Trung Dũng Hầu Phủ. Hắn có lẽ đã có một trăm cách để bắt nội ứng, nhưng hắn quan tâm đến cảm xúc của nàng, chưa bao giờ nói đến chuyện nội ứng ở trước mặt nàng, cũng không buộc nàng đi tìm. Chính vì hắn không đề cập tới, nàng không thể coi như không có việc gì xảy ra. Tính toán cẩn thận, nếu không nhờ Tam Công Tử có mạng lớn, quý nhân đã sát hắn hai lần. Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ đem xe ngựa tới. Vân Hy đi theo trình xưởng, không dám nhìn hắn, cục mắt nhìn xuống đất, nhẹ giọng nói, tam công tử, vừa rồi A à tẩu của ta. Sang sớm mai, chúng ta cùng nhau đến chùa Minh Ẩn. Không đợi nàng nói xong, trinh sưởng đã cắt ngang. Vân Hy bị hắn ngắt lời, hồi lâu mới phản ứng kịp và hỏi, không phải chùa Minh Ẩn đã đóng cửa từ lâu rồi hay sao? Đến đó được à? Trinh sưởng ừ, ta có cách. Hắn chỉ cửa phủ rồi nói, trời tối rồi, cô vào đi. Vân Hy lắc đầu, thấp giọng nói, ta tiễn tam công tử. Trinh sưởng thấy nàng kiên trì, không nhiều lời, xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh trong ngõ thanh thạch, Trình xưởng ngồi yên lặng một lúc, vén rèm nhìn phía sau, Vân Hy vẫn đứng tại chỗ. Đèn lồng trước cửa phủ đung đưa trong gió lạnh, kéo dài bóng dáng gầy guộc của nàng. Có lẽ nàng đang buồn, cúi đầu, bất động một lúc lâu, nhìn thoáng qua rất cô đơn và đáng thương. Trình xưởng kêu dừng xe ngựa, đi bộ trở lại. Vân Hy đang ngơ ngác đứng trước cửa phủ vì Trình xưởng đột nhiên một bóng người thon dài quay lại đứng yên trước mặt nàng. Vân Hy kinh ngạc ngẩng đầu, tam công tử. Quên nói với cô một câu, trinh sưởng mỉm cười, đừng vội buồn khi chưa biết được sự thật. Vân Hy gật đầu, một lát lại lắc đầu, ta không buồn, ta chỉ. Chỉ là gì? Là sợ hãi, lo lắng, sợ nội ứng chính là A Tẩu. Cũng là ái náy, sợ chính người thân của mình giúp quý nhân làm hại tam công tử, A Đinh, trinh sưởng chợt gọi nàng. Hắn đã muốn gọi nàng như vậy từ lâu, luôn nghe người khác kêu, hắn cảm thấy rất dễ nghe. Còn quên một câu nữa, hắn giơ tay xoa tóc nàng, nhẹ nhàng nói, mọi việc đã có ta. Tác giả có lời muốn nói, sơ yếu lý lịch đại khái của trình sưởng là từ tiểu học đến đại học đều nhất lớp. Anh học đại học tại một trường nổi tiếng trong nước, đến năm thứ ba và thứ tư đã đến một trường đại học Ivy League để trao đổi. Sau khi trở về Trung Quốc, anh làm việc trong một tập đoàn nổi tiếng. Trong thời gian này, anh học lên cao hơn, chưa đến 30 đã là tầng lớp trung cấp. Vì vậy, tuổi hiện đại của Trình Tam là khoảng 27 đến 28. Cách chương xe ngựa đi xa. Vân Hy trở lại hầu phủ, đóng cửa, đi về tiểu viện của mình. Đi được nửa đường, nàng dừng chân, dựa vào cây cột cuối hành lang rồi từ từ ngồi xổm xuống. Đầu óc nàng trống rỗng, đến tận bây giờ cũng không rõ mình đang cảm thấy gì trong lòng. Trên trời có ánh trăng mềm mại, hắn hái xuống, đưa đến tay nàng. Rõ ràng nàng không dám cầm, nhưng hắn lại nói với nàng, chỉ cần mở lòng bàn tay ra là được. Ánh trăng chảy trên vân tay, mắt lạnh dịu dàng như có chất chứa nàng nên vui mừng nhưng ngay sau đó nàng lại lo được lo mất đại khái những thứ quá tốt đẹp trên thế gian này sẽ khiến người ta lo lắng vô ích sợ không cầm được sợ không giữ được sợ chỉ là giấc mộng hão huyền thế nên nàng không dám hỏi thêm sợ động tĩnh lớn thì giấc mộng sẽ tan thành mây khói đêm đã rất khuya quạ đêm bay qua hành lang đậu ở một góc kêu líu lo hai tiếng rồi phành phạch bay đi nhờ ánh trăng vân hy nhìn bóng dáng của con quạ đêm lúc này tinh thần nàng hơi thanh tỉnh trong lòng lơ đã nghĩ tới phương phủ lan thực ra nàng đã từng nghiêm túc suy nghĩ ai sẽ là nội ứng của quý nhân thậm chí còn nghi ngờ thử tất cả mọi người ở trung dũng hầu phủ ngoại trừ phương phủ lan sau khi vân lạc qua đời phương phủ lan là người thân nhất trên đời này của nàng nàng không thể chấp nhận là phương phủ lan vừa rồi trong chính đường nàng phát hiện phương phủ lan lấy chuyện đưa đồ ăn nhẹ để nghe lén trình xưởng và la su nói chuyện trong chớp mắt cảm thấy vô cùng khó chịu cũng may hiện tại đã nghĩ thông suốt cảm thấy tam công tử nói đúng không nên vội buồn khi chưa biết rõ mọi việc. Biết đâu chỉ là một sự hiểu lầm. Vân Hy thở phào, đứng dậy, trở về viện. Dơ dơ đã ngủ, nhưng mí mắt, nhìn thấy nàng, miễn cưỡng đi tới cọ bắp chân nàng. Vân Hy cúi người sờ đầu nó, nghe thấy tiếng ngáy vang lên trong phòng, nhìn qua cửa sổ, A Cửu đang ngủ trên giường nàng. Vân Hy múc nước rửa mặt sạch sẽ ở ngoài phòng, mở cửa bước vào. A Cửu là người đã quen ở trong doanh trại, nằm xuống là ngủ ngay, một chút động tĩnh sẽ dậy. Nàng xoay người ngồi dậy, Nhìn thấy Vân Hy, cẩn thận nhìn sắc trời và hỏi, sao ngươi trở về trễ vậy? Vân Hy không nói gì, ngồi xuống trước giường. A Cửu không chờ Vân Hy đáp, ngửa đầu nằm xuống giường lại, gối lên cánh tay nói, La Su kia, ta nhớ khi nàng còn bé có vóc dáng nho nhỏ, luôn chạy theo sau bùi lan gọi bùi nhị ca ca. Bây giờ trưởng thành, bộ dáng thay đổi không ít, ta suýt nữa không nhận ra. Trong lòng Vân Hy vẫn nhớ đến vấn đề của Phương Phù Lan, một lúc lâu mới nói, A Cửu, sáng mai ta có chút việc, đại khái phải rời khỏi kim lăng một hai ngày a tẩu của ta không khỏe hai ngày nay ngươi có thể ở bên cạnh nàng giúp ta hay không a cửu sửng sốt hả à, ngày mai à sao vậy ngươi có việc ừ a cửu nói ta muốn đi tìm một người bạn vân hy hỏi không phải ngươi vừa tới kim lăng hay sao bạn ở đâu a cửu nói ta quen trên đường nếu không từ tây bắc đến kim lăng xa như vậy ta đi một mình chẳng thú vị nàng ngẫm nghĩ đổi ý được rồi được rồi hai ngày nay ta sẽ ở bên cạnh tẩu tử của ngươi. Cũng không cần ở bên cạnh, Vân Hy cân nhắc một chút, tìm cớ, trước đây ta đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, nhổ vài hang ổ của bọn cướp, những người đó đe dọa sẽ trả thù ta, trả thù trung dũng hầu phủ. Hai ngày nay A Tẩu sẽ đến tiệm thuốc khám bệnh, ngươi giúp ta âm thầm đi theo nàng, bảo vệ nàng là được. A Cửu sảng khoái nói, được. Vân Hy nghĩ, ngày mai phải dậy sớm đi chùa minh ẩn với trình xưởng nói chuyện với A Cửu xong, cởi giày lên giường, nhắm mắt ngủ. A cửu lại ngủ không được, nàng xoay qua, nhướng cằm, "Nè, A Đinh, tẩu tử của ngươi, Sao Vân Lạc thích. Trước đây ở trên Thảo Nguyên tái Bắc, có biết bao cô nương thích hắn, chưa từng thấy hắn để ý ai." "Ta cũng không rõ." Vân Hi nói, nàng nhớ lại, thực ra A Tẩu rất đáng thương, phụ thân của nàng là Lễ Bộ Thị Lang đại nhân trước kia, sau đó phạm tội, bị kim thượng chém đầu, xử lý cả nhà bọn họ, mẫu thân của A Tẩu treo cổ tự tử. Lúc ấy tiên hoàng hậu vừa qua đời không bao lâu, còn đang ở trong tử cung, A Tẩu đành phải vào cung cầu xin hoàng quý phi. Có lẽ hoàng quý phi không muốn giúp, A Tẩu nản lòng, muốn nhảy xuống hồ tự sát. Đúng lúc ta đi ngang qua, nhìn thấy nên cứu nàng, mang về hầu phủ. Cũng trùng hợp, chưa tới nửa tháng, ca ca trở lại. Ta nhớ lúc ấy hắn vừa dẹp loạn ở Lĩnh Nam, lập công lớn. Sau khi về phủ, cùng ta chăm sóc A Tẩu mấy ngày. Nghe nói chuyện của phương phủ, hắn dùng quân công, xin kim thượng xá tội cho A Tẩu, cưới nàng vào hầu phủ theo như lời ngươi a cửu nói tiểu tử vân lạc yêu tẩu tử của ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên vân hy nói chắc vậy a cửu mím môi nhàn nhạt, nhạt nói cũng đúng nàng rất đẹp đâu phải đẹp quả thực là nghiêng nước nghiêng thành a cửu lẳng lặng nằm trên giường một lúc đưa tay xoa mũi một lúc sau đột nhiên thở dài ây già ta thật sự có chút ghen tị với nàng nàng không nói ghen tị cái gì vân hy cũng không để trong lòng dù sao là một cô nương gia ít nhiều đều sẽ có chút ghen tị với phương phủ lan năm ấy kim lăng thành có rất nhiều khuê tú nhà cao cửa rộng nhưng phương phù lan là người duy nhất có tài năng và ngoại hình xuất sắc trong lòng vân hy thật ra rất kính trọng a tẩu nàng là nha đầu hoang dã lớn lên ở tái bắc còn phương phù lan tựa như là được sinh ra từ trong sương khói của sông tần hoài nàng dịu dàng bình thản am hiểu lòng người người ngoài nhìn dáng vẻ của nàng có lẽ sẽ cảm thấy nàng quá yếu đuối không thể vượt qua sóng gió nhưng không phải vậy vân hy biết a tẩu của nàng thực ra là ngoài mềm trong cứng trong những năm hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng đến nha môn làm việc, chịu trách nhiệm cho sự sinh kế của Trung Dũng hầu phủ. Phương Phủ Lan ở quá trong nhà, xử lý mọi việc trong phủ, quan tâm đến người già, làm chỗ dựa cho người trẻ, là trái tim của mọi người ở Trung Dũng hầu phủ. Sau khi Vân Lạc qua đời, Phương Phủ Lan đã từng nói với Vân Hy, A Đinh, ca ca muội không còn nữa, nhưng A Tẩu vẫn ở đây, hai người chúng ta từ nay là người thân nhất trên đời này. Câu nói đó đã chống đỡ cho Vân Hy, khiến nàng bước ra khỏi tình huống tuyệt vọng hơi thở của A Cửu bên cạnh đã dài hơn, tiếng ngáy dần bắt đầu. Vân Hy nhớ tới chuyện cũ, nhìn xa nhà, lẩm bẩm, A Cửu, đôi khi ta cảm thấy hầu phủ của chúng ta rất có lỗi với A Tẩu. Nàng gả vào đây chưa được bao nhiêu ngày tốt đẹp. Nàng nói xong, nhớ tới chuyện tối nay, không hiểu sao có chút buồn, lại nói, A Cửu, A Tẩu đối với ta khá tốt, mấy năm đó, thật may mắn có nàng ở bên cạnh ta, ta luôn, rất thích nàng. Tiếng ngáy bên cạnh chợt im bặt. A Cửu xoay người ngồi dậy, đưa tay đẩy vân hy vân lạc thích nàng ngươi cũng thích nàng ta đối với ngươi không tốt hay sao ta luôn tốt với ngươi vân hy nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu mới nói ngươi hung dữ như vậy tốt chỗ nào a à, cửu lấy tay làm đao chặt xuống ngươi nói lại lần nữa xem vân hy giơ cánh tay chắn và hủy chiêu của nàng cười nói ừ ngươi cũng rất tốt với ta ta và ca ca thích ngươi lắm bởi vì ngày hôm sau phải đi chùa minh ẩn vân hy chỉ ngủ hai canh giờ ngày hôm sau còn chưa rạng sáng đã dậy Chùa Minh ẩn cách Kim Lăng không quá xa, phi ngựa khoảng nửa ngày, nhưng sau vụ án đẫm huyết 13 năm trước, toàn bộ núi Bình Nam nơi chùa Minh ẩn tọa lạc đã bị phong tỏa, cưỡi ngựa nhiều nhất là đến dưới chân núi, lên núi phải nghĩ biện pháp khác. Hôm qua tuy rằng Trình xưởng nói muốn đi chùa Minh ẩn cùng nhau, nhưng không nói địa điểm gặp mặt. Vân Hy vốn định chạy đến cửa thành sớm một chút để chờ, mới rời hầu phủ không bao lâu đã gặp gã sai vặt của vương phủ. Hắn nói với nàng, tiểu vương gia đã xuất phát sớm một canh giờ, vân giáo úy có thể tự mình đi chùa minh ẩn tiểu vương gia sẽ chờ ngài ở thất phương đình phía sau núi bình nam vân hy nghe vậy lo lắng trong lòng la su nói cô thái tử điện hạ bị quý nhân đầu độc đến chết nhân chứng có thể chứng minh nguyên nhân cái chết của cố thái tử đang ở trong chùa minh ẩn nếu lời này là sự thật quý nhân sẽ không ngồi yên khi biết tam công tử đến lấy bằng chứng tất nhiên sẽ mai phục trên đường vân hy vốn định đi cùng với trình xưởng đến chùa minh ẩn bảo vệ hắn chu đáo trên đường đi không ngờ hắn xuất phát trước nàng một bước nàng lo lắng cho sự an toàn của trình sưởng liên tục đánh ngựa phi nước đại dọc đường nghĩ rằng có thể đuổi kịp trình sưởng không ngờ núi bình nam đã gần ngay trước mắt mà vẫn không thấy tung tích của trình sưởng thật ra trình sưởng chỉ đến sớm hơn vân hy một khắc hắn nhờ người chuyển tin nhắn cho vệ giới trong đêm vội vã tới chùa minh ẩn trước khi trời sáng xe ngựa đi chầm chậm ngủ một giấc trên đường vừa tỉnh lại không bao lâu có người gõ cửa sổ bên ngoài xe ngựa giọng vệ giới vang lên ngài thật là muốn đến chùa minh ẩn thì ít ra phải nói trước với ta ba ngày đột ngột sai người tới thông báo còn bảo ta chôn vài võ vệ trên đường kẻo có người mai phục sát ngài suýt nữa ta không kịp sắp xếp trinh xưởng vén rèm liếc nhìn vệ giới hỏi trương đại hổ đang đánh xe vừa rồi có ai chặn đường không không có trương đại hổ nói tiểu vương ra cả đoạn đường gió êm sóng lặng vệ giới nhún vai thấy chưa bận rộn vô ích trinh xưởng trầm ngâm thả rèm xuống trong xe đã chuẩn bị nước trong để rửa mặt xúc miệng. Sau khi xuống xe ngựa, hắn nói với vệ giới, đi tới thất phương đỉnh trước, chờ người. Hôm nay vệ giới ăn mặc chỉnh tề, thường phục chỉ huy sứ, đáng tiếc dâu ria trên mặt vẫn không cạo sạch sẽ, lúc nói chuyện còn híp mắt, tựa như chưa tỉnh ngủ. Tới thất phương đỉnh, hắn hỏi, chờ ai? Trinh Sưởng nói, Vân Hy. Nghe nói là Vân Hy, vệ giới không ngạc nhiên. Theo những lời của Mao Cửu trước đó, Trinh Sưởng bị người đuổi sát, có lẽ có liên quan đến Trung Dũng Hầu Phủ hắn muốn dẫn theo vân hy để điều tra đến cùng chuyện quý nhân đuổi sát hắn là hợp tình hợp lý nghĩ đến trung dũng hầu phủ vệ giới nhớ tới một chuyện nên hỏi lần trước ta có nói với ngài rồi phải không để ngài điều tra vụ trung dũng hầu tham công liều lĩnh năm đó có liên quan đến công lao cứu trợ thiên tai của vận vương hay không ngài điều tra đến đâu rồi trinh sưởng nói có chút chi tiết vệ giới hỏi rốt cuộc có quan hệ gì trinh sưởng vừa định đáp thì nghe tiếng ngựa hí dưới chân núi đang là buổi trưa vân hy phóng ngựa tới dịch trạm hú một tiếng, dùng sức kéo dây cương. Tuấn Mã dơ vó trước lên cao, khí dài không dứt. Hôm nay Vân Hy không mặc trang phục giáo úy mà mặc nguyên bộ màu đỏ son, ngồi cao trên lưng ngựa, cả người tắm dưới ánh nắng chói trang, dáng vẻ oai hùng. Vệ giới hầy rồi nói, tiểu nha đầu này thật năng động. Vân Hy nhìn thấy trình sưởng, lập tức xoay người xuống ngựa, bước vội tới thất phương đình, đến gần, nàng hỏi trình sưởng, tam công tử đến khi nào. Vệ giới nói, hắn sớm hơn người một khắc vân hy còn muốn hỏi trình xưởng có an toàn trên đường hay không nhưng hiện tại thấy hắn không sao nên không hỏi nữa thay vào đó chắp tay với vệ giới vệ đại nhân vệ giới nhìn nàng chỉ vào nàng nói với trình xưởng ngài nhìn nàng thẳng đường tới đây không hề dính chút bụi nào rõ ràng rất giỏi ngài sợ trên đường gặp nguy hiểm dẫn nàng tới chùa minh ẩn còn cố ý tách ra đi riêng thế nào ngài sợ nàng đi theo ngài sẽ có chuyện à ngài thích nàng phải không nghe vậy vân hy lảo đảo suýt nữa bị ngã trinh sưởng không trả lời vệ giới đỡ nàng và nói cẩn thận may mà vệ giới chỉ thuận miệng nhắc tới thấy vân hy đã đến lập tức dẫn hai người lên chùa minh ẩn tuy chùa minh ẩn đã bị đóng cửa nhưng cấm vệ canh gác là từ hoàng thành ti và điện tiền ti dọc đường có vệ giới dẫn đường ba người không gặp trở ngại tới cửa chùa vệ giới tháo giấy niêm phong mới dán và nói đi vào trong phải cẩn thận nếu bị người của điện tiền ti nhìn thấy cáo già sẽ biết hai người xông vào chùa minh ẩn trinh sưởng không nói chuyện vân hy gật đầu xin vệ đại nhân hãy dẫn đường. Thật ra vệ giới không biết ai là nhân chứng có thể chứng minh nguyên nhân cái chết của cố thái tử, nhưng chùa Minh ẩn quả thật bí mật giam giữ mấy thị tì hầu hạ đông cung trước đây. Đây là căn tháp cổ hàng trăm năm, rất nhiều điện, đường đi quanh co. Cũng may vệ giới đã sắp xếp người của hắn ở nhiều nơi trong chùa, dẫn Vân Hy và Trình Sưởng tránh được tai mắt của điện tiền ti một cách suôn sẻ. Tới trước một tĩnh thất, vệ giới dừng chân, nói một cách nghiêm túc, loại tĩnh thất giam giữ người thế này luôn luôn được tám người của hoàng thành ti và tám người của điện tiền ti cùng trông coi người của điện tiền ti không đối phó với hoàng thành ti của ta cách trông coi kiểu này có thể giám sát lẫn nhau không ai dám dẫn người khác vào trình sưởng nhìn xung quanh sao không thấy người của điện tiền ti ngài còn hỏi vệ giới nói ta đã nói với ngài rồi muốn tới chùa minh ẩn thì nói trước với ta ít nhất là ba ngày đêm qua ngài báo cho ta biết ta làm được gì hắn giơ chân đá văng cửa có vài cấm vệ của điện tiền ti nằm ngổn ngang dưới đất vệ giới nói tiếp ta đành phải giả say lấy bầu rượu đánh bọn họ bất tỉnh trinh sưởng vân hy cầm nín vệ giới lại thúc giục nhân chứng mà hai người muốn gặp bị nhốt ở trong phòng kia mau thẩm vấn họ đi kẻo chút nữa mấy người này tỉnh ta phải đập từng người một đến bên ngoài gian phòng trinh sưởng vừa định đẩy cửa thì vệ giới lại nói ta đã hỏi thăm cả đêm qua năm đó sau khi cố thái tử qua đời có không ít thị tỳ của đông cung bị giam cầm trong chùa minh ẩn nhưng con người mà một khi bị giam quá lâu suốt ngày lo lắng hãi hùng nơi này hắn đưa tay gõ đầu khó tránh khỏi sẽ có vấn đề mấy năm nay vài người lần lượt bị điên sau khi bị mang đi người đã biến mất tám phần là cáo già sợ bọn họ nói lung tung nên ngầm xử lý ở đây còn hai người đầu óc có lẽ còn minh mẫn nhưng rất cảnh giác với mọi người ngài hỏi nhưng chưa chắc họ sẽ trả lời trinh sưởng gật đầu đi vào phòng thấy một cung nữ và một nội thị hai người quá gầy trông không ra hình người thấy trình sưởng như thấy diêm vương lấy mạng hoảng sợ trốn vào một góc trình sưởng không mở miệng bước tới bàn rót chén nước sau đó đến trước mặt hai người đưa nước cho họ và nói các ngươi đừng sợ ta sẽ không hại các ngươi cả hai chỉ liếc nhìn hắn nơm nớp lo sợ không nhận chén nước mà hắn đưa rất hợp lý vừa rồi vệ giới có nói mấy năm nay không ít thị tỳ của đông cung bị nhốt ở chùa minh ẩn đã phát điên và chết đối với hai người này trình sưởng là khách không mời mà đến không nhận nước của hắn chứng tỏ họ đề phòng sợ trong nước có độc đề phòng là tốt đề phòng có nghĩa là họ tỉnh táo có thể đoán được hắn tới làm gì như vậy hắn không cần che giấu nói thẳng có thể lấy được lòng tin của họ trình xưởng đặt nước sang một bên rồi nói ta đến đây để hỏi các ngươi nguyên nhân cái chết của cố thái tử trình dương hắn nói năm đó thái tử điện hạ ra đi rất kỳ quặc trong triều luôn có lời khác thường sau đó bệ hạ đè việc này xuống dần dần không ai nhắc tới nữa gần đây triều đình dung chuyển vụ án này được lật lại lên bàn hắn không nói vì sao triều đình dung chuyển nếu hai người hiểu lời hắn nói nên biết hoàng quyền sắp thay đổi trinh sường nói ta biết sở dĩ bệ hạ giữ lại hai người các ngươi là vì hai người từng phụng dưỡng cố thái tử biết nguyên nhân cái chết của hắn nhưng hắn dừng lại bí mật nếu không nói ra đem chôn xuống mồ cũng chỉ là bí mật không ai biết muốn làm trái ý trời để sửa lại số mạng không thể giữ kín như bưng hôm nay trương nguyên đế là chủ giang sơn có lẽ sẽ qua loa giữ các ngươi tại đây thêm một hai năm nữa phía trên thay đổi người, có thể sống sót hay không là tùy vào các ngươi, đúng không? Lời này vừa dứt, vệ giới hoảng sợ trước. Hắn ngày thường nói chuyện đã không chú ý, nhiều nhất là mắng kim thượng cáo giả, giọng điệu của Trình Xưởng nghe bình thản, đến cuối nói rằng Giang Sơn đổi chủ, rõ ràng là nguyên rủa cho cáo giả chết. Nếu bị ai nghe được, dư sức trực tiếp lôi tới pháp trường để tra hỏi. Nhưng phải công nhận, lời nói của Trình Xưởng có hiệu quả, tên nội thị thả lỏng một chút, ngước mắt, liếc nhìn Trình Xưởng. Trình Xưởng nói tiếp: cô thái tử nhân đức hơn hẳn lang vương và vận vương ta luôn kính trọng hắn hiện giờ triều đình dung chuyển chưa biết ai sẽ làm chủ giang sơn trong tương lai không có chứng còn nguyên vẹn dưới cái tổ bị lật úp các ngươi muốn sống ta cũng muốn sống chùa minh ẩn đã bị đóng cửa từ lâu nếu ta sẵn sàng mạo hiểm để tìm các ngươi các ngươi nên biết ta và các ngươi cùng một phía nếu không ta để ý tới các ngươi làm gì cớ gì quan tâm đến cố thái tử chết như thế nào tùy ý để quân chủ mới kế vị ra ý chỉ rửa sạch cho các ngươi không tốt hay sao? Cung nữ nghe vậy, ôm đầu gối cuộn chặt hơn nữa. Nội thị do dự hồi lâu, co rúm hỏi, bệ hạ, bệ hạ, muốn lập vận vương điện hạ làm thái tử hay sao? Tiên trình sưởng dừng lại một chút, là vận vương. Nhưng hắn không trả lời, chỉ nói, ta là người của tông thân vương phủ, hiện đang làm việc ở ngự sử đài. Ta không thể bảo đảm rằng có thể cứu mạng các ngươi, nhưng nếu các ngươi nói cho ta biết sự thật năm đó, hẳn là có cơ hội sống, các ngươi tin ta không? Nô tỳ biết ngài, thật lâu sau, nội thị nói, ngài là tam công tử của tông thân vương phủ, trước đây ngài tới Đông Cung, nô tỳ đi theo thái tử điện hạ, đã gặp ngài vài lần. Hắn hỏi, ngài, ngài muốn biết sự thật gì? Trinh Sường hỏi, năm đó kẻ man dợ đột kích thảo nguyên tháp cách, vì sao thái tử điện hạ tiến cử Trung Dũng Hầu? Câu hỏi này có vẻ vô nghĩa, Trung Dũng Hầu chấn thủ tái bắc, tái bắc xảy ra chuyện, đương nhiên nên để ông xuất trình. Nhưng nghĩ kỹ lại, không hẳn vậy, trong lòng hoàng đế luôn có chút so đo không tiện nói ra ví dụ như muốn chú ý đến thuật cân đối tỷ như tướng lãnh chấn giữ lãnh thổ phải thường xuyên thay đổi nếu lão tướng ở lại một chỗ quá lâu được lòng quân và lòng dân nơi đó dễ dàng trở thành hoàng đế địa phương biến thành mối họa nghiêm trọng của triều đình lúc ấy trương nguyên đế mới vừa triệu vân thư quảng về mục đích chính là phái tướng lĩnh khác trấn thủ tái bắc cô thái tử thông minh hẳn đã đoán được tâm tư của phụ hoàng vì sao vân thư quảng mới về kim lăng chưa đến một năm hắn làm trái với trương nguyên đế cố gắng tiến cử trung dũng hầu xuất trình vệ giới nhướng mày không ngờ tam công tử thấy mầm biết cây có thể nhìn ra manh mối mà người khác không nghĩ ra được bị trình xưởng dẫn dắt như vậy nội thị mới nhớ tới một chuyện sức khỏe của thái tử điện hạ không được tốt Năm tiên hoàng hậu qua đời vì bệnh hắn vừa trải qua một cơn bệnh nặng thật vất vả mới khá hơn thảo nguyên tháp cách lại xảy ra chuyện lúc ấy trung dũng hầu vừa về kim lang khoảng nửa năm tuy thái tử điện hạ gặp ông chỉ hai lần nhưng không đề cập đến việc mời ông xuất trình. Sau đó bệ hạ đã quyết định tướng quân xuất trình, không biết thái tử điện hạ nhận được tin tức gì, đột nhiên cầu khẩn bệ hạ để trung dũng hầu xuất trình. Bệ hạ luôn tín nhiệm thái tử điện hạ nên nghe theo. Trinh Sường hỏi, lúc ấy thái tử điện hạ nhận được tin gì? Nô tỳ không biết, nội thị nói, sau khi trung dũng hầu xuất trình, bệnh tình của thái tử điện hạ không thuyên giảm, có lẽ suốt ngày lo lắng tình hình chiến sự ở Tây Bắc, dù sao trung dũng hầu là do hắn tiến cử. Vì vậy khi tin tức Trung Dũng Hầu hy sinh trong một chiến thắng bi thảm truyền đến, Điện Hạ tự trách mình, tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Bệ hạ truyền Thái Y trần trị cho Điện Hạ. Thái Y nói, bệnh của Thái tử Điện Hạ là tâm bệnh, nếu có thể chữa khỏi tâm bệnh, có lẽ còn có hy vọng. Thật ra lúc ấy Thái tử Điện Hạ đã bệnh rất nặng, lời của Thái Y chẳng qua để chấn an bệ hạ. Tuy nhiên bệ hạ tin ông ta, để Điện Hạ bốt tự trách, bệ hạ cho rằng chiến thẳng thảm hại ở Tái Bắc là do Trung Dũng Hầu tham công liều lĩnh còn tước bỏ chức thống soái của tuyên uy tướng quân bắt hắn làm phó tướng theo chiêu viễn xuất trình nhưng vì quyết định này chiêu viễn phản bội khiến trận chiến trên thảo nguyên thấp cách thất bại thảm hại thái tử trình dương bị bệnh nguy kịch tin tức thất bại truyền đến điện hạ rất đau lòng lập tức sai người đi điều tra điều tra cái gì không biết nội thị nói thái tử điện hạ nuôi một ít võ vệ rất trung thành bọn họ muốn điều tra cái gì những người có thân phận như nô tỳ không được phép biết nhưng nô tỳ thấy có lẽ là nội tình chuyện chiêu viễn phản bội không đúng cung nữ bên cạnh đột nhiên lên tiếng thái tử điện hạ điều tra chuyện liên quan đến tiên hoàng hậu làm sao ngươi biết trinh sưởng hỏi cung nữ nói có vài lần ta lấy nước và thay quần áo cho thái tử điện hạ đứng ngoài tẩm điện có loáng thoáng nghe được thái tử điện hạ nói chuyện với võ vệ nói rằng tiên hoàng hậu gì đó à đúng rồi còn đề cập chùa minh ẩn nhưng nô tỳ không biết bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì cung nữ nói hơn nữa mãi cho đến trước khi thái tử điện hạ qua đời một ngày hắn còn truyền võ vệ kia nô tỳ cuối cùng nghe được võ vệ nói với cố thái tử chưa tìm được còn nói nhiều năm trôi qua rồi bộ dáng đã thay đổi có lẽ sau khi tiên hoàng hậu đi về cõi tiên thái tử điện hạ đang tìm người nào đó trinh sử nghe vậy liếc nhìn vệ giới trầm ngâm nếu như những lời của cung nữ và nội thị là sự thật thái tử trình dương có liên quan đến người ở chùa minh ẩn như vậy người này rất có thể là hoàng tử lưu lạc bên ngoài của trương nguyên đế mà vệ giới đã đề cập trước đó nhưng tiên hoàng hậu là chính cung nương nương sinh bao nhiêu con trai và con gái trong sổ có ghi rõ ràng vị hoàng tử lưu lạc dân gian này nhất định không phải do bà sinh ra nếu không phải thì liên quan gì đến bà năm đó cố thái tử đột nhiên tiến cử trung dũng hầu xuất trinh đến tái bắc chẳng lẽ có liên quan đến vị hoàng tử này nhưng trình xưởng không quá chú trọng vấn đề này hắn đã nắm rõ tình hình đại khái năm đó nên nói thẳng vì sao cố thái tử không còn tại sao có người nói là bị đầu độc cái này nội thị hơi do dự năm đó thái tử điện hạ quả thật bị người ta đầu độc người đầu độc là vận vương thực ra lúc ấy điện hạ đã vô phương cứu chữa cho dù kiên trì thì nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 đến 5 ngày nhưng không biết hôm ấy thái tử điện hạ nghĩ tới gì đó đột nhiên bảo hai người nô tỳ mặc y quan cho hắn muốn đi diện thánh bọn nô tỳ đang mặc nửa chừng vận vương đến bưng một chén canh sâm nói là nhân sâm vạn năm muốn dâng lên cho thái tử nói rằng uống nó sẽ rất có ích lợi cho sức khỏe. Nhưng hình như thái tử điện hạ có lời muốn nói với vận vương, cho bọn nô tỳ lui ra. Hai người nô tỳ vừa rời khỏi điện không bao lâu, nghe thấy bên trong vang lên tiếng chén vỡ, thái tử điện hạ giận dữ mắng. Nội thị ngẫm nghĩ, hắn nói vận vương hồ đồ, rồi nói hắn dám tới đầu độc, hắn thấy phạm sai lầm, có ý ăn năn, không định so đo với hắn. Hai người nô tỳ nghe thấy xảy ra chuyện, đi vào trong điện, nhìn thấy, nhìn thấy. Nội thị nói tới đây, cả người không khỏi run rẩy. Nhất định là một sự kiện kinh hoàng trong quá khứ, sau nhiều năm nhớ lại vẫn khiến người ta lo sợ không yên và khó kiềm chế. Trinh Sưởng biết, lúc này càng không nên vội, hắn nhẹ nhàng nói, ngươi cứ nói chậm chậm, không cần gấp gáp. Nội thị gật đầu, không quan tâm chén nước có độc hay không, bưng lên uống một ngụm, bình tĩnh một lúc mới nói một cách khó khăn, lúc ấy khóe miệng và vạt áo của thái tử điện hạ dính đầy huyết, không biết là do nôn ra hay là uống chén canh độc, đáy mắt và ấn đường đã biến thành màu đen, cả người như quỷ mất hồn nhưng hắn còn sống còn khiển trách vận vương cuối cùng vừa mắng vừa khóc khóc vâng nội thị nói thái tử điện hạ rất tự trách nói rằng hắn có lỗi với trung dũng hầu có lỗi với vân thị sau đó có lẽ động tĩnh ở đông cung quá lớn tới tai bệ hạ bệ hạ nhìn thấy chén canh thuốc dưới đất mà vận vương đưa cho thái tử điện hạ bảo thái y kiểm tra xem thử có độc hay không lập tức ra lệnh cho cấm vệ sát thái y còn hạ lệnh nhốt tất cả những người hầu hạ ở đông cung vào chùa minh ẩn ông ta nói với vận vương giữ lại chúng ta làm nhân chứng để cho hắn biết sợ trinh sưởng hỏi vậy thái tử điện hạ có uống chén canh độc không nô tỳ không biết có uống hay không nhưng lúc ấy thái tử điện hạ quả thật qua đời vì bệnh cấp tính trong lúc lâm trung hình như muốn nói gì đó với bệ hạ nhưng không kịp mấy năm nay nô tỳ nghĩ đại khai thái tử điện hạ biết một chuyện sai lầm của vận vương định nói cho bệ hạ biết nhưng vận vương ngăn cản hắn hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng đưa canh độc tới khi đó thái tử điện hạ chỉ còn sống được vài ngày cho dù uống canh thuốc bị chết cũng sẽ không có ai nghi ngờ nguyên nhân cái chết của hắn về phần sai lầm của vận vương điện hạ à đúng rồi lúc thái tử điện hạ mắng vận vương hình như có nhắc tới trung dũng hầu nhắc tới quân lương gì đó tim trình xưởng chìm xuống quả nhiên là vậy ý của ngươi là gì vân hy hỏi cái gì quân lương ý của ngươi là cha ta trung dũng hầu hy sinh năm đó có liên quan đến quân lương mà thái tử điện hạ nói nội thị lắc đầu Nô tỳ không biết, nô tỳ đã nói toàn bộ cho các ngài. Trinh Sưởng gật đầu, được, vất vả cho hai người các ngươi. Đã hỏi xong những gì cần hỏi, ba người rời khỏi tĩnh thất. Trời đã chạng vạng, vệ giới đá bay một cấm vệ của điện tiền ti đang chóng váng sang một bên, cảm khái nói. Con cáo già này có thể chịu được điều mà thiên hạ không chịu được, một đứa con hại chết đứa con khác mà còn bình tĩnh thu dọn đống hỗn độn. Cũng đúng, hắn ngẫm nghĩ, dù sao đại nhi tử là người sắp chết, không uống chén canh độc thì cũng chưa chắc sống quá hai ngày lão tứ có khốn nạn thì vẫn là con ruột của ông ta đánh gãy xương cũng còn dính gân cân nhắc một chút về lợi và hại nên giữ lại tiểu nhân cáo già có thể cân nhắc lợi hại trong tình huống như thế lòng dạ này thật hiếm có thảo nào có thể làm hoàng đế như đang xem kịch hắn chế nhạo và thở dài một lúc hai người bên cạnh không tiếp lời vệ giới liếc nhìn trình xưởng thấy hắn hơi nhíu mày như đang suy tư sốt ruột nói ta nói hai người này sao giống hồ lô bị cưa miệng vậy hiện tại không phải rõ ràng rồi sao thái tử điện hạ biết cáo già có một đứa con hoang lưu lạc bên ngoài sai người đi tìm không tìm được lúc ấy hắn tiến cử trung dũng hầu xuất trinh đến tái bắc có lẽ liên quan đến chuyện này kết quả trong khi trung dũng hầu đang chiến đấu ở tái bắc vận vương âm thầm chuyển quân lương của ông trung dũng hầu bất đắc dĩ phải tốc chiến tốc thắng bởi vậy tham công liều lĩnh đuổi theo ra khỏi ải hy sinh trong chiến thắng bi thảm thái tử điện hạ cảm thấy sự hy sinh của trung dũng hầu kỳ quái sai người điều tra sự thật biết trung dũng hầu bị vận vương làm hại vội vã đi nói cho cáo giả biết vận vương phỏng trừng biết chuyện này bưng chén canh độc tới để ngăn thái tử điện hạ thật ra thái tử điện hạ có uống chén canh độc hay không cũng không quan trọng hắn biết vận vương hạ độc cho dù không uống cũng tức giận mà chết lúc ấy cáo giả tới nơi thấy chuyện này chắc cũng có ý định bóp chết lão tứ nhưng ông ta giận thì giận trong lòng lại suy nghĩ dù sao lão đại đã như vậy không thể để cho lão tứ đi cùng hắn xuống gặp diêm vương nếu cả hai nhi tử cùng chết có lẽ thời gian ông ta xuống âm phủ cũng không xa cho nên quyết định giữ lại lão tứ lão tứ rốt cuộc đã làm chuyện khốn nạn tuy cáo già muốn bảo vệ hắn nhưng cũng không muốn để hắn sống dễ dàng cho nên muốn giữ lại vài nhân chứng trong chùa minh ẩn để luôn luôn nhắc nhở lão tứ về phần ngài vệ giới nói với trình xưởng chuyện của ngài càng đơn giản hơn chẳng phải mao cửu nói rằng quý nhân đuổi sát ngài có liên quan đến trung dũng hầu phủ hay sao ngài đã biết chắc chắn chuyện vận vương chuyển quân lương của trung dũng hầu còn biết vận vương hạ độc thái tử điện hạ vì chuyện này vận vương nghĩ cho dù cáo già sẵn sàng bao che cho hắn nhưng nếu văn võ cả triều biết bí mật này nhất định sẽ không để hắn yên ổn đến lúc đó sổ con buộc tội hắn có thể nhấn chìm ngự án e rằng cáo già sẽ không giữ được hắn vì vậy hắn không thể để người biết bí mật còn sống hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng đành phải sai người sát ngài ba người rời chùa minh ẩn vệ giới nói suốt cả quãng đường dẫn trình xưởng và vân hy tới chỗ nghỉ chân dưới chân núi hớp ngụm trà lạnh trên bàn thấy hoàng hôn đã buông xuống nên nói sắp chết đói rồi thế nào cùng nhau đi ra ngoài đánh chén chứ trình xưởng liếc nhìn vân hy thấy nàng vô cùng ủ rũ nên nói ngươi đi đi ta không đi được rồi vệ giới nói ta sẽ mang hai cái bánh về cho hai người vừa đi ra khỏi tiểu viện vừa thở dài nhìn ta đây này vừa phải lo ăn uống vừa phải lo xong việc còn lo mở đường giải quyết hậu quả có khác nào bồ tát đại tiên đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Đây là một viện dưới chân núi Bình Nam, trời tối không kịp về Kim Lang Thành, phải qua đêm ở đây. Tới cuối giờ tuất, xung quanh gần như không có người, Trinh Sưởng tận dụng chút ánh sáng cuối ngày để tìm giá cắm nến và thắp sáng. Hắn đặt đèn lên bàn, quay đầu nhìn Vân Hy. Nàng vẫn đứng ở cửa phòng bất động, cả người lúng ta lúng túng. Dường như cảm giác được ánh mắt của hắn, thấp giọng hỏi, Tam Công Tử, ngài đã điều tra được oan tình của cha ta năm đó rồi, đúng không? Có phải, nàng dừng lại mím đôi môi khô khốc có phải đúng như lời của vệ đại nhân vận vương đã âm thầm chuyển quân lương đáng lẽ nên gửi đến tây bắc trinh sưởng gật đầu ừ được vệ giới chỉ điểm hắn dành cả một tháng để tìm kiếm các hồ sơ vụ án cũ ở phòng trực của ngự sử đài tìm nguyên nhân và kết quả đến từng chi tiết nhỏ nhất không phải là vô ích sự thật tàn nhẫn hắn vốn không muốn nói cho vân hy biết nhưng nghĩ lại chết trong lúc anh dũng bảo vệ biên cương để ngăn địch vì sao phải mang tiếng tham công sinh tử coi như vô ích Chẳng lẽ con gái ruột của ông không đáng để biết sự thật hay sao? Trinh Sường nói, năm đó Trung Dũng Hầu xuất trinh đến Tái Bắc, binh lương thiếu hụt, đã từng gửi thư khẩn đến su mật viện xin điều động binh lương. Nhưng lúc ấy Hoài Bắc đang bị hạn hán nghiêm trọng, vận vương đến cứu trợ, không đủ lương thực, vì thế âm thầm cấu kết với Diêu Hàng Sơn, bí mật lấy quân lương đáng lẽ nên gửi đến Tái Bắc. Trung Dũng Hầu, có lẽ không đợi được binh lương, đành phải dùng chiến thuật tốc chiến tốc thắng, đuổi theo ra khỏi ải. Hơn cả vạn tướng sĩ hy sinh, chính ông cũng mất mạng. Năm đó Su Mật Viện nói, cha cầu xin điều động binh lương khẩn cấp 800 dặm, dịch sứ bị chậm trễ trên đường, khi thư đến Kim Lăng đã trễ 3 tháng. Vân Hy nói, cho nên, thật ra không phải dịch sứ bị chậm trễ, mà Su Mật Viện tự đè ép thư của cha. Không những không gửi cho ông, còn chuyển lương thực mà ông cần dùng gấp cho vận vương để lập công lao cứu trợ. Khi huyết trong ngực Vân Hy cuồn cuộn, nàng cô nén, lại hỏi, tam công tử có chứng cứ không? Trình xưởng lắc đầu, gần đây ta lợi dụng lý do đi trực để xem các hồ sơ trước đây. Ta đã suy đoán nguyên nhân và kết quả từ các chi tiết trong hồ sơ, hiện tại đã được hai nhân chứng trong chùa Minh Ẩn xác nhận, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa bệ hạ đè vụ án này xuống, có ý muốn bao che cho Vận Vương, chứng cứ hẳn là ở hộ bộ, nhưng không dễ tìm. Hoặc phải nói là, bọn họ bí mật điều tra như vậy, căn bản không thể nào tìm được chứng cứ. Vân Hy sừng sốt, nói cách khác, hiện giờ ta muốn giải oan cho cha ta là vô vọng phải không? nàng đưa tay chỉ hướng tuy cung cha ta ở biên cương vào sinh ra tử người kia chỉ vì muốn làm một chuyện đẹp để văn võ cả triều thán phục có thể được phụ hoàng của hắn yêu thích nên đã làm hại tánh mạng của phụ thân ta và muôn vàn tướng sĩ tái bắc cho dù như vậy ta cũng không thể giải oan cho cha phải trơ mắt nhìn hắn ngồi lên chữ vị trở thành thái tử kế nhiệm thật ra nàng không cố chấp với sự thật bất kể thế giới bên ngoài nói như thế nào nàng luôn tin vân thư quảng vân thị đầu đội trời chân đạp đất nhất quán với hai chữ trung dũng cớ gì sợ thêm mắm dặm muối. Nhưng linh hồn của những anh hùng tái bắc vẫn chưa an giấc ngàn thu, nàng lại phải trơ mắt nhìn sự kiêu ngạo và dũng cảm của bọn họ biến thành bàn đạp cho người khác. Nhiệt huyết bảo vệ quốc gia hóa thành sắc đỏ trên bậc thềm, bị người nọ khinh thường đạp dưới chân. Nàng không nuốt nổi khẩu khí này. Vân Hy cảm thấy thật ra mình không bi thương, nàng chỉ phẫn nộ, vô cùng khó chịu, cổ họng dường như bị một tảng đá chặn lại, khó thở khó nuốt. Thật vất vả mới qua được, hai mắt mở ra khép lại, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống đất. Vân Hy sững người, lúc này mới ý thức được mình đang khóc, nàng giơ cánh tay lên lau, mới vừa đưa lên không trung đã bị người nắm lấy. Ngón tay mát lạnh, hắn kéo nàng vào lòng, hơi thở trên người cũng lạnh lẽo. Trinh Sưởng gọi, A Đinh. Vân Hy ngước mắt là có thể thấy quai hàm lạnh lùng của hắn. Nàng đông cứng trong vòng tay hắn, không dám cử động. Trinh Sưởng im lặng một hồi lâu mới hỏi, A Đinh, cô tin ta không? Không đợi nàng đáp, hắn nói, ta sẽ không để vận vương làm thái tử ta sẽ giúp cô đòi lại mọi bất công mà trung dũng hầu phủ đã gánh chịu ở quê ta những người anh dũng hy sinh vì quốc gia sẽ được tôn vinh được xây tượng đài để đời sau ghi nhớ sự trong sạch của phụ thân và ca ca của cô không thể bị hủy diệt bởi vì hắn là thái tử hay là hoàng đế vân hy nghe vậy không khỏi hỏi tam công tử muốn làm gì trinh sưởng nhìn màn đêm đã hoàn toàn tối đen một lúc lâu mới nói tạm thời chờ một chút hai người chưa chờ đến một khắc vệ giới đi ra ngoài kiếm đồ ăn đã vội vã trở lại hai tay hắn trống trơn cho thấy đã quên mang bánh cho vân hy và trình xưởng thúc giục mau đi không hiểu sao người của điện tiền ti tìm được tới nơi này tiểu viện này được xây khi hắn rảnh rỗi trong thời gian làm việc ở chùa minh ẩn lấy hàng rào gỗ bao quanh một miếng đất dựng hai mái nhà tranh theo lẽ không nên có ai biết trình xưởng nói mấy ngày nay có người theo dõi ta ta để ý một chút hình như là người của điện tiền ti hẳn là bệ hạ phải đến Có chuyện này Vệ giới sửng sốt, vậy sáng nay ngài tới đây, làm sao cắt đuôi bọn họ được? Trình Xưởng liếc hắn, ta không cắt đuôi. Vệ giới cảm thấy mình không hiểu, ngài không cắt đuôi, vậy bọn họ đi theo tới đây, chẳng phải đã biết ta dẫn hai người lên chùa Minh ẩn. Trình Xưởng nói, ừm, biết. Vệ giới ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau mới hỏi, không phải ý của ngài là, ngài cố ý dụ bọn họ lại đây. Trình Xưởng nói, ta điều tra ra được vận Vương tự mình chuyển quân lương của Trung Dũng hầu, không tìm thấy chứng cứ không thể điều tra tiếp tình cơ có nhân chứng trong chùa minh ẩn dẫn người của điện tiền ti tới đây để bọn họ đưa nhân chứng vào cung trước mặt bá quan văn võ kiện lên kim loan điện xin bệ hạ ban lệnh rõ ràng như vậy mới có thể đến hộ bộ lấy bằng chứng chẳng phải trương nguyên đế thích cảnh thái bình giả tạo hay sao dù sao người làm đủ chuyện ác không phải là ông ta hà cớ gì phải giúp nhi tử bảo bối của ông ta che giấu phơi bày mọi thứ ra ánh sáng mới là biện pháp hữu hiệu nhất và đánh trúng chỗ yếu nhất thiên hạ to lớn không phải là ngôn luận của hoàng đế một nhà. Làm một quân giả, càng phải quan tâm đến lòng dân và quần thần. Hơn nữa Trương Nguyên Đế là một đế vương coi trọng thanh danh, thích tỏ vẻ công bằng bề ngoài. Ông ta chăm lo việc nước cả đời, sắp đến cuối, sẽ không cam lòng đánh mất thanh danh. Trình Sưởng không tin rằng bằng cách làm ầm mọi chuyện, ông ta còn có thể bao che cho vận vương trước những bằng chứng không thể chối cãi. Vệ giới nói, không phải ta đã nói với ngài rồi hay sao? Tuyên trĩ của điện tiền ti có chút ngu chung, ngài dẫn hắn tới đây, nếu hắn được lệnh của cáo giả lén xử lý hai nhân chứng thì sao dù sao thì thần không biết quỷ cũng không hay sẽ không trình sưởng nói hôm nay là 16 tháng riêng là ngày đầu tiên các nhà thự mở cửa có rất nhiều người qua lại thường xuyên các đại thần của bộ nha trong cung đều nhìn thấy hành động của quý đức tướng quân hắn dễ dàng tới chùa minh ẩn để giải quyết một hai nhân chứng nhưng hắn không thể đối phó với ta hơn nữa trình sưởng nói ngươi và hoàng thành ti cũng ở đây phải không vệ giới cảm thấy mình sắp phát điên ngài chơi lớn như vậy, sao không nói trước với lão tử? Hắn lại nói, hai người chơi đi, lão tử không theo nữa. Nói xong, quay đầu rời đi. Đi đến ngoài tiểu viện, đột nhiên dừng lại, chán nản trở về, ngồi xổm xuống, thở dài, ây già, lão tử bị ngài gài bẫy. Ngay sau đó, một hàng cấm vệ dơ đuốc đi vào tiểu viện, tuyên trĩ bước ra khỏi đám đông, chắp tay nói, tam công tử, vệ đại nhân, vân giáo úy, bệ hạ cho mời. Trên đường về, xe ngựa đi chậm chậm, tới tuy cung, trời đã gần sáng. 17 tháng riêng, khai chiều ngày thứ hai, tất cả chính vụ đi vào quỹ đạo, có rất nhiều chuyện quan trọng cần thảo luận trên chiều. Hơn nữa vài ngày trước vùng lĩnh Nam có loạn, Trương Nguyên Đế đặc biệt rời buổi lâm chiều sớm hơn một canh giờ. Tuyên trĩ đưa ba người vào cung, thấy buổi lên chiều đã bắt đầu ở Kim Loan Điện nên nói, xin tam công tử. Vệ đại nhân và vân giáo úy tạm chờ ở thiên điện, đợi buổi lâm chiều kết thúc, tại hạ sẽ bẩm báo cho ba vị. Trinh Sưởng nói, không cần phiền quý đức tướng quân, ta có chuyện quan trọng muốn trình lên bệ hạ sẽ vào kim loan điện diện thánh tuyên trĩ ngẩn người cảm giác nên ngăn trình xưởng lại nhưng cho dù không đề cập tới thân phận tiểu vương gia của trình xưởng chức vị thị ngự sử tứ phẩm của hắn đã đủ tư cách vào chiều thảo luận chính sự vì thế tuyên trĩ gật đầu liếc nhìn nội thị quan ngoài điện nội thị quan hiểu ý đi vào bẩm báo một lúc sau bước ra nói tam công tử bệ hạ cho mời quan văn và quan võ xếp hàng hai bên trái phải của kim loan điện Su mật sử Diêu Hàng Sơn bẩm xong vụ loạn ở lĩnh Nam, thấy Trình Sưởng vào điện, lui qua bên phải. Trình Sưởng vén áo bào, quỳ xuống nhận tội, tối hôm qua thần không màng lệnh cấm của bệ hạ, tự tiện xông vào chùa Minh Ẩn, thỉnh bệ hạ phạt tội. Đương nhiên Trương Nguyên Đế biết vì sao Trình Sưởng xông vào chùa Minh Ẩn, muốn định tội hắn thì phải hỏi rõ nguyên nhân, ông không muốn hỏi, chỉ nói, không sao, ngươi đứng dậy đi. Trình Sưởng cảm tạ, đứng lên, nhưng không lùi sang một bên, hắn tiếp tục những gì vừa nói, bẩm bệ hạ, Sở dĩ thần xông vào chùa Minh ẩn là vì trận chiến ở Tái Bắc 6 năm trước. Từ trước đêm giao thừa, thần sắp xếp lại hồ sơ, vô tình phát hiện có nội tình trong trận chiến Tái Bắc 6 năm trước. Lúc đầu thần chỉ nghi ngờ, sau nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng tìm được hai nhân chứng ở chùa Minh ẩn. Chứng minh năm đó Trung Dũng Hầu đã chết trong trận chiến gian khổ có liên quan đến việc cứu trợ thiên tai của vận vương điện hạ ở Hoài Bắc. Lời này vừa dứt, toàn điện đều kinh hãi. Năm đó Hoài Bắc hạn hán nghiêm trọng, hàng vạn người chết, lâu ngày không có lương thực cứu trợ, khắp nơi nổi loạn. Quan phủ địa phương báo lên triều đình suốt đêm, nhưng văn võ cả triều không ai dám nhận củ khoai phòng tay này. Trương Nguyên Đế lo lắng đến mức mấy đêm không ngủ yên, cuối cùng, vận vương, người không có chiến tích gì chủ động xin đi, hoàn thành việc không ai có thể đảm đương tốt này. Khi đó không phải không có vài lời khác lạ trong triều đình, nhưng hơn một vạn tướng sĩ vừa mới chết ở Tây Bắc, không ai muốn chạm vào Trương Nguyên Đế trong thời điểm này. Thế nên sau đó Triều Viễn phản bội, tuyên uy chết trận, thái tử qua đời quân vụ và chính vụ loạn thành một nồi cháo cùng lúc càng không có người quan tâm vận vương đã giải quyết thảm họa như thế nào nay vận vương phi có thai trương nguyên đế có ý cho vận vương làm thái tử chỉ thiếu một ân chỉ để sắc phong tam công tử của tông thân vương phủ lại chọn cơ hội này để luận tội chữ quân tương lai những lời của tam công tử từ đâu đến một vị đại quan mặc bổ tử hình khổng tước bước ra khỏi đám đông trinh sưởng chăm chú nhìn nhận ra người này là lại bộ thị lang năm ngoái sau khi tin tức vận vương phi có thai truyền ra ông ta là một trong số đại thần dân sổ xin lập vận vương làm chữ năm đó vận vương điện hạ cứu trợ thiên tai ở hoài bắc trung dũng hầu dẫn binh ngăn địch ở Tài bắc hai nơi cách nhau ngàn dặm làm thế nào có quan hệ trinh sưởng nói đúng là cách xa nhau ngàn dặm nhưng lúc ấy trung dũng hầu đang cần lương thực gấp vận vương điện hạ cũng đang cần lương thực gấp hai bên đều cần lương thực đương nhiên có quan hệ ý của minh anh là nghi ngờ bổn vương lén chuyển quân lương vốn nên gửi đến tái bắc vận vương nhìn chằm chằm trình sưởng nói một cách thong thả hắn bước vào giữa điện chắp tay hướng lên trên phụ hoàng minh giám năm đó hoài bắc bị hạn hán nghiêm trọng số lương thực mà nhi thần cứu trợ thiên tai được ghi chép rõ ràng trong sổ sách của triều đình một là các quan phủ địa phương mở kho xuất lương thực hai là các thương nhân giàu có ở hoài nam hoài tây và giang nam quyên tặng ba là triều đình khẩn trương thu thập lương thực từ phương nam để gửi đến hoài bắc quả thật lúc ấy đường vận chuyển lương thực không thuận lợi nguyên nhân là vì hạn hán nghiêm trọng khiến bạo loạn nổi lên khắp nơi để lương thực được đưa đến hoài bắc một cách an toàn có khi đành phải chọn đi đường vòng. Minh Anh mới nhận chức vị thị ngữ sử được một tháng, cho dù đọc hết hồ sơ năm đó, làm sao có thể tìm ra được nguyên nhân. Bổn vương biết ngươi được phụ hoàng coi trọng, nóng lòng lập công với triều đình, nhưng ngươi không thể chỉ dựa vào có lẽ có bé tí tẹo. Trục mũ tự mình chuyển binh lương cho bổn vương, quét sạch tất cả những khó khăn trong việc cứu trợ thiên tai của bổn vương. Hắn phất tay áo, cúi đầu thật sâu với trương nguyên đế, phụ hoàng. Năm đó nhi thần đến hoài bắc cứu trợ thiên tai, thấy nạn dân thống khổ, đồng cảm như bản thân mình cũng đang bị buồn bã suýt bật khóc mỗi một phần lương thực thu thập được là do nhi thần vất vả ngày đêm không ngủ để chuẩn bị nhi thần không hổ thẹn với lương tâm ngươi thật sự không hổ thẹn với lương tâm à trinh sưởng nói như ngươi đã nói lúc ấy hoài bắc có bạo loạn trong lúc ngươi vận chuyển lương thực để tránh bị chặn đường và bị cướp đành phải chọn đi đường vòng nhưng nếu ngươi đi đường vòng nhiều nhất là vòng một vòng quanh thị trấn và vùng núi phụ cận vì sao vòng đến tây bắc thậm chí bắc cảnh vận vương sửng sốt cái gì Tây Bắc, Bắc Cảnh, bổn vương không biết ngươi đang nói cái gì. Trịnh Sưởng nói, mục đích sử dụng lương thực của triều đình là khác nhau. Lương thực mà ngươi dùng để cứu trợ, ngoại trừ do thương nhân giàu có quyên góp, phần lớn là quan lương. Lương thực mà Trung Dũng Hầu đánh giặc ở Tây Bắc sử dụng là quân lương trong thời kỳ đóng quân ở biên giới. Mấy năm nay Tây Bắc và Bắc Cảnh không có chiến tranh, lương thực mà tướng sĩ ở biên cương sản xuất ra hầu hết được gửi tới Tây Bắc. Ngươi nói ngươi không tự mình chuyển lương thực, như vậy vì sao con đường ngươi vận chuyển lương thực đi qua tây bắc vận vương nói bổn vương vừa nói rất rõ số lương thực mà bổn vương sử dụng ngoại trừ do quan phủ địa phương quyên tặng phần lớn đến từ giang nam hoài nam và hoài tây bổn vương chưa bao giờ chuyển lương thực từ tây bắc và bắc cảnh trinh sường nói con đường vận chuyển lương thực rất dài đi qua hàng ngàn dịch trạm ngươi có thể sửa đổi tuyến đường vận chuyển lương thực nhưng ngươi không thể sửa đổi số lượng dịch trạm đã đi qua nếu không sẽ không khớp với số lượng thống kê của quan phủ địa phương bởi vậy khi ngươi sửa đổi lộ trình vận chuyển lương thực lấy cớ vì tránh bạo loạn liên tục đi đường vòng ở cùng một địa điểm đi qua cùng một dịch trạm hai lần thậm chí ba lần nhưng có hơn một ngàn dịch trạm ngươi sẽ sơ hở vài nơi ta đã kiểm tra mấy nơi đó đúng là ở gần tây bắc ta sẽ không nhắc lại tuyến đường vận chuyển lương thực không hợp lý của ngươi dù sao ngươi đã nói rằng ngươi phải tránh bạo loạn ta hiểu điều này nhưng theo ta được biết lúc ấy ngươi đi cứu trợ thiên tai su mật viện đã phát năm nghìn quân vệ cho ngươi hơn nữa quan phủ địa phương còn có rất nhiều quan binh cộng lại mà vẫn không kiểm soát được bạo loạn hay sao có lẽ ngươi muốn nói những người làm loạn cũng là dân chẳng qua vì hạn hán nghiêm trọng mới vào rừng làm cướp ngươi không muốn tổn thương bọn họ nhưng lúc ấy tình hình thiên tai khẩn cấp hàng vạn nạn dân chờ lương thực để cứu mạng chẳng lẽ ngươi không phân biệt được cái nào quan trọng hơn ngươi đi vòng quanh vì tránh bạo loạn vì thế lương thực đến chậm chẳng phải là đảo ngược mọi thứ hay sao trên thực tế sự thật hoàn toàn tương phản trinh sưởng nhìn vận vương nói ngươi mới tới hoài bắc nôn nóng lập công chưa điều tra tuyến đường và tình hình địa phương đã vội vàng điều chỉnh lương thực hơn nữa còn thúc giục khắp nơi vận chuyển lương thực nhanh hơn kết quả một số lượng lớn lương thực được vận chuyển từ giang nam và hoài tây đã bị cướp trên đường ngươi đã làm mất lương thực mấy vạn nạn dân đang chờ được cứu trợ ở hoài bắc thì sao ngươi biết mình gây họa vội vàng đền bù xin diêu đại nhân của xu mật viện giúp đỡ lúc ấy trung dũng hầu cũng cần lương thực quân lương ở tây bắc và bắc cảnh sắp gửi đến tái bắc hai người các ngươi bày mưu nói rằng dịch sứ bị chậm trễ trên đường dấu lá thư khẩn yêu cầu binh lương của Trung Dũng Hầu bí mật thay đổi lộ trình vận chuyển tự mình đổi quân lương với quan lương Trung Dũng Hầu đợi binh lương đã lâu nhưng không thấy gửi tới đành phải tốc chiến tốc thắng đuổi theo ra khỏi ải Bệ hạ trình sưởng nói xong Diêu Hàng Sơn từ trong đám đông bước ra quỳ sát đất Thành Khẩn nói các tướng sĩ ở Tây Bắc đã vất vả canh giữ biên cương thần luôn quan tâm đến bọn họ xưa nay mỗi khi Trung Dũng Hầu cần lương thực thần chưa bao giờ dám chậm trễ ngày nào đây là những lời vu khống của tam công tử hoàn toàn là phán đoán thuần túy thần tuyệt đối không làm chuyện như vậy tuyệt đối không làm ta không có bằng chứng xác thực nào trinh sưởng nói tuy nhiên lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt có thể làm giả công văn khi vận chuyển lương thực từ tây bắc nhưng không thể làm giả các dịch trạm đi ngang qua nếu các ngươi thật sự không hổ thẹn với lương tâm hãy hỏi dọc theo hàng ngàn dịch trạm hỏi các dịch thừa hỏi các quan binh địa phương có rất nhiều lương thực đi qua nơi này gửi đến Hoài Bắc 6 năm trước hay không, mọi việc sẽ rõ ràng trong nháy mắt, các ngươi có dám không? Su mật viện và hộ bộ đều có ghi chép mỗi năm thu hoạch bao nhiêu quân lương cho biên giới, sản lượng này khác với quan lương các nơi. Các ngươi vàng thao lẫn lộn, tự mình đổi lương thực, có thể sửa con số của một năm, nhưng các ngươi không thể nào sửa số lượng của từng năm trước đó. Chỉ cần đưa hoàng sách của hộ bộ ra, so sánh hai bên, tính sản lượng trung bình của mỗi bên trong những năm qua, manh mối tất nhiên sẽ tự xuất hiện, các ngươi dám không? Hơn nữa, Trinh Sưởng dừng lại, tuy rằng ta không có chứng cứ thực tế, nhưng hỏi thăm nhiều lần mới biết, năm đó sau khi Trung Dũng hầu hy sinh, cô thái tử điện hạ nghi ngờ nguyên nhân cái chết của hắn, phái người đến tái Bắc để điều tra, biết được ngươi đã âm thầm chuyển quân lương, trong lúc tức giận, phát bệnh qua đời. Hai thị tỳ hầu hạ cô thái tử điện hạ lúc ấy có thể làm chứng. Hai người này bị ta mang ra từ chùa Minh ẩn hôm qua, hiện tại đang chờ ngoài cửa cung nếu ta khẩn cầu bệ hạ truyền bọn họ vào kim loan điện để đối kháng các ngươi dám không vận vương vốn tưởng rằng trình xưởng lông bông không biết gì hơn nửa năm nay đã đổi tính nhưng hắn không dành các công văn khó nghiên cứu cho dù bỏ ra cả tháng để xem hồ sơ làm sao có thể tìm ra manh mối không ngờ hắn tập trung và tỉ mỉ không những đọc toàn bộ hồ sơ mà còn có thể lần lượt tìm ra những điểm không hợp lý trên tuyến đường vận chuyển lương thực theo địa hình của đại tuy và từ cả ngàn dịch trạm ở tây bắc hắn thậm chí không biết trình xưởng học số học từ khi nào, ngay cả sổ sách thuế dụng phức tạp nhất của hộ bộ nên tính như thế nào, nên phân tích như thế nào sau khi tính toán, đều rõ như lòng bàn tay. Đến bây giờ, vận vương rốt cuộc hoảng sợ. Cứu trợ thiên tai là vấn đề quan trọng của triều chính, đối với một vụ án lớn như vậy, cho dù hắn là hoàng tử, có sự giúp đỡ của Diêu Hàng Sơn cũng không có khả năng che vết dò gì, dấu kín sơ hở. Nếu muốn điều tra, cớ gì không tìm ra chứng cứ. Năm đó bởi vì quân sự và chính sự ở triều chính quá hỗn loạn, cô thái tử bị bệnh cấp tính khó chữa, cả triều thần không muốn đổ thêm dầu vào lửa mới để hắn lừa gạt cho qua. Càng quan trọng hơn là, khi đó triều nguyên đế có ý che chở hắn. Thế nhưng, cho dù thiên tử có ý che chở, đúng sai đều ở lòng người. Triều nguyên đế coi trọng thanh danh, trước chứng cứ không thể chối cãi, trước mặt triều thần, chẳng lẽ sẽ thiên vị hắn hay sao? Hơn nữa, nếu hắn đoán chúng, hai cung tỳ mà trình xưởng mang về từ chùa minh ẩn là người hầu hạ trình dương năm đó nhìn thấy hắn đưa chén canh độc đến giường trình dương cô thái tử nhân đức cực kỳ được lòng người trừ thần trong điện có lẽ sẽ không làm mất lòng chữ quân tương lai vì trung dũng hầu nhưng nếu bọn họ biết được hắn từng hạ độc cố thái tử nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cố thái tử vận vương nghĩ đến đây tâm tư thay đổi chợt nghĩ ra một kế thầm nghĩ năm đó phụ hoàng biết chuyện hắn hạ độc trình dương phụ hoàng che chở hắn đúng là đồng lõa như vậy phụ hoàng và hắn ở cùng một phía chỉ cần không cho hai thị tỷ lên điện nói ra sự thật năm đó về phần trình xưởng muốn kiểm tra sổ sách của hộ bộ và lộ trình phân phối lương thực đều là chuyện trong tương lai chưa chắc không có cách cứu vãn vận vương nhìn trương nguyên đế thấy ông dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trình xưởng thừa dịp nói phụ hoàng chùa minh ẩn đã bị đóng cửa từ lâu minh anh tự tiện xông vào là có tội còn luôn tuyên bố đã tìm được nhân chứng trong đó hắn nói nhi thần ham lập công nhi thần thấy hắn mới là người ham lập công hắn muốn xem hoàng sách của hộ bộ muốn tính toán lương thực muốn sai người đến hoài bắc thậm chí tây bắc để điều tra tuyến đường vận chuyển lương thực nhi thần trong sạch cứ để hắn điều tra nhưng xin phụ hoàng chớ tin những lời dèm pha của hắn đưa nhầm người không rõ thân phận ra đây để đối kháng nơi này là kim loan điện thiên uy huy hoàng chẳng lẽ vì những lời ba hoa trích chòe của hắn mà gây ra ân oán quá trẻ con trương nguyên đế nghe vận vương nói xong trầm mặc thật lâu mới nói sửng nhi tạm thời giao hai nhân chứng mà ngươi đem từ chùa minh ẩn về cho hình bộ đợi hình bộ thẩm vấn xong chứng thực lời bọn họ là sự thật trẫm sẽ ra lệnh cho tam ti lập hồ sơ điều tra tình hình thực tế về vụ cứu trợ thiên tai của phường nhi ở hoài bắc năm đó bẩm bệ hạ trinh Xưởng nói hai người mà thần mang về từ chùa minh ẩn từng hầu hạ cố thái tử điện hạ thật ra bệ hạ cũng biết như năm đó cố thái tử qua đời vì bệnh cấp tính hai người này không chăm sóc chu đáo trong lúc bi thương ngài đưa bọn họ đến chùa minh ẩn để giam giữ thời gian đã lâu nên có lẽ đã quên chiêu nguyên đế nghe vậy trong lòng hơi khựng lại thật ra ông nhớ rất rõ chuyện xảy ra năm đó sở dĩ giữ lại hai thị tỳ bên cạnh dương nhi bởi vì bọn họ bắt gặp phường nhi hạ độc dương nhi giam giữ bọn họ mà không sát để phường nhi thời thời khắc khắc nhớ rõ bài học này hiện tại nghe sử nhi nói vậy là muốn bỏ qua chuyện phường nhi hạ độc chỉ đề cập sự oan ức của trung dũng hầu nếu bỏ qua chuyện hạ độc như vậy sẽ lướt qua sự thật về bản thân ông là đế vương mà bao che cho hoàng tử Trương Nguyên Đế hơi kinh ngạc, không khỏi quan sát trình sửa. Bắt đầu từ khi nào, đứa cháu trai chỉ biết làm sằng làm bậy này của ông trở nên hiểu lý lẽ, biết tiến lui, rõ lòng người như thế này. Chuyện hạ độc, xét cho cùng, là chuyện nhà của ba cha con Trương Nguyên Đế, cô thái tử và vận vương. Nếu đem ra công khai bàn luận sẽ chỉ làm thiên gia mất mặt, tuy có thể đạt được điểm tử của vận vương, nhưng bước này quá mạo hiểm, chưa chắc hắn đi tiếp được. Vì thế hắn lựa chọn lùi một bước, bỏ qua chuyện xấu của Trương Nguyên Đế, chỉ đề cập đến vận vương và trung dũng hầu. Nhưng bước lùi này của hắn không phải hoàn toàn nhượng bộ. Nghĩ kỹ lại, hắn lấy lui làm tiến, hắn đang nói với triều nguyên đế, nếu không lập tức cho hai nhân chứng lên điện, như vậy hắn còn có chiêu tiếp theo. Bởi vì hắn có thể lựa chọn xé rách mặt, lấy lý do vận vương hạ độc cố thái tử, mượn cơn giận của triều thần để kêu hai người ra làm chứng. Đến lúc này, triều nguyên đế mới phản ứng kịp. Hóa ra trình xưởng cố ý, hắn cố ý dẫn điện tiền ti đến chùa Minh ẩn, Cô ý kéo dài tới ngày khai chiều thứ hai mới trở về. Cô ý xông vào buổi lên chiều. Bởi bằng cách này, hắn mới có thể để tung tích hành động của hắn xuất hiện trước mắt mọi người, khiến người ta không thể đùn đẩy, không thể trốn tránh, không thể che giấu, không thể trì hoãn, phải đối mặt với các chất vấn của hắn. Hắn là con trai của thân vương, cả năm nay nhiều lần bị phục kích và sát chết, mà bản thân ông là đế vương lại không muốn giúp hắn, không thể nhờ pháp luật, nhờ công lý. Vì vậy hắn muốn tự mình tìm lại công bằng thôi trương nguyên đế nghĩ thầm năm đó phường nhi dám hạ độc thái tử chuyện này là hắn làm sai năm đó vân thư quảng bị chết oan hàng vạn tướng sĩ ở tây bắc cũng bị chết oan Sử nhi bắt chẹt chuyện này muốn hỏi tội phường nhi coi như những quả báo ứng đi trương nguyên đế nói truyền hai nhân chứng lên điện tác giả có lời muốn nói thái tử trình dương lăng vương trình huyên vận vương trình phưởng còn một người lưu lạc bên ngoài trương nguyên đế đặt tên cho hắn là trình húc cách trường. Không bao lâu sau, cấm vệ của điện tiền ti đưa hai thị tỷ từ chùa Minh ẩn vào. Trinh xưởng hỏi, theo lời của hai ngươi, năm đó cô thái tử bị bệnh cấp tính qua đời là do nghe nói rằng vận vương tự mình chuyển quân lương được gửi cho Tái Bắc, phải vậy không? Năm đó có không ít người hầu của Đông Cung bị giam trong chùa Minh ẩn, phần lớn không chết thì bị điên. Hai người này bị giam cầm mấy năm mà đầu óc vẫn tỉnh táo, chứng tỏ cực kỳ cảnh giác. Thái tử Trình Dương năm đó rõ ràng bị vận vương đầu độc, nhưng câu hỏi của tam công tử không đề cập tới chuyện đầu độc chứng minh hắn không muốn vạch trần điểm mấu chốt của thiên gia trên kim loan điện không muốn làm trương nguyên đế khó xử hai người lập tức hiểu thâm ý của trình xưởng bỏ bớt phần vận vương đầu độc chỉ nói bẩm bệ hạ bẩm tam công tử trước khi cố thái tử qua đời hai nô tỳ hầu hạ bên cạnh ngài ấy lúc đó vận vương điện hạ tới đưa thuốc cho cố thái tử điện hạ hai nô tỳ lui ra ngoài điện quả thật có nghe cố thái tử điện hạ khiển trách vận vương bởi vì vận vương đã chiếm quân lương của trung dũng hầu lời này vừa dứt cả điện náo động vận vương vội la lên phụ hoàng hai người này nhất định đã thông đồng với minh anh hãm hại nhi thần lại bộ thị lang nói giúp vận vương trước đây cũng lên tiếng bệ hạ tuy rằng hai người này đã từng phụng dưỡng cố thái tử điện hạ nhưng bọn họ bị giam giữ mấy năm nay ai biết bọn họ có bịa đặt lung tung để được rời khỏi chùa minh ẩn hay không hôm qua tam công tử đã gặp hai người này trước ai có thể chứng minh bọn họ không âm thầm liên kết trinh sưởng nói bệ hạ hôm qua không phải chỉ có một mình thần gặp hai thị tỷ này. Trong lúc thần hỏi chuyện, vệ đại nhân của Hoàng Thành Ti và Vân Giáo Ý của Trung Dũng Hầu Phủ cũng ở đấy, hai người bọn họ có thể chứng minh rằng hai thị tỷ nói thật. Bọn họ hiện đang chờ ở thiên điện, bệ hạ có thể gọi bọn họ vào kim loan điện để đối kháng. Trương Nguyên Đế gật đầu. Một lúc sau, vệ giới và Vân Hy được nội thị dẫn vào điện. Mặc dù vệ giới có phẩm cấp cao, nhưng hắn giống tuyên trĩ, là chỉ huy sứ của cấm vệ, ngoại trừ giúp Trương Nguyên Đế làm việc riêng, còn phụ trách bảo vệ cung cấm đối với những buổi lên chiều giống như vậy một tháng tới một lần mà hắn cũng ngại nhiều vệ giới vốn một vạn lần không muốn nhúng tay vào chuyện này như lần này bị trình xưởng lừa trương nguyên đế hỏi chuyện hắn và vân hy đành phải đáp đúng sự thật sau khi lại bộ thị lang nghe xong cảm thấy không thể phản bác kế này thất bại thì bày ra kế khác nói một cách mỉa mai được rồi cho dù hai thị tỳ này nói sự thật năm đó vận vương đến hoài bắc để cứu trợ thiên tai quan lương đã vô tình trộn lẫn với quân lương Vân Giáo Úy là con của Trung Dũng Hầu, sau khi Trung Dũng Hầu hy sinh, chẳng lẽ chưa từng nghi ngờ nguyên nhân cái chết của phụ thân hay sao? 6 năm trước, đại quan cả triều nghi ngờ Trung Dũng Hầu tham công liều lĩnh, ngươi không giải oan cho phụ thân, đã 6 năm trôi qua. Ngươi đột nhiên đứng lên nói rằng phụ thân ngươi Trung Dũng Hầu bị oan, làm sao ngươi lấy được lòng tin của quần chúng và bệ hạ? Ông ta nói những lời này, thật ra có chút chó cùng rứt rậu, nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, ông không thể cãi lại tam công tử, thấy Vân Hy chẳng qua là một nữ tử, đoán rằng nàng là một quả hồng mềm oan tình mà tam công tử nói đến chính là mối oan của trung dũng hầu nếu như vân hy con gái của trung dũng hầu không thể đứng vững trên điện lặng lẽ hành động thì vụ án này có thể khép lại một cách qua loa lại bộ thị lang vừa nói xong đã có trừ thần khó chịu bênh vực cho vân hy lời của nhạc đại nhân thật buồn cười lúc trung dũng hầu hy sinh năm đó vân giáo úy chỉ là một tiểu cô nương ngài bảo một tiểu cô nương đi vào hoàng điện để giải oan cho trung dũng hầu khác gì gây khó khăn cho người khác đúng khi đó tuyên uy tướng quân vẫn còn sống người đứng đầu trung dũng hầu phủ không phải là vân giáo úy vân hy nói nhà đại nhân luôn nói rằng năm đó ta không giải oan cho phụ thân ngài có biết sau khi phụ thân ta hy sinh ta và huynh trưởng vân lạc từng trình lên vô số thư xin được điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân cái chết của phụ thân nào biết những lá thư cầu xin đó vừa đến su mật viện vừa đến đại lý tự thì biến mất sau đó su mật viện đưa ra lời giải thích nói rằng phụ thân đã gửi thư khẩn yêu cầu điều động binh lương dịch sứ chậm trễ trên đường vì vậy phụ thân liều lĩnh phát bình. Về phần phụ thân yêu cầu điều động binh lương khi nào, dịch sứ chỉ hoãn bao lâu, cuối cùng binh lương đi đâu, tất cả đều mơ hồ. Nhà đại nhân nói ta không giải oan, xin hỏi ta giải oan như thế nào. Phụ thân của ta là Trung Dũng Hầu Tam Phẩm, cả đời bảo vệ quốc gia, nay mất mạng ở Biên Cương, triều đình không những không muốn giúp ông thoát khỏi vết nhơ, thậm chí không chịu nhận đơn kiện, cũng không chịu lập hồ sơ vụ án, xin hỏi ta có cửa để giải oan hay sao. Vân Hy nhìn lại bộ thị lang, tiến lên một bước hay là nhạc đại nhân nói cho ta biết tướng quân chết trận nơi biên cương đại lý tự và su mật viện sợ bị vạ lây quan lại bao che cho nhau ngài nên đi đâu để giải oan mặc dù đại lý tự có tự khanh nhưng hiện tại do vận vương quản lý còn su mật sử của su mật viện là diêu hàng sơn những lời của vân hy chắc chắn ám chỉ vận vương và diêu hàng sơn kết bè kết đảng bệ hạ diêu hàng sơn quỳ dưới đất khóc lóc lão thần cả đời vì nước cúi đầu tận tụy tuyệt đối không hề có chút luồn cúi nào Vân Giáo Úy và Tam Công Tử đang vu khống lão thần. Bệ hạ, Vân Hy chắp tay, hành lễ với Trương Nguyên Đế. Trong tiểu viện dưới chân núi của chùa Minh Ẩn, Trinh Sưởng hỏi nàng, A Đinh, cô tin ta không? Hắn nói, ta sẽ không để Vận Vương làm thái tử. Ta sẽ giúp cô đòi lại mọi bất công mà Trung Dũng Hầu Phủ đã gánh chịu. Khi đó nàng muốn nói với hắn, nàng tin. Mặc dù nàng biết, để đòi lại sự trong sạch cho phụ thân, nàng phải đối mặt với sự thiên vị của đế vương dành cho hoàng tử, nàng sẽ phải đối kháng với sự huy hoàng của thiên uy. Nhưng hắn nói, những anh hùng đã hy sinh mạng sống của mình vì quốc gia nên được tôn vinh, được xây tượng đài để đời sau ghi nhớ. Đúng vậy, vốn nên như vậy, tại sao nàng phải sợ? Có câu này của hắn, nàng có người thân tín, cho dù có núi đao biển lửa trong điện, nàng cũng không sợ xông vào. Vân Hy trầm giọng, bệ hạ, năm đó sau khi phụ thân của thần Trung Dũng Hầu hy sinh, thần và huynh trưởng Vân Lạc gửi đơn kiện lên su mật viện và đại lý tự. Đến nay thần vẫn còn lưu trữ, thần cũng nhận thư hồi âm của su mật viện gửi cho thần nếu bệ hạ không tin lời thần nói thần có thể về phủ ngay lập tức để mang tới trình lên điện bệ hạ có thể xem năm đó su mật viện đã qua loa như thế nào trong trận tái bắc hơn một vạn tướng sĩ đã chết ở biên cương nhưng không phải không có người sống sót nay thủ hạ cũ của phụ thân về kinh phụ thân của thần đã yêu cầu điều động binh lương khi nào vì sao phải yêu cầu điều động binh lương hỏi một người trong số họ là biết nếu một người không đủ vậy hỏi ba người hỏi mười người hoặc thần có thể đích thân tới tái bắc mời đám mọi dợ năm đó lên điện làm chứng thì được không phụ thân của thần bảo vệ quốc gia cả đời rời xa quê nhà hy sinh thân mình vì nước ngay cả huynh trưởng vân lạc cũng hy sinh vì ngăn địch thần không cầu xin phú quý và sự thông cảm của triều đình nhưng vân thị trong sạch bao đời cả trăm năm nay không hổ thẹn với hai chữ trung dũng thần chỉ khẩn cầu bệ hạ trả lại công bằng cho vân thị cho trung dũng hầu phủ ngôn ngữ đầy khí phách của vân hy vang vọng vừa dứt lời các đại quan trong điện đều xúc động đồng loạt ven áo bào quỳ xuống đồng thanh cất tiếng xin bệ hạ trả lại công bằng cho vân thị và trung dũng hầu phủ phụ hoàng năm đó nhi thần ngươi còn muốn nói cái gì quỳ xuống ngay khi trình xưởng xin được đưa hai nhân chứng ở chùa minh ẩn vào điện trương nguyên đế đã nhìn ra tâm tư của hắn cả đời này ông coi trọng thanh danh hơn bất cứ điều gì chuyện năm đó phưởng nhi vốn đã làm sai việc đã đến nước này nên làm gì thì cứ thế mà làm vận vương nghe lời quỳ xuống dập đầu buồn bã nói phụ hoàng cho dù lúc nhi thần đi cứu trợ thiên tai số lượng lương thực được thu thập thật sự lẫn lộn với quân lương vốn nên được gửi đến tái bắc nhi thần cũng không biết chuyện đó năm đó nhi thần chủ trì công việc cứu trợ luôn xử lý theo quy định trong khoảng thời gian đó không có sai sót gì hoặc là hoặc là hắn hơi suy tư nghĩ ra một kế quyết định hất nước bẩn ra ngoài hoặc là có kẻ thuộc hạ nào đó của nhi thần làm dối tung sự việc tạm thời chuyển quân lương của trung dũng hầu giấu trời vượt biển không nói với nhi thần như lời của minh anh số lượng quan lương được sử dụng cho việc cứu trợ khác với quân lương gửi đi biên giới, có ghi vào hoàng sách của hộ bộ. Năm đó hộ bộ do Tam Ca quản lý, Tam Ca tài giỏi, hơn hẳn nhi thần, hắn không phát hiện sai lầm, làm sao nhi thần biết được. Lăng Vương vẫn luôn đứng ở phía dưới bên phải, nghe vậy thì sừng sốt, chắp tay với Trương Nguyên Đế giải thích, Phụ Hoàng, năm ấy nhi thần vừa mới tiếp quản hộ bộ. Hoài Bắc xảy ra hạn hán nghiêm trọng, cuộc chiến ở Tây Bắc diễn ra một thời gian dài, khắp nơi đều cần thuế ruộng có sự chênh lệch giữa các khoản trong hộ bộ so với những năm trước nhưng sự khác biệt không quá lớn nhi thần tự thấy hợp lý nên không so sánh kỹ với những năm trước việc này đột ngột đối với nhi thần sau buổi lên chiều hôm nay nhi thần nhất định sẽ dựa theo biện pháp mà minh anh nói cẩn thận so sánh tính toán sản lượng trung bình của các bên trả lại sự thật cho tứ đệ và trung dũng hầu phủ chiêu nguyên đế cười lạnh nguyên nhân là do ngươi sơ suất năm đó mới phát sinh hỗn loạn lớn như vậy kéo dài tới hôm nay mới muốn bù đắp muộn rồi lăng vương cúi đầu nhi thần có lỗi xin phụ hoàng bớt giận trương nguyên đế không để ý đến hắn quay sang nói với trình xưởng xưởng nhi vụ án này giao cho ngươi đi điều tra kỹ lưỡng hôm nay sở dĩ trình xưởng mang toàn bộ sự việc lên kim loan điện là vì muốn có lời của trương nguyên đế để điều tra vụ án oan của trung dũng hầu hiện tại trương nguyên đế đã đồng ý hắn đương nhiên sẽ làm trương nguyên đế biết rõ sự thật về việc cứu trợ thiên tai ở hoài bắc năm đó phường nhi chẳng qua chỉ phái người truy sát sưởng nhi vài lần nhìn bộ dạng của sưởng nhi da đầu cũng chưa chảy xước, quả nhiên còn muốn trả thù. Không những khiến Phường Nhi không làm thái tử được, còn mượn vụ án của Trung Dũng Hầu làm hắn mất hết sự ủng hộ của quần thần, sau này muốn đăng chữ sẽ rất khó khăn. Không biết đứa cháu trai này của ông trở nên quyết đoán như vậy từ khi nào? Là do bị Phường Nhi ép, ông không tin. Trương Nguyên Đế lặng lặng nhìn trình sưởng, tựa như lần đầu gặp mặt hắn, đột nhiên mỉm cười và nói, Sưởng Nhi cả năm nay rất khác trước kia, đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn nhiều, biết chia sẽ nỗi lo với chấm, lễ bộ lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng thần có mặt trở về chuẩn bị ba ngày sau phong xưởng nhi là vương thế tử thần lĩnh chỉ lễ bộ thượng thư vái chào sau đó chắp tay với trình xưởng chúc mừng điện hạ trương nguyên đế nói tiếp nếu đã phong làm thế tử hãy mau chọn thế tử phi ông dừng một chút đột nhiên nói lần trước trong tiệc mừng thọ của thái hoàng tổ mẫu bà đề cập đến một mối nhân duyên cho ngươi với trẫm bảo chấm tứ hôn cho ngươi trước mặt văn võ cả triều ở kim loan điện hình như là dư ra làm ở thái thường tự bệ hạ trình sử nghe vậy lập tức chắp tay nói thần đã nói chuyện này trong tiệc mừng thọ của thái hoàng tổ mẫu thần không muốn minh anh không đợi hắn nói hết lời tông thân vương đã cắt ngang không được cãi lời hoàng thúc phụ của con ông định thay trình xưởng xin lỗi trương nguyên đế trương nguyên đế xua tay nhàn nhạt, nhạt, nói vừa mới mở chiều chính vụ rất nhiều hôm nay đề cập đến chuyện tứ hôn thì hơi hấp tấp lễ bộ thần có mặt các ngươi cùng nhau chuẩn bị đến tháng 2, chọn ngày hoàng đạo trẫm sẽ viết chỉ vâng trương nguyên đế nhìn vân hy đang sững người gọi vân giáo úy vân hy hoàn hồn chắp tay nói thần có mặt hơn nửa năm nay ngươi lập công lớn nhiều lần cứu sử nhi thoát khỏi nguy nan trẫm luôn muốn phong thưởng cho ngươi tuy nhiên ngươi mới thăng chức giáo úy một thời gian quá ngắn thăng chức nữa thì hơi gấp hiện tại là đầu năm mới khu vực lĩnh nam đang có loạn trẫm nhớ huynh trưởng vân lạc của ngươi đã từng dập tắt sự hỗn loạn ở khu vực đó vì vậy su mật viện binh bộ binh bộ thượng thư và trưởng viện của Xu mật viện bước ra khỏi hàng bệ hạ phong vân thị nữ của trung dũng hầu phủ làm định viễn tướng quân ngũ phẩm đợi thủ hạ cũ của trung dũng hầu đến kim lăng đến vùng lĩnh nam dẹp loạn ngay lập tức ông hỏi vân tướng quân khi nào thủ hạ cũ của trung dũng hầu sẽ tới vân hy nói bẩm bệ hạ đầu tháng 2 sẽ đến cũng là tháng 2, trương nguyên đế nhàn nhạt, nhạt lặp lại ngày này được rồi ngươi gom đủ binh mã tháng 2 xuất phát đi trương nguyên đế dặn dò xong tựa như có chút mệt mỏi hôm nay như vậy đi nếu các ái khanh còn chuyện quan trọng muốn trình lên thì đến văn đức điện gặp chấm. nói xong ông đứng dậy được nội thị dẫn đi ra khỏi đại điện hiện giờ trình xưởng được phong làm thế tử là thân vương kế nhiệm chính thức hắn có xuất thân cao quý trước đây ngu dốt bất tài bây giờ xem ra xét về tài năng xét về nhân cách hơn hẳn lang vương và vận vương quần thần cả chiều rộn ràng chúc mừng hắn vệ giới rời khỏi kim loan điện vốn muốn đi tìm trình xưởng tính sổ thấy hắn bị bao vây kín kẽ nên hỏi Vân Hy bên cạnh, ta về Hoàng Thành Ti, ngươi đi đâu? Vân Hy đang định trả lời, một nội thị quan lớn tuổi đi ra từ phía sau điện, vái chào vệ giới, vệ đại nhân, bệ hạ cho mời. Sau đó nói với Vân Hy, chúc mừng Vân Tướng Quân thăng chức. Bệ hạ vừa mới dặn dò, lát nữa sẽ đích thân soạn chỉ cho Vân Tướng Quân, xin Tướng Quân đến binh bộ chờ một chút. Tạp ra được ân chỉ sẽ đưa tới ngay lập tức. Vân Hy nhận ra nội thị này, họ ngô, đã phụng dưỡng đế vương hai chiều, hiện giờ là nội thị quan trưởng bút của trương nguyên đế lần trước nàng quỳ ở cổng tuy cung để minh oan cho vân lạc chính ông đã tới truyền lời của trương nguyên đế vân hy gật đầu đa tạ ngô công công vân hy rời đi vệ giới được ngô mão dẫn tới văn đức điện văn đức điện là ngự thư phòng của hoàng đế chia làm nội điện và ngoại điện trương nguyên đế thật sự mệt mỏi không phê duyệt tấu trương trước ngự án mà nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường ở nội điện nghe báo vệ giới đã tới ông từ từ mở mắt và hỏi ngươi dẫn sử nhi đến chùa minh ẩn phải không vệ giới chắp tay vái chào ông thành thật đáp bẩm bệ hạ tam công tử nói rằng có nhân chứng bị giam giữ trong chùa minh ẩn có lẽ biết sự thật về chuyện trung dũng hầu hy sinh và cái chết của cố thái tử thần cảm thấy là việc quan trọng nên đưa hắn đi việc quan trọng triều nguyên đế thản nhiên nói đã biết là việc quan trọng vì sao không bẩm trước với trẫm vệ giới quỳ xuống thần quá đột ngột xin bệ hạ hãy trị tội triều nguyên đế nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm hắn một lúc sau mới nói Thôi, lại hỏi, lần trước chẫm cho ngươi đi tìm Húc Nhi, ngươi tìm thế nào? Vệ giới nói, bẩm bệ hạ, chưa tìm được tung tích của ngũ điện hạ, nhưng thần biết được, 6 năm trước trong trận chiến ở Tài Bắc, sở dĩ thái tử điện hạ tiến cử Trung Dũng Hầu xuất trinh đến Tài Bắc, hình như có liên quan tới ngũ điện hạ. Vài ngày nữa, thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu sẽ trở lại Kim Lăng, thần định tìm bọn họ hỏi vài câu, xem thử có manh mối của ngũ điện hạ hay không. Tùy ngươi, Chiêu Nguyên Đế nói, nhớ đừng để lộ tin tức ông xua tay được rồi chẫm mệt ngươi đi xuống đi vệ giới đáp lại vái lại trương nguyên đế đứng dậy lui ra ngoài điện nội điện có cửa sổ vệ giới rời đi trương nguyên đế nhìn bóng dáng của hắn qua cánh cửa sổ đợi hắn bước xuống bậc thang bạch ngọc biến mất thở dài thật mạnh không thể dùng vệ giới được nữa toàn bộ nội thị hầu hạ trong nội điện cúi đầu cục mắt giống như mình không nghe thấy gì cả chỉ có ngô mão bưng chén canh sâm bước tới bệ hạ uống chén canh sâm rồi nghỉ ngơi một chút đi trương nguyên đế nhận lấy hớp vài ngụ đặt canh xâm sang một bên rồi nói xưởng nhi thật nhanh trí hai câu của ông không rõ ràng nhưng ngô mão lại hiểu từ lúc trình Sưởng phát hiện cái chết của cố thái tử có điều bị giấu dến đến quyết định tới chùa minh ẩn cô ý dẫn điện tiền ti mang về hai nhân chứng lật lại oan tình của trung dũng hầu ở kim loan điện không nói tới chuyện dứt khoát và kiên quyết chuẩn bị mọi thứ chỉ mất chưa đến hai ngày quan trọng hơn là hắn làm như vậy còn lôi kéo vệ giới bị liên lụy buộc vệ giới trở thành trợ lực cho hắn Triều nguyên đế biết rõ vệ giới không thích lão tam và lão tứ bước đi này của trình xưởng chẳng khác nào trói vệ giới vào mạn thuyền của mình tương lai vệ giới sẽ nhất định đứng về phía trình xưởng giúp đỡ hắn đây là điều không thể nghi ngờ trương nguyên đế sai người chuẩn bị bút mực tự mình viết thánh chỉ thăng chức cho vân hy sắp sửa đặt bút xuống ngẫm nghĩ viết thêm hai câu đưa cho ngô mão cầm đi binh bộ truyền chỉ ngô mão dẫn theo một tiểu thái giám ra khỏi văn đức điện đi được một lúc tiểu thái giám thấy xung quanh không có người hạ giọng nói với ngô mão sư phụ hôm nay tam công tử được phong làm vương thế tử hiện đang ở lễ bộ để lãnh bổ phục và ngọc ấn binh bộ và lễ bộ cách không xa chúng ta vòng qua lễ bộ đi chúc mừng tam công tử đi ngô mão nhàn nhạt, nhạt hỏi chúc mừng tam công tử làm gì sư phụ chẳng phải ngài thường nói vậy hay sao trong cung có gió người như chúng ta chỉ có thể thuận theo chiều gió các đại nhân đã chúc mừng tam công tử chúng ta cũng không thể thiếu nha đồ ngu xuẩn ngô mão cầm phất trần liếc hắn chưa rõ gió sẽ thổi đi đâu đã muốn đi theo. Ông nói, tạp ra hỏi ngươi, vì sao Kim Thượng Phong Tam Công Tử làm thế tử? Vì sao phải chỉ hôn cho Tam Công Tử? Vì sao phái vân thị nữ của Trung Dũng Hầu Phủ đến lĩnh Nam dẹp loạn? Cái này, tiểu thái giám hơi do dự rồi đáp, Phong Tam Công Tử làm thế tử là vì Tam Công Tử đã tới tuổi. Năm ngoái sau khi rơi xuống nước, đổi tính, hiện giờ đã tiến bộ, chỉ hôn cho Tam Công Tử. Có lẽ vì không muốn thấy Tam Công Tử và vân thị nữ quá thân thiết, sợ phiền phức, cũng bởi vì tam công tử tố giác vận vương điện hạ mất mặt kim thượng kim thượng thấy hắn có ý với vân thị nữ vì vậy muốn chỉ hôn cho hắn với người khác không cho hắn được như ý về phần phái vân thị nữ đi dẹp loạn là để đẩy nàng đi xa sư phụ ta nói đúng không tiểu thái giám nói xong cẩn thận hỏi bùn không đỡ được tường ngô mão đổi tay cầm phất trần đuôi phất trần quét qua đánh vào mặt tiểu thái giám kim thượng và tông thân vương trải qua một đoạn đường mưa gió trước đây tình huynh đệ rất bền chặt cho dù con trai của thân vương và hoàng tử ngầm tranh đấu thế nào đều được coi là trò đùa của bọn trẻ con chỉ cần không xảy ra chuyện gì qua đi thì thôi nhưng hiện tại phong tam công tử làm thế tử ý nghĩa đã khác ngươi hiểu không tiểu thái giám gật đầu lại lắc đầu ngô mão thở dài hỏi ta hỏi ngươi trên đời này làm người nào là khó nhất đồ nhi biết hoàng đế còn khó hơn làm hoàng đế ngô mão thấy tiểu thái giám vẫn mơ hồ đáp thay hắn là thân vương huynh đệ của hoàng đế thân phận của thân vương nhìn thì cao quý trên thực tế bất kể quyền lực và địa vị đều do hoàng đế ban cho sống chết hay tôn ti phụ thuộc vào lời nói của hoàng đế tướng quân canh giữ biên cương còn nắm binh quyền một cõi có vốn liếng an cư lạc nghiệp còn thân vương thì sao ngoài vạn hộ thực ấp các món đồ vàng vàng trắng trắng nhiều hơn người thường một chút còn gì nữa hoàng đế yếu thì không sao nhưng gặp người mạnh thì dễ bị nghi ngờ sau khi kim thượng lên ngôi mất vài năm thu thập quyền lực tiên đế có không ít nhi tử ngươi tính xem hiện giờ còn sống, ngoại trừ một hai người bị biếm xuống làm dân thường, chỉ còn một mình tông thân vương. Nay ngài ban ân chỉ, phong tam công tử làm thân vương kế tiếp, ngươi cảm thấy là đang nâng đỡ hắn à. Theo như lời sư phụ, kim thượng phong tam công tử làm thế tử, ngoài mặt là nâng đỡ hắn, nhưng sau này tam công tử làm gì? Không thể nói rằng đó là trò đùa để cho qua, kim thượng cho tam công tử thân phận là vương thế tử vì muốn lấy thân phận này trói buộc hắn. Ngô Mão nhẹ nhàng gật đầu, ngươi trả lời xem, vì sao kim thượng chỉ hôn cho tam công tử với người khác tiểu thái giám vô cùng do dự ông vừa nói tam công tử có ý với vân thị nữ nhưng hôm nay hắn làm kim thượng mất mặt kim thượng không muốn để hắn được như ý nhưng hiện tại tiểu thái giám không chắc chắn tiểu thái giám dừng chân vái chào ngô mão xin sư phụ hãy chỉ dạy ngô mão nói kim thượng là thiên tử trong lòng thiên tử có quá nhiều sự việc sao có thời gian để ý tới chuyện tình cảm vụn vặt như vậy ông nhìn cung điện nguy nga chậm rãi nói kim thượng đang bị yếu thế. Yếu thế, tiểu thái giám sừng sốt. Hôm nay ở trên điện, tam công tử và vân thị nữ, một người đưa ra bằng chứng, một người tố giác, khiến cho kim thượng bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh điều tra vận vương kỹ lưỡng. Sau đó, kim thượng lập tức hạ lệnh chỉ hôn cho tam công tử, phái vân thị nữ đi lĩnh nam, có phải ngươi cảm thấy kim thượng vội vàng hay không? Vội vã tách bọn họ ra vì phòng ngừa một vương thế tử dính tới tướng lĩnh, thậm chí có chút lỗ mãng. Vâng, tiểu thái giám thấp giọng đáp. Ngươi nghĩ lại đi, ngay cả ngươi còn nhìn ra, chẳng lẽ đại quan cả triều lại không thấy? Nhưng bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Lão Thái giám nói, bọn họ sẽ cảm thấy những lời của Tam công tử hôm nay ép Kim Thượng Hoàng hốt không có đường đi, trong lòng bọn họ, tất nhiên là sợ Tam công tử. Nay trước mặt các chúng thần, Kim Thượng thể hiện sự luống cuống, chính là muốn cho các đại quan sợ Tam công tử. Các đại thần này thậm chí sẽ cho rằng, hôm nay Tam công tử chỉ chống đối Kim Thượng ở Kim Loan điện mà thôi. Một ngày nào đó nếu bệ hạ bức bách tam công tử với bản lĩnh của tam công tử hơn nữa hắn hiện giờ đã được phong làm vương thế tử có thể phản lại phải không có thể mang binh ép vua thoái vị hiện giờ là thời đại thái bình không ai mong muốn thật sự bị dung chuyển đều hy vọng hoàng quyền có thể được thay đổi một cách bình an có người yên ổn kế vị thiên hạ chưa đổi chủ không phải không có chính thống kim thượng gieo trong lòng chúng thần khả năng tam công tử có thể phản lại ngươi nói xem những đại thần đó có đề phòng hắn hay không nhưng trên thực tế tam công tử thật sự có thể phản lại hay sao hắn có căn cơ yếu ớt trên chiều thanh danh tệ hại lúc trước tuy rằng cả năm nay có thay đổi tốt hơn nhưng không đủ để xoay chuyển ấn tượng của triều thần đối với hắn cho dù có vệ giới và vân thị giúp hắn so với thiên hạ rộng lớn này vẫn còn yếu lắm hơn nữa hắn còn mang thân phận vương thế tử nhìn có vẻ cao quý thật ra là một gánh nặng vì vậy kim thượng trông có vẻ lỗ mãng bước đầu yếu thế là để quần thần kiên kỵ tam công tử kiên kỵ thân vương tương lai phong hắn làm thế tử để kiềm chế hắn hai thứ này kết hợp lại chính là muốn phong sát hắn ngươi phải nhớ kỹ kim thượng là thiên tử nếu là thiên tử chính mình thế nào không quan trọng đối thủ thế nào cũng không quan trọng ngài muốn quan tâm các triều thần đến tột cùng sẵn sàng ủng hộ ai làm vua không so sánh được ai thích hợp hơn như vậy hãy so sánh ai không thích hợp đế vương vĩnh viễn sẽ tính đến nhân tâm tiểu thái giám nghe ngô mão nói xong không khỏi thở dài tông thân vương cẩn thận cả đời không ngờ tới hôm nay tương lai của ông và tam công tử vẫn chưa xác định đồ nhi nghe nói hắn dừng lại nhìn xung quanh hạ giọng cực kỳ thấp đồ nhi nghe nói năm đó kim thượng lên ngôi ngài và tông thân vương thực ra ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nếu tiên đế chọn người khác e rằng sẽ không rơi vào tình trạng như hôm nay ngô mão phớt lờ lời của hắn ông nghĩ thầm chưa chắc là thế tình thế hôm nay do vị trí của từng người khác nhau nếu kim thượng và thân vương hoán đổi cho nhau chật vật đi cùng nhau có lẽ cũng không chịu nổi Tiểu thái giám hỏi, sư phụ, sau này tông thân vương phủ sẽ mặc cho kim thượng nghi kỵ và bị xuống dốc hay sao? Một con mũi bay qua trước mặt, lão thái giám giơ tay chụp nhưng bị hụt. Ông rút tay lại nói, lúc này đang ở đâu? Đừng nhìn thấy kim lăng thành im ắng, cẩn thận múc lên, chỗ nào cũng là nước, rất lầy lội, ai biết ở trong đó có cá hay không, có trứng hay không. Trên mặt không sóng gió, phía dưới có dòng nước ngầm, sức khỏe của kim thượng bây giờ không ổn, tôn tép như chúng ta cứ giữ hơi, trốn trong khai đá mà thở. Tiểu thái giám nói, sư phụ, ngài không phải là tôm tép, ngài là cá chép. Hai người nói chuyện, thấy đã tới binh bộ, cả hai im bặt. Ngô Mão vào binh bộ, bày ra vẻ mặt vui vẻ, đọc ân chỉ, nói với Vân Hy, tạp ra xin chúc mừng Vân tướng quân, kim thượng quan tâm, không những thằng tướng quân cho ngài. Còn nói rõ, sau khi hình bộ, đại lý tự và ngự sử đài lập hồ sơ cho trận chiến ở Tái Bắc của Trung Dũng Hầu, ngài có thể đến bộ nha hỏi bất cứ lúc nào. Vân Hy mở thánh chỉ ra nhìn, quả nhiên Triều Nguyên Đế thêm điều này vào trong thánh chỉ. Cuối cùng còn nói, nếu Trung Dũng Hầu thật sự bị oan, cho Tuyên Uy nhận tức vị Trung Dũng Hầu ngay lập tức. Vân Hy vui mừng khôn xiết, cảm tạ Ngô Mão, nhận áo giáp tướng quân và thanh kiếm từ tiểu lại của binh bộ. Hiện giờ nàng là tướng quân ngũ phẩm, có hơn vạn binh mã dưới quyền, đương nhiên không giống trước đây, tới cửa cung, có võ vệ lập tức dắt ngựa tới cho nàng, cung kính nói, Vân tướng quân đi từ từ. Vân Hy cưỡi ngựa về thẳng Trung Dũng Hầu phủ, triệu ngũ chào đón đại tiểu thư ngài đã trở lại vân hiềm dừng ngựa bước nhanh đến chính viện thấy a cửu dựa vào ghế che dài bể oải chơi ném bóng với dơ dơ phương phù lan ngồi ở chính đường cầm khung thêu và kim đang cẩn thận thêu mẫu a cửu nhìn thấy vân hy ném quả bóng mà dơ dơ nhặt được ra xa đứng dậy không vui nói đi hai ngày thật sự đúng là đi hai ngày nếu không về thì ta sẽ ra ngoài tìm người vân hy đi đến trước mặt nàng nhét thánh chỉ vào ngực nàng cười nói đọc đi cái gì a cửu vừa mở thánh chỉ vừa sốt ruột nói ngươi biết ta ghét đọc chữ nhất à nhưng khi nàng đọc được một nửa đột nhiên dừng lại ánh mắt rời đến hàng chữ đầu tiên bên phải thánh chỉ cẩn thận đọc lại từ đầu a cửu quả thật không thích nhìn những thứ có chữ năm đó ở thảo nguyên có rất nhiều người không biết chữ trong doanh trại a cửu biết đọc là do vân lạc dạy vân hy và nàng nàng không tập trung vào sách vở học rất chậm nếu vân lạc dạy vân hy một lần phải dạy a cửu ba lần dạy Vân Hy ba lần thì phải dạy A Cửu 10 lần. Nhưng hiện tại, A Cửu đọc thánh chỉ dày đặc chữ từ đầu tới cuối ba lần. Nàng ngẩng đầu, hỏi Vân Hy, đây là thật à? Hoàng đế lão nhân thật sự muốn thăng ngươi làm tướng quân, để ngươi dẫn binh xuất chinh trong tháng 2. Vân Hy gật đầu. Ông ta còn muốn điều tra triệt để sự thật về trận chiến ở Tái Bắc năm đó, trả lại sự trong sạch cho hầu gia. Sau đó còn để cho tiểu tử Vân Lạc nhận tước vị. Vân Hy lại gật đầu. A Đinh, Phương Phù Lan nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, đi tới cửa chính đường gọi Vân Hy. Vân Hy lấy thánh chỉ từ A Cửu, đưa cho Phương Phù Lan, A Tẩu, hôm nay bệ hạ. Ta đã nghe rồi, Phương Phù Lan gật đầu. nào như chút được gánh nặng, trong mắt hiện lên niềm vui dịu dàng, cười nói, muội vất vả mấy năm nay, cuối cùng ngày này cũng tới. Vân Hy lắc đầu nói, ta không vất vả, A Tẩu mới vất vả. Phương Phù Lan tinh tế hơn A Cửu, nhìn thấy Vân Hy đang cầm áo giáp tướng quân lãnh từ binh bộ nên nói, muội đã là tướng quân sau này càng cần thể diện đưa áo giáp cho ta đi ta sẽ lau khô cho muội rồi treo lên giá gỗ vân hy nói a à, tẩu sức khỏe của tẩu không tốt để triệu ngũ hoặc minh thúy lau cho ta cũng được đây là đại sự ta sợ người khác không đủ cẩn thận phương phù lan nói nàng biết vân hy luôn muốn dẫn binh muốn làm tướng quân nay được đền bù như tâm nguyện nên cẩn thận mới được nàng lại vô chính đường thu dọn đồ thêu nhẹ nhàng nói giờ là đầu xuân ta định đợi đến tháng 3 sẽ may bộ đồ xuân cho muội, bây giờ muội phải đi trong tháng 2, mấy ngày nay phải gấp một chút. Nói xong, nàng gọi Minh Thúy, cùng nhau thu thập áo giáp của Vân Hy. Vân Hy trở lại viện, nhìn xung quanh, không thấy A Cửu đâu cả, nàng sừng sốt, vòng ra tiền viện tìm, thấy A Cửu đã cởi ngựa mà nàng cột ở cửa phủ. Vân Hy ngạc nhiên, A Cửu, ngươi đi đâu đó? A Cửu dừng lại, xoay người, gãi đầu, à, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi đó ta quen một người bạn trên đường tới Kim Lăng, hắn biết ta ở dưới quyền của Trung Dũng Hầu ở doanh trại Tây Bắc. Hôm nay được tin tốt, ta rất vui, đi ra ngoài chơi, nhân tiện nói cho hắn biết, để hắn cũng vui lầy. Nàng nói xong, lại giải thích, lần trước ta muốn đi tìm hắn, ngươi bảo ta ở nhà với A Tẩu của ngươi, không cho ta đi, hắn đã đợi ta mấy ngày rồi. Vân Hy gật đầu, ừ, ngươi đi đi. A Cửu ngẫm nghĩ, đột nhiên cột ngựa vô cọc gỗ lại, bước tới khoác vai Vân Hy, cùng nàng trở về tiểu viện thôi, ta sẽ không đi. Ngươi được thăng làm tướng quân, đã làm một việc giỏi giang to tác như vậy mà không gây tiếng vang, hôm nay ở nhà với ngươi. Hai người trở lại tiểu viện, Vân Hy hỏi, A Cửu, hai ngày nay ta không ở nhà, ngươi có đi theo A Tẩu không? Nàng, có bị phiền toái gì không? Lúc La Su tới hầu phủ, tiết lộ nguyên nhân thực sự về cái chết của cố thái tử, Phương Phủ Lan ở bên ngoài chính đường đã nghe được. Hai ngày nay Vân Hy đi theo trình xưởng lên chùa Minh Ẩn để điều tra, tuy rằng bề mặt không biểu hiện ra điều gì, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Nàng sợ Phương Phù Lan là nội ứng của quý nhân, sẽ đi báo tin cho quý nhân biết. A Cửu nói, "Ngươi yên tâm, tẩu tử của ngươi khá tốt, không có ai làm phiền nàng." "Thật à?" "Thật." A Cửu gật đầu, "Ta luôn đi theo nàng hai ngày nay. Hôm qua nàng đến tiệm thuốc khám bệnh, ta chẳng những canh giữ ở bên ngoài, sợ nàng gặp nguy hiểm trong tiệm thuốc, ta còn leo lên mái nhà của căn phòng phía sau, nhìn chăm chăm y bà châm cứu cho nàng, rồi đi theo phía sau xe ngựa suốt đoạn đường trở về." Vân Hy biết A Cửu có chút tùy tiện, nhưng làm việc rất đáng tin, bình thường sẽ không xảy ra sai lầm. Theo manh mối cuối cùng mà Mao Cửu để lại, quý nhân là Vận Vương. Năm đó Trung Dũng Hầu xuất chinh đến Tái Bắc, hắn âm thầm chuyển quân lương của Trung Dũng Hầu. Việc này bị cố thái tử biết được, muốn tố giác hắn, dưới tình thế cấp bách, hắn đầu độc khiến cố thái tử chết vì bệnh cấp tính. Nếu A Tẩu thật sự là nội ứng của Vận Vương, nghe tin Tam Công Tử muốn lên chùa Minh Ẩn tìm bằng chứng Vận Vương đầu độc cố thái tử điện hạ, không thể không nói với vận vương. Tuy nhiên, chuyến đi đến chùa minh ẩn của trình sưởng rất thuận lợi, không hề gặp nguy hiểm. Lùi một bước, cho dù A Tẩu không kịp báo tin cho vận vương trước khi tam công tử tới chùa minh ẩn, tam công tử rời kim Lang thành một ngày. A Tẩu không thể nào không báo việc này cho vận vương trong một thời gian dài như vậy để vận vương tìm cách đối phó. Nhưng hôm nay trên chiều, nhìn phản ứng của vận vương, hiển nhiên không biết chuyện tam công tử đến chùa minh ẩn. Như vậy, nội ứng ở Trung Dũng Hầu Phủ không phải là A Tẩu vân hy nghĩ đến đây thầm thở phào nhẹ nhõm mặc dù nàng biết nội ứng không phải là a tẩu nhưng có thể là người khác hiện giờ vận vương đang bị điều tra nỗi oan của phụ thân sẽ được rửa sạch ca ca sẽ kế thừa tước vị trung dũng hầu nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều ít nhất hôm nay nàng không muốn nghĩ quá nhiều giờ giờ chơi đã mệt đi đến ao nhỏ uống nước chạy tới nằm xuống bên cạnh vân hy vân hy thừa dịp sờ đầu nó a cửu cũng ngồi cạnh vân hy nhìn nàng nói ngươi thật vất vả mới được thăng làm tướng quân, chuyện vui lớn như vậy, sao trong ngươi không vui chút nào? Vân Hy nhất thời không đáp. Nàng được thăng làm tướng quân, rốt cuộc có thể dẫn binh xuất chinh, thật ra nàng rất vui, nhưng đằng sau niềm vui này ẩn chứa một chút trống rỗng. Hôm nay ở đại điện, Trương Nguyên Đế nói, sẽ tứ hôn cho Tam công tử vào tháng 2. Vân Hy nói, A Cửu, ta có chút buồn. Buồn chuyện gì? A Cửu hỏi. Vân Hy không trả lời. Trình Sưởng chưa bao giờ tỏ rõ lòng mình với nàng hắn chỉ bẻ chút ánh trăng trên trời tặng cho nàng. Lầu cao trong lòng nàng sụp đổ, ngói xanh trồng chất, hắn lại đưa lưu ly, muốn trùng tu lầu các trong lòng nàng. Nhưng lầu các chưa xây xong mà ánh trăng đã tắt. Trên kim loan điện, hắn nói không muốn, nhưng thiên uy ở trên cao, ngôi cửu ngũ miệng vàng lời ngọc, nhân duyên của hắn, đâu thể lấy hai chữ không muốn để kết thúc một cách qua loa. Nàng không biết phải làm sao. A à cửu nhìn sắc mặt của Vân Hy và hỏi, có phải ngươi nhớ hầu ra, nhớ tiểu tử Vân Lạc hay không? nàng giơ tay vỗ vân hy không sao đâu tiểu tử vân lạc biết ngươi có tương lai tươi sáng không biết vui đến cỡ nào đâu lần này đến lĩnh nam dẹp loạn dùng toàn bộ bản lĩnh của ngươi là được nói xong a cửu lại nhìn vân hy thấy nàng vẫn không vui nên đề nghị ta và ngươi tới ngõ đồng tử đi dạo nhé vân hy ngẫm nghĩ cảm thấy đi ra ngoài giải sầu cũng tốt gật đầu nói ừ hôm nay nàng được nghỉ sau đó phải đến doanh trại tây sơn luyện binh liên tục mấy ngày hỗn loạn ở lĩnh nam là do bọn cướp làm nguyên nhân bên trong có chút phức tạp. Binh bộ biên chế lại binh tướng của mấy vệ sở, điều chuyển 18.000 người đặt dưới quyền của Vân Hy. Ba ngày Vân Hy phải luyện binh, đến chiều tối còn phải thương lượng kế hoạch dẹp loạn với các tướng lĩnh dưới quyền. Đến khi kế hoạch dẹp loạn được phát thảo sơ bộ, Vân Hy có chút thời gian rảnh rỗi sau lịch trình bận rộn đã là đầu tháng 2. Sáng sớm hôm nay, thông chính ti truyền tin tới, 5 ngày nữa thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu sẽ đến. Vân Hy từ doanh trại Tây Sơn trở lại Hầu Phủ, định báo tin về thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu cho người trong phủ biết, sau đó đến hình bộ, hỏi vụ án của phụ thân tiến triển như thế nào. Vừa đến phủ, chưa kịp uống một ngụm trà nóng, Triệu Ngũ đã tới thông báo, đại tiểu thư, Điền Công Tử tới. Điền Trạch đi vào chính đường, vái chào Vân Hy, Vân Tướng Quân. Sau đó nói, sáng nay nghe cảnh hoán huynh nói Vân Tướng Quân về phủ, tại hạ mạn phép tới cửa, hy vọng không quấy rầy tướng quân. Vân Hy nghe hai chữ cảnh hoán, một chút mới nhớ đây là tên tự của Trình Diệp. Trước giao thừa năm nay, một châu phủ gần ngoại ô kinh thành bị dịch bệnh, Trình Diệp dẫn binh đến trị dịch, mới trở về hai ngày trước. Vân Hy nói, không có quấy giày, rồi hỏi, thương thế của Điền Tứ thế nào rồi? Sau đầu xuân, Điền Tứ và Kha Dũng rời kinh triệu phủ, tới dưới quyền chỉ huy của Vân Hy, hắn yếu đuối, võ công tầm thường. Một thời gian trước, Vân Hy luyện binh, hắn vô tình bị thương ở cánh tay, phải về nhà nghỉ ngơi. Đã khá hơn nhiều, đa tạ tướng quân quan tâm, Điền Trạch nói hắn hơi do dự, dừng một lát mới nói, thật ra hôm nay Tại Hạ tới đây vì có chuyện muốn nói với tướng quân. Hắn nói, là việc hôn nhân của Tại Hạ. Vân Hy sừng sốt một chút, kỳ thi mùa xuân trong tháng 3 sắp tới, nàng vốn không muốn Điền Trạch phân tâm, đề cập với Điền Tứ về hôn sự giữa Bạch Linh và Điền Trạch. Chẳng qua chỉ hỏi ý, nếu Điền Tứ nói rằng tùy theo ý của Điền Trạch, nên chờ đến khi có kết quả mới bàn bạc, không ngờ Điền Trạch đích thân tới cửa vì việc này. Vân Hi nói, chuyện này không vội, khoa cử của ngươi quan trọng hơn. Khi nào thi đình xong, ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định. Điền Trạch nói, tướng quân phải xuất trinh vào tháng 2, lĩnh nam xa xôi, chờ tướng quân trở về, có lẽ đã hơn nửa năm sau. Tại hạ trả lời tướng quân sớm một chút để không chỉ hoãn người khác một cách vô cớ. A Linh là một cô nương tốt, nàng lớn lên trong trung dũng hầu phủ, nhất định trung nghĩa dũng thiện giống tướng quân. Nhưng, hắn dừng một chút, ta không thể cưới nàng ấy. Hắn nói rất chắc chắn, Vân Hy nghe xong, không khỏi sững sờ. Không phải A Linh không tốt, nàng rất tốt, tuy nhiên, ta không nghĩ tới việc này, hơn nữa. Sau này, có lẽ ta và huynh trưởng sẽ rời khỏi Kim Lăng. Vân Hy hơi khó hiểu. Điền Trạch và Điền Tứ vốn không phải là người Kim Lăng, trải qua bao gian khổ để đến đây, thật vất vả mới có chỗ đứng vững chắc. Hiện giờ Điền Trạch đã đậu cử nhân, với tài năng xuất chúng của hắn, có thể đậu tiến sĩ trong kỳ thi mùa xuân năm nay. Nếu đậu tiến sĩ, tương lai vô cùng thanh thang, tại sao phải từ bỏ? ngàn dặm xa xôi đến đây, gian khổ học tập để thi khoa cử hơn 10 năm, sau này lại rời khỏi, vì sao? Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người khác, Vân Hy không tiện hỏi nhiều. Hay là, cái gọi là rời đi của Điền Trạch chỉ là đến nhậm chức ở châu phủ địa phương, chẳng qua là tìm lý do từ chối. Vân Hy nói, nếu ngươi đã có sắp xếp, đương nhiên làm theo ý ngươi. Điền Trạch vẫn khó xử, theo lẽ, Trung Dũng Hầu Phủ có ơn đối với ta và huynh trưởng, ta không nên từ chối lời của tướng quân, Ta sẵn lòng giúp A Linh chăm sóc cho Bạch Thúc, nhưng không đợi hắn nói xong, Vân Hy lắc đầu, ngươi và Điền Tứ cứ nói Hầu Phủ có ơn với các người. Thực ra mấy năm nay, Hầu Phủ xuống dốc rất nhiều, hai người đã giúp chúng ta không ít. Lúc trước Điền Trạch tới Kinh Triệu Phủ làm nha sai, nàng không có thuộc hạ nào mới để hắn đi theo mình, sao hắn cứ cảm thấy mang ơn như vậy. Về phần Điền Trạch, sách trong Hầu Phủ để không trên kệ, ngay thường ngoại trừ Phương Phủ Lan, hầu như không có ai đọc, cho Điền Trạch mượn là chuyện nhỏ. Thật ra mấy năm nay, Trung Dũng hầu phủ toàn người già yếu và bệnh tật, Điền Tứ và Điền Trạch thỉnh thoảng tới phụ chăm sóc, cũng vất vả. Mấy năm nay sau trận chiến trên thảo nguyên tháp cách, vết nhơ của Vân Thư Quảng và Vân Lạc vẫn chưa được xóa bỏ. Trung Dũng hầu phủ hầu như không giao tiếp với ai ở Kim Lang Thành, chỉ có hai huynh đệ Điền Thị là bạn. Về phần Tam Công Tử và Tiểu Quận Vương là chuyện xảy ra sau hội hoa chiều năm ngoái. Điền Trạch nói, tướng quân đã quá lời, ta và huynh trưởng chỉ giúp hầu phủ một chút trong khả năng cho phép mà thôi, không bằng tướng quân. Nói xong, hắn đứng dậy xin rời đi, mới vừa đến cửa chính đường, không khỏi dừng bước. Bạch Linh đang đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn hắn. Nàng nghe nói Điền Trạch đến phủ, mong có thể gặp hắn gần đây hắn ở nhà học bài, nàng đã lâu chưa thấy hắn. Lúc ấy Vân Hy đang tìm chén trà để rót trà cho Điền Trạch, không để ý nàng đã tới nên để nàng đứng ngoài cửa chính đường, nghe hết mọi lời họ nói. Thấy Điền Trạch bước ra, Bạch Linh hơi luống cuống, lắp bắp, ta, ta chỉ nàng muốn giả vờ không nghe gì cả còn chưa nói xong không nén được sự buồn bã trong lòng ngay cả mũi cũng xót vô cùng nàng vội quay mặt đi bước nhanh về hậu viện điền trạch rất ái náy nói với vân hy tướng quân à vân hy nói ta sẽ khuyên nàng ngươi đừng để trong lòng khoa cử mới quan trọng nói xong tự mình tiễn điền trạch ra phủ vân hy chưa đi đến hậu viện đã nhìn thấy phương phù lan và bạch linh đang ở trong hành lang bạch linh ngồi trên ghế hai mắt đỏ hoe giống như vừa mới khóc phương phủ lan đang từ tốn khuyên nàng thấy vân hy tới gần bạch linh lì nhí chào đại tiểu thư nàng biết vân hy gần đây vất vả mới về phủ sáng nay sợ nàng lo lắng cho mình nên nhẹ giọng nói đại tiểu thư yên tâm ta không sao phương phủ lan cũng nói hôm nay muội phải đến hình bộ đúng không đi sớm về sớm a linh ở đây với ta vân hy ngẫm nghĩ tính tình nàng ngay thẳng không giỏi khuyên lơn an ủi người khác a tẩu dịu dàng có a tẩu ở bên cạnh a linh sẽ tốt hơn sau đó gật đầu nói, ừm, vụ án của Trung Dũng Hầu Phủ liên quan đến Hoàng Tử. Sau khi Tam Ti lập hồ sơ, không dám chậm trễ, không những lôi hồ sơ 6 năm trước ra, sắp xếp từng cái một, còn dựa theo biện pháp mà Trình Sưởng đã đề cập ở Kim Loan Điện, gửi thư khẩn đến các châu phủ 800 dặm từ vùng Tây Bắc đến Hoài Bắc, yêu cầu các quan lại của những châu phủ đó phái người đến từng dịch trạm dọc đường để hỏi bằng chứng. Ngoài ra, còn ra lệnh hộ bộ tính toán sản lượng quan lương địa phương và quân lương liên quan đến vụ án để so sánh trong 10 năm qua. Sau hơn 10 ngày bận rộn, mãi đến đầu tháng 2 mới có chút chi tiết. Hôm nay, Trinh Sưởng đọc hồ sơ vụ án xong, muốn đến hình bộ để lấy các tài khoản do hộ bộ đưa tới, vừa đứng dậy, không để ý rằng mắt đã bị mờ một lúc, lắc lư tại chỗ mới đứng vững. Tiểu lại bên cạnh thấy thế, vội pha một chén trà nhỏ đưa tới và nói, điện hạ gần đây làm lũng vất vả, cần phải chú ý đến sức khỏe. Trinh Sưởng nhận trà, uống một nửa rồi nói, không sao. Vân Hy phải xuất trinh vào giữa tháng 2, hắn muốn xử lý thỏa đáng vụ án của Trung Dũng Hầu trước khi nàng xuất trình. Gần đây hơi vất vả, thường chóng mặt, nhưng chắc không sao. Trình Sưởng bình tĩnh lại, thu dọn hồ sơ trên bàn, bước ra khỏi công đường. Ai ngờ vừa đi vài bước, chân có chút yếu ớt, mới đầu hắn không để ý, nhưng càng đi thì bước chân càng trở nên vô lực, từ từ giống như bước trên mây. Trình Sưởng cảm thấy không ổn, đưa tay ra vịn, mới chống lên cột ở công đường, tim đột nhiên lỡ nhịp. Tựa như có người cầm dùi chống đập mạnh vào tim, ngực truyền đến một cơn đau nhói cơn đau quá quen thuộc trình sưởng đưa tay che ngực ngước mắt nhìn xung quanh bốn phía dường như có một đám sương mù bốc lên che mất tầm nhìn trắng xóa khiến hắn không nhìn thấy gì ngay sau đó sương mù biến thành nước rót vào tai hắn ảo ạt liên tục tựa như muốn nhấn chìm hắn trong đại dương mênh mông tiểu lại thấy thế vội vàng bước tới đỡ hắn điện hạ điện hạ nhưng giọng nói của hắn dường như đến từ trong nước mơ hồ và xa xăm trong lúc hoảng hốt dường như hắn nghe thấy âm thanh khác anh ấy bị sao vậy lái xe trong cơn bão ngã khỏi sườn núi có vẻ bị bệnh tim nghiêm trọng chật chật thật khó nơi này là núi sâu làm sao tìm được có phát định vị trước khi xảy ra tai nạn không định vị gì bạn gái của anh ấy biết anh ấy đi đâu lái xe vào núi tìm cõng anh ấy trên đường núi báo cảnh sát có bạn gái rồi à ây già bộ dạng như vậy quả nhiên là hoa đã có chủ đừng nói nữa giám đốc đã từ thượng hải trở lại có lẽ chuẩn bị giải phẫu điện hạ điện hạ tam công tử điện hạ sóng nước đục ngầu âm thanh hỗn độn bên tai trình xưởng chợt gần chợt xa khiến hắn càng nghe càng sợ hãi đầu hắn trống rỗng bàn tay che tim không ngừng siết chặt gần như muốn bóp một mảng huyết từ trong ngực ra ngoài hắn không biết phải làm sao chỉ có thể chờ tại chỗ chậm rãi chờ cho đến khi âm thanh bên tai dần dần biến mất thị giác mới khôi phục lại cảnh trí xung quanh dần dần rõ ràng hơn đầu xuân ánh nắng giữa trưa rực rỡ chiếu vào cửa công đường dừng lại trước mặt hắn một tấc bao phủ hắn trong bóng tối giống như ma quỷ không thể gặp ánh mặt trời trinh sưởng cảm thấy lạnh không rõ là lạnh trên người hay là lạnh trong lòng vì vậy hắn gần như dùng hết sức lực mới có thể khống chế bản thân khỏi run tiểu lại thấy ánh mắt hắn rõ ràng hơn lo lắng hỏi điện hạ ngài không sao chứ trinh sưởng vịn cửa quỳ tại chỗ hồi lâu không phản ứng cho đến khi cảm giác ớn lạnh dần dần giảm xuống đau đớn trong người biến mất nhịp tim khôi phục bình thường mới khàn giọng đáp không sao hắn giơ tay áo lau mồ hôi dày đặc trên trán cố hết sức để đứng lên đi trở lại bàn của mình từ từ ngồi xuống sau đó cầm nửa chén trà còn lại khi nãy uống một hơi cạn sạch trà đã nguội hơi ấm chạy xuống cổ họng kéo dài vào huyết và tới tim khiến hắn bình tĩnh lại Trinh sử ngồi yên lặng dường như đã cân nhắc mọi chuyện trong lòng lại dường như chưa cân nhắc điều gì hắn nhìn hồ sơ trên bàn vụ án của trung dũng hầu Vân Hy phải xuất trinh trong tháng 2, hắn muốn hoàn thành vụ án trước khi nàng xuất trinh để nàng yên tâm. Trinh Sưởng chậm rãi hít sâu một hơi, đứng dậy lần nữa, nói với tiểu lại, đi thôi, đến hình bộ. Trinh Sưởng tới hình bộ. Người ở hình bộ nói rằng bên hộ bộ chưa đưa sổ sách đã được tính toán qua đây, rồi nói, nếu tam công tử cần gấp, hạ quan sẽ qua đó thúc giục bọn họ. Trinh Sưởng rất vội, hôm nay đã là mùng 3 tháng 2, mặc dù ngày Vân Hy xuất trinh chưa được quyết định, nhưng tính thế nào, nhiều nhất chỉ còn lại 10 ngày hắn nói, không cần, ta sẽ đến hộ bộ. Tới hộ bộ, tiểu lại trước cửa vái chào hắn và nói, điện hạ đã tới. Sau đó nói, hôm nay lăng vương điện hạ cũng có mặt. Tuy rằng lăng vương làm ở hộ bộ nhưng chức vị không cao, giữ chức lang trung, không bằng chức thị ngự sử của trình sưởng. Hắn dù sao cũng là hoàng tử, hộ bộ sẽ giao phần lớn sổ sách cho hắn xem xét. Lần trước triều nguyên đế khiển trách hắn vì vụ án cứu trợ thiên tai của vận vương trên kim loan điện, gần đây hắn không dám chậm trễ, thường tới hộ bộ đốc thúc sổ sách thành lý hôm nay hắn mặc công phục màu lam bên hông treo túi cá không có ngọc bội trông tuấn tú thanh cao như ngọc nhìn thấy trình xưởng hắn có chút ngạc nhiên minh anh sao ngươi tới đây hơi suy tư đoán được lý do đến lại nói sổ sách đã chuẩn bị xong ta sẽ cho người kiểm tra lại để tránh sai lầm trình xưởng gật đầu làm phiền điện hạ hắn cũng không trì hoãn tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống cầm cuốn sổ đã tính xong để xem sau nửa chén trà nhỏ tiểu lại của hộ bộ cung kính nói tam công tử điện hạ đã tính toán xong tiểu nhân trực tiếp đưa đến ngự sử đài cho ngài hay sao vụ án của vận vương do tam ti lập hồ sơ nhưng chủ tọa thẩm vấn không phải ở ngự sử đài mà là ở hình bộ đưa sổ sách tới ngự sử đài chỉ để tiện cho một mình hắn hình bộ muốn xem thì phải đưa qua đó mất hết gần nửa ngày trinh sưởng nói đưa tới hình bộ tiểu lại đáp lời gọi vài người cầm sổ sách lăng vương thấy trình sưởng sắp rời đi buông việc đang làm và nói minh anh ta đi cùng người hai người đi song song dọc theo hành lang lăng vương nói hôm tết thượng nguyên thái nãi nãi đón tết trong cung sao minh anh không tới trinh sưởng nói vốn định đi nhưng chạm tây của ngự sử đài cách cung điện quá xa không kịp lăng vương gật đầu nhớ tới một chuyện cười nói thái nãi nãi không thấy ngươi tức giận một hồi nhờ nhị cô nương của dư gia nói rằng ngươi cầu tiến mới dỗ được thái nãi nãi ăn tết nguyên tiêu xong theo quy luật phải thả đèn trời để cầu nguyện thái nãi nãi bảo nhị cô nương của dư gia giúp ngươi thả một chiếc nàng từ chối nói rằng ngươi có điều ước của riêng mình nàng không thể cầu nguyện dùng ngươi thái nãi nãi mắng nàng không linh hoạt sau đó ngũ ca nhi của chu ra giúp ngươi thả đèn ngươi còn nhớ ngũ ca nhi của chu ra không trinh sưởng nhớ hắn từng nghe thái hoàng thái hậu kể khi còn nhỏ hắn cùng với dư lăng và ngũ ca nhi của nhà chu hồng quang thường ở bên cạnh thái hoàng thái hậu thậm chí còn từng đến chùa minh ẩn chơi trinh sưởng nói ta nhớ phụ thân của hắn làm việc hồ đồ mấy năm nay không vào cung thăm thái nãi nãi tại sao năm nay lại tới? Nghe nói là thái nãi nãi nhượng bộ, sai người đến chu phủ gợi ý. Người ở chu ra nghe tiếng đàn thì biết nhà ý, đưa ngũ ca nhi vào cung xin lỗi thái nãi nãi. Lăng vương nói, khi còn nhỏ ngươi thường chơi với hắn, ủa, hắn không nói với ngươi hay sao? Trinh xưởng nói, không có. Lăng vương vốn không phải là người nói nhiều, thấy trình xưởng không có hứng thú nói chuyện nên không bắt đầu đề tài khác. Sau khi thái tử chết, Lăng vương là hoàng trưởng tử trong cung, là con trai của hoàng quý phi, theo lý là người có địa vị cao quý nhất nhưng hắn làm việc không được như ý người khác thỉnh thoảng có chút sai sót không quá lớn chưa được công lao bởi vậy bị người tới sau là vận vương chiếm ưu thế trình xưởng nghe gã sai vặt trong phủ nói rằng khi còn nhỏ mối quan hệ cá nhân giữa hắn và lăng vương vận vương không tồi sau khi lớn lên có lẽ vì hắn ngày càng khốn nạn nên dần dần trở nên ít thân thiết hơn lăng vương là trưởng huynh khi trình xưởng có hành động khác người đôi khi sẽ khiển trách hắn vận vương chỉ đứng một bên xem diễn nhưng dù sao ba người cũng là đường huynh đệ mấy năm nay ngoại trừ các bữa tiệc chính thức trong cung thỉnh thoảng cũng lén lút tụ tập không tính là chặt đứt quan hệ tới hình bộ hình bộ lang trung đang nói với vân hy về vụ án của trung dũng hầu quay lại nhìn thấy trình xưởng và lăng vương vội vàng đi cùng vân hy tới chào gặp qua lăng vương điện hạ gặp qua tam công tử điện hạ sau đó hỏi vì sao hai vị điện hạ tự mình lại đây tiểu lại của hộ bộ mang sổ sách vào trong phòng lăng vương nói bổn vương đưa sổ sách tới nhân tiện hỏi thăm tiến độ của vụ án năm đó Vân vương âm thầm điều chỉnh lương thực hắn chịu trách nhiệm vì đã sơ xuất hiện tại quan tâm vụ án cũng là bổn phận hình bộ lang trung nói thật trùng hợp vân tướng quân cũng tới hỏi thăm vụ án ông nói tình hình gần đây của vụ án trung dũng hầu cho vân hy và lang vương cuối cùng nói tam công tử điện hạ làm việc tỉ mỉ điện hạ gần như đã tích hợp những sơ hở và các điểm đáng ngờ trong hồ sơ vụ án năm đó hiện giờ vẫn còn thiếu một ít chứng cứ bên phía các dịch trạm những nơi gần như vùng Hoài Nam và Hoài Tây đã gửi thư trả lời, cần phải chờ phía Tây Bắc. Về phần nhân chứng, ngoại trừ lời khai của hai thống lĩnh trong thanh phong viện ở chùa Bạch Vân trước đây đã nộp lên, còn lại phải đợi thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu về kinh. Lang Vương gật đầu hỏi, Phụ Hoàng có hỏi vụ án này không? Đã hỏi, hình bộ Lang Trung nói, bệ hạ hầu như hỏi mỗi ngày. Ông do dự một chút mới nói, hôm qua Thượng Thư Đại Nhân đã tổng hợp những bằng chứng và lời khai đã thu được cho đến nay thành hồ sơ vụ án và trình lên văn đức điện bệ hạ vô cùng tức giận không những ra lệnh cấm túc vận vương trong vương phủ còn đình chỉ chức vụ của su mật sử diêu đại nhân thượng thư đại nhân trở về có nói nếu diêu đại nhân không mất đi con gái cưng năm ngoái bệ hạ có lẽ sẽ cách chức ông ta ngay lập tức để hỏi tội lăng vương và vân hy gật đầu hiện giờ thái độ của trương nguyên đế đã rất rõ phạt nặng diêu hàng sơn phạt nhẹ vận vương dù sao trình sưởng không đề cập chuyện vận vương đầu độc cố thái tử trên kim loan điện vận vương lại là hoàng tử đã có con lỗi lầm âm thầm điều chỉnh lương thực năm đó giao cho một mình diêu hàng sơn gánh vận vương đương nhiên có thể giữ được tính mạng nhưng hắn chỉ giữ được tính mạng không còn hy vọng với chữ vị sau khi hình bộ lang trung dứt lời vân hy nói đa tạ đại nhân đã cho biết cho chuyện xong lang vương trở về hộ bộ trước khi rời đi trinh sưởng lấy một bản sổ sách định mang về ngự sử đài xem đến cửa thấy vân hy còn ở đó nên hỏi đi chung nhé thực ra vân hy đang đợi hắn nàng nhận muỗng cà phê vàng của tông thân vương phủ luôn muốn trả lại cho hắn nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp hiện tại nàng sắp xuất trinh hôm nay vào cung nghĩ rằng có thể gặp trình xưởng nên đặc biệt mang theo muỗng cà phê vân hy gật đầu để mạt tướng đưa điện hạ về ngự sử đài lục bộ liền kề với ngự sử đài từ hình bộ trở lại ngự sử đài chỉ cần đi dọc theo hành lang nhưng lúc trình xưởng ra khỏi hình bộ chỉ vào một con đường đá nhỏ dưới bậc thềm nói đi lối này đầu xuân vạn vật sống lại cây cối hai bên đường nở rộ màu sắc tươi mới hai người yên lặng đi một lúc trinh sưởng hỏi vân hy khi nào xuất trình vân hy nói chưa có ngày cụ thể khi nào có ta sẽ nói với tam công tử trinh sưởng gật đầu liếc nhìn nàng ta nghe nói binh bộ phân 18.000 người đến dưới quyền chỉ huy của cô gần nhất cô đều đến doanh trại tây sơn để luyện binh ừm nhiều người như vậy thì luyện thế nào trinh sưởng hỏi hắn không có khái niệm 18.000 người là cỡ bao nhiêu lúc còn đi học trong đại hội thể thao hơn 2.000 người đứng trên đường đua, hắn đã cảm thấy chen chúc. 18.000 người, đại khái sẽ đứng rậm rạp tràn đầy toàn bộ sân điển kinh. Không khó, Vân Hy nói, nàng ngẫm nghĩ, nhặt một cành khô bên cạnh, chọc ra mấy hòn đá nhỏ dưới đất cho chỉnh xưởng xem. 10 người một hàng, chia làm 10 cột, 100 người hợp thành một tiểu doanh, 2.000 người hợp thành một đại doanh. Tổng cộng 119 doanh, thống lĩnh của mỗi doanh cầm cờ khác nhau, khi phát lệnh, chỉ cần nghe kèn và nhìn cờ. Nàng vừa nói vừa bước lên một bục nhỏ bên cạnh nói, ta đứng ở đây, đừng nhìn độ cao chỉ hai ba trượng tiểu danh nào phía dưới có sai lầm ta đều thấy rõ ràng trinh sưởng nhướng mày rất có năng lực không hẳn vậy vân hy ném cành khô phủi tay nhảy xuống bụng dáng nàng lưu loát mũi chân chạm đất không hề tung bụi trang phục tướng quân màu đỏ bay lên hiên ngang thời gian quá ngắn hiện tại luyện binh chỉ có thể bồi dưỡng ăn ý mà thôi trước đây ca ca của ta luyện binh trên thảo nguyên kỷ luật rất nghiêm cả một trăm nghìn người cất bước dừng bước cầm khiên vung thương động tác đều giống nhau một quan viên đi ngang qua thấy hai người chắp tay chào điện hạ vân tướng quân trinh sưởng gật đầu vân hy đáp lễ lại lúc này thường gặp đại quan làm việc trên đường nhưng hai người càng đi vào sâu thì càng không có ai đi ngang qua vân hy dừng chân lấy muỗng cà phê vàng trong túi tiền ra đưa cho trình sưởng nói tam công tử trả lại ngài cái này trình sưởng nhận ra muỗng cà phê này ngày hắn vừa về lại kim lăng quản gia của vương phủ đã thưởng cho vài thống lĩnh đại nhân hộ tống hắn về kinh hắn hỏi vì sao trả lại cho ta? Vân Hy nói, ta đi tìm tam công tử, không phải vì lập công, cũng không phải vì muốn được ban thưởng. Ta chỉ, nàng cân nhắc từ ngữ rồi nói, ta chỉ đi tìm tam công tử mà thôi. Trình sử nghe vậy, nhận muỗng cà phê, hắn nhìn Vân Hy, đột nhiên cười nói, muỗng cà phê này không phải quý giá lắm, người bình thường cũng nhận. Cô trả lại cho ta, ta lại cảm thấy không ổn. Hắn dừng một chút rồi hỏi, cô để ý bệ hạ tứ hôn cho ta phải không? Vân Hy mím môi, nàng vốn muốn phủ nhận nhưng nghĩ kỹ lại nếu trương nguyên đế không tứ hôn cho tam công tử lần này nàng đến lĩnh nam xa xôi mang theo muỗng cà phê cũng tốt trình xưởng thấy nàng không nói nên lên tiếng ta sẽ không cưới nàng ta hắn luôn thờ ơ với tình duyên trải qua hai lần luân hồi thật vất vả mới có một chút chấp nhất làm sao không quý trọng được sương mù dày đặc con đường phía trước có lẽ mông lung hắn sẽ không dao động tâm ý của mình vì những chuyện chưa biết sao có thể để người khác quyết định cho mình vân hy nhìn trình xưởng nàng hiểu ý hắn nàng nghĩ nếu hắn không sợ nàng cũng không sợ nàng hỏi tam công tử không cưới dư lăng có phải là vì còn chưa đủ rõ ràng hay sao nàng chưa kịp dứt lời trinh sưởng đã nói trong mắt hắn hiện lên ý cười dịu dàng vân hy nhìn thấy hắn cười không nhịn được nở nụ cười trinh sưởng ngồi lên lan can cao bên ngoài hành lang nhìn vân hy nói nếu cô cũng thích ta hắn dừng lại cũng không cần vội vã đồng ý để ta theo đuổi cô hoa đào ngoài hành lang nở rộ Lúc hắn nói lời này, một cánh hoa đào đậu lên đuôi lông mày của hắn Đuôi lông mày của hắn hơi nhướng lên, nhìn kỹ có chút phong lưu và phóng khoáng Theo đuổi ta, Vân Hy hỏi Trinh Sưởng nhìn nàng, ánh mắt nàng không che giấu được niềm vui Nàng đã chịu đựng quá nhiều hỗn loạn và cực khổ, thật hiếm hoi khi vẫn còn có thể trong sáng như vậy Trải qua muôn vàn sóng gió, cũng đã gặp phồn hoa, từng bị gột rửa bởi thị phi Cuối cùng chỉ thích người chân thành và lương thiện Ừm, Trinh Sưởng gật đầu, cô là một cô gái tốt đáng giá để người ta theo đuổi một thời gian. Vì vậy cô không nên hỏi câu vừa rồi, nên để ta nói với cô. Sau đó hắn nói, ừ, ta thích cô. Gần đến ngự sử đài, một tiểu lại từ xa bước tới chào hỏi, thấy Trình Sưởng đang ở cùng Vân Hy nên đứng chờ ở cách đó không xa. Trình Sưởng nhìn thoáng qua, hỏi Vân Hy khi nào lại đến doanh trại Tây Sơn. Vân Hy nói, sáng mai sẽ đi. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói, ta sẽ trở về vào ngày thủ hạ cũ của phụ thân đến Kim Lăng, hai ngày sau sẽ khởi hành. Trinh Sưởng gật đầu, ừm, khi nào cô gặp thủ hạ cũ của phụ thân xong, ta sẽ đến tìm cô. Vân Hy sửng sốt, nhất thời không rõ đến tìm cô là ý gì. Lần trước chẳng phải hắn đã nói, sợ kim thượng nhất nhân duyên lung tung cho hắn, nếu không có chuyện quan trọng thì không tiện gặp nhau hay sao? Nàng hỏi, không cần tránh hiểm nghi hay sao? Trinh Sưởng nói, không cần. Đúng vậy, hiện giờ Trương Nguyên Đế đã lộ rõ ý định muốn tứ hôn. Nếu không đề phòng được, khi nào ý chỉ được ban ra, nàng và hắn sẽ cùng nhau chống lại tiểu lại đang chờ cách đó không xa hình như có chuyện quan trọng biểu tình có chút nôn nóng vân hy liếc nhìn hắn không muốn chậm trễ công vụ của trình xưởng vì thế nói tam công tử ta về trước nói xong đi về phía cổng trăng khuyết ở cuối con đường đá tiểu lại thấy thế vội vàng bước tới vừa định lên tiếng thì thấy trình xưởng vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng vân hy tiểu lại bối rối nghĩ thầm nào có vương thế tử đứng dõi theo tướng quân nhưng hắn không dám lên tiếng khom lưng đứng một bên vân hy đi đến cổng trang khuyết dừng chân quay lại thấy trình xưởng còn ở đó cười rạng rỡ vẫy tay với hắn trang phục đỏ xếp thành một bóng hoa nhanh chóng rời đi lúc này trình xưởng mới hỏi tiểu lại có chuyện gì tiểu lại nói bẩm điện hạ hình bộ truyền lời sáng sớm mai muốn trình lời khai và bằng chứng của vụ án trung dũng hầu lên ngự án hỏi ngài đã xem xong chưa bọn họ muốn đến lấy trước giờ thân trình xưởng nói ta đã xem xong rồi bảo bọn họ tới lấy đi. Tiểu lại đáp vâng, đi cùng trình xưởng về ngự sử đài. Thấy sắc mặt của hắn vẫn không tốt lắm, nhớ trước đó hắn suýt nữa ngất xỉu ở công đường, vội rót chén trà nhỏ dâng lên, quan tâm, điện hạ, ngài không sao chứ. Trình xưởng lắc đầu. Đau đớn trong lòng trước đó tựa như là ảo giác, hiện tại, ngoại trừ một chút sợ hãi còn sót lại, không còn gì nữa. Lão Hòa Thượng ở ngoại ô Hàng Châu nói rằng, hắn là thiên sát cô tinh, người lương thiện ba kiếp, một mạng đôi đường. Nhưng những lời này đến tột cùng là có ý gì, đến nay hắn vẫn nửa hiểu nửa không. Hai lần xuyên qua thời gian và không gian khi đang ở bên bờ vực tuyệt vọng, hắn biết rõ không phải là sự trùng hợp, nhưng hiện tại lại nghe được âm thanh đến từ nơi xa xôi kia. Cảm nhận được sự đau đớn, rốt cuộc là bởi vì hắn sắp tỉnh dậy ở thế kỷ 21, hay là chứng tỏ hắn sắp gặp nguy hiểm lần nữa ở nơi này. Trinh Sưởng không biết. Hắn bình tĩnh lại, nghĩ đến chuyện lát nữa người của hình bộ sẽ tới lấy lời khai, hắn sắp xếp lại đơn kiện trên bàn thật ra các đơn kiện này không đầy đủ muốn kết tội vận vương và diêu hàng sơn còn cần công văn sau khi hộ bộ đối chiếu các tài khoản cùng với thư trả lời của dịch trạm ở vùng tây bắc ở chỗ hắn ngoại trừ lời chứng của dịch thừa ở hoài nam và hoài tây chỉ có lời khai của hai thống lĩnh dưới quyền trung dũng hầu ở thanh phong viện trong chùa bạch vân trinh sưởng nhìn lời khai cuối cùng đột nhiên dừng lại sao lại có lời chứng của thanh phong viện ở chùa bạch vân không biết có phải ảo giác đau nhức trong lòng khiến hắn trông gà hóa quốc hay không nhưng hắn nhớ rõ ngày hắn bị mai phục bên ngoài thanh phong viện hai thống lĩnh dưới quyền trung dũng hầu trong thanh phong viện cũng bị sát không lâu sau đó người đã chết sao còn lời chứng trinh sưởng dựa vào lưng ghế nhắm mắt xoa giữa hai hàng chân mày lần trước quý nhân dùng vụ án của trung dũng hầu làm mồi nhử khi hắn đến nhà lao của hình bộ để thẩm vấn la su mượn la su để tiết lộ trung dũng hầu bị oan sau đó hắn cho người đi điều tra biết được hai nhân chứng có thể chứng minh oan tình của trung dũng hầu đang bị giam trong thanh phong viện của chùa bạch vân lợi dụng dịp tế trời ở chùa Bạch Vân để đến Thanh Phong viện hỏi thăm bằng chứng. Nhưng hết thảy đều là cái bẫy do quý nhân sắp đặt. La Su nói với hắn Trung Dũng Hầu bị oan là do quý nhân sắp xếp, hai nhân chứng trong Thanh Phong viện cũng do quý nhân nghĩ cách nhét vào. Hắn làm nhiều như vậy, mục đích chính là răng lưới bên ngoài Thanh Phong viện để lấy mạng Trình sửa. Tuy nhiên, nếu quý nhân là Vận Vương, hắn dám sát Trình sửa, sát hai nhân chứng, tại sao lưu lại lời chứng cực kỳ bất lợi cho hắn? Mục đích của hắn, chẳng phải để che đậy hành vi đổi quân lương của trung dũng hầu hay sao chùa bạch vân quả thật là chùa hoàng gia thủ vệ và các nhà sư trong thanh phong viện không thể nào hoàn toàn là người của vận vương sau khi trình xưởng rời đi bọn họ không phải không có khả năng giữ lại lời chứng trình xưởng biết điều này hắn chỉ không rõ vận vương dám to gan phái người đuổi sát tiểu vương ra vì sao không làm sạch sẽ một chút vì sao thiếu sót hắn đứng dậy thu dọn đơn kiện trên bàn dặn dò tiểu lại giao cho người của hình bộ đi về phía hoàng thành ti trinh sưởng đến hoàng thành ti tìm vệ giới nhưng tới cửa nha thự võ vệ canh giữ bên ngoài nói điện hạ tới tìm vệ đại nhân à vệ đại nhân đi ra ngoài phá án rồi hôm nay không ở trong nha ti trinh sưởng phớt lờ hắn đi thẳng vào đẩy cửa phòng trực vệ giới đang nằm ngửa trên giường tre gối lên cánh tay vắt chéo chân ngáy khò khò trinh sưởng đi tới giơ tay gõ cái bàn nhỏ bên cạnh dậy vệ giới mấp máy môi trong mộng tựa như không nghe thấy gì ngủ ngon lành trinh sưởng nói ngươi chôn mấy vò rượu dưới gốc cây cổ thụ ngoài phòng chứa củi của nha thự ta đào lên giúp ngươi rồi đưa đến ngự án của bệ hạ nhé tiếng ngáy của vệ giới dần dần ngừng lại một lúc sau hắn vươn vai ngái ngủ ngồi dậy nhìn thấy trình xưởng dụi mắt kinh ngạc nói ủa tiểu vương gia sao ngài tới đây mấy đồ vô dụng bên ngoài không nói với ngài rằng ta không ở đây hay sao có nói trình xưởng nói nhưng hiện giờ bệ hạ không tín nhiệm ngươi ngươi không ở nha ti thì đi đâu vệ giới chật một tiếng lại hỏi Sao ngài biết có rượu giấu dưới gốc cây cổ thụ ngoài phòng chứa củi? Trình Sưởng nói, lần trước ta tới Hoàng Thành Ti, có đi xung quanh, tình cờ thấy một thủ hạ của ngươi mang mấy vò rượu từ bên ngoài trở về, chôn dưới gốc cây. Vệ giới nghiện rượu, Trương Nguyên Đế sợ hắn chậm trễ mọi việc nên ra lệnh cấm hắn uống rượu trong nhà thự. Vệ giới thở dài, xem ra nói bọn họ là đồ vô dụng tức là đề cao bọn họ. Hắn đứng dậy, kéo ghế cho Trình Sưởng ngồi, uể oải ngồi xuống bên kia và nói, nói đi, ngài tới tìm ta có chuyện gì? Trình Sưởng đi thẳng vào vấn đề, vào tiết sử thử năm ngoái, có người đuổi sát ta bên ngoài thanh phong viện của chùa Bạch Vân, ngươi đã từng điều tra, xác định là người của vận vương à. Vệ giới dường như không hiểu, điều tra cái gì, ngài đang nói gì, ta không biết chuyện này. Trình Sưởng nhìn hắn, không nói gì nữa. Lần trước hắn bị người đuổi sát rơi xuống vách núi bên ngoài thanh phong viện, cho dù Trương nguyên đế làm cho có lệ, không thể nào không ngầm điều tra. Hai đội cấm vệ của ông ta, Hoàng Thành Ti và Điện Tiền Ti, chỉ huy sứ khác nhau, phong cách làm việc cũng bất đồng, vệ giới không theo khuôn mẫu, tuyên chỉ luôn theo khuôn phép. Chuyện như vậy, Trương Nguyên Đế hơn phân nửa sẽ giao cho vệ giới đi điều tra. Hơn nữa, vệ giới ghét Lăng Vương và Vận Vương không phải không có lý do, hắn nhất định đã lén điều tra chuyện riêng của hai người này rất nhiều nên mới sinh ra chán ghét. Vệ giới bị trình sử nhìn chằm chằm muốn nổi da gà, không kiên nhẫn nói, ngài còn có mặt mũi để hỏi ta. Ta suýt nữa bị ngài hố chết, sau này ta sẽ không để ý ngài nữa. Trình Sưởng nói, bây giờ ngươi muốn vạch ranh giới với ta đã quá muộn. Hiện tại mọi người đều cho rằng ngươi và ta cùng phe, ngươi hãy nói tình hình thực tế cho ta biết sớm một chút, chẳng có hại gì đối với ngươi. Nếu không, ta mà gặp chuyện gì đó, ngươi cũng sẽ xui xẻo theo. Hắn nói sự thật, vệ giới càng nghe càng ngứa răng. Tuy hắn chán ghét Lăng Vương và Vận Vương, nhưng lúc trước hắn đi tìm Trình Sưởng, thật sự không có ý kết bè kết đảng, cùng lắm cảm thấy Trình Sưởng rất thú vị, muốn kết bạn mà thôi. Chuyện ở chùa Minh Ẩn, hắn thật sự bị trình xưởng lừa mới đầu hơi tức giận cũng may mấy ngày nay đã nghĩ thông suốt cảm thấy lão cáo già không tín nhiệm hắn cùng lắm thì bị cách chức và điều tra dù sao hoàng quyền sớm muộn gì sẽ bị thay đổi nếu lăng vương hoặc vận vương lên ngôi hắn sẽ không làm quan mà phiêu bạt giang hồ vì thế vệ giới nói đã điều tra lúc trước người đuổi sát ngài bên ngoài thanh phong viện là ám vệ do vận vương nuôi dưỡng Trình xưởng hỏi chắc không vệ giới gật đầu chắc hắn ngẫm nghĩ rồi nói Lúc trước lão thái quân của Bùi Phủ tổ chức sinh nhật, ngài cũng bị ám sát ở nhà thủy tạ của Bùi Phủ, lần đó cũng do vận vương phái người làm. Trinh Sưởng nghe vậy, nhíu mày suy tư. Vệ giới hỏi, có gì không đúng hay sao? Trinh Sưởng lắc đầu, không nói được. Hắn nói, lúc ấy ta bị lừa đến thanh phong viện của chùa Bạch Vân là vì nơi đó có giam hai nhân chứng có thể chứng minh oan tình của Trung Dũng Hầu. Nếu hai nhân chứng này do vận vương sắp đặt, sau khi hắn phái người đuổi sát ta thì sẽ giải quyết bọn họ không phải đã giải quyết hay sao vệ giới nói ngày ngày mất tích hai nhân chứng đã chết trinh sưởng nói đã giải quyết nhưng lời chứng của bọn họ vẫn còn vệ giới sửng sốt có gì mà kỳ quái chùa bạch vân là chùa hoàng gia cho dù thanh phong viện ở nơi hẻo lánh cũng là ở trong chùa bạch vân hộ vệ canh giữ chỗ đó không thể nào đều là người của vận vương nếu như tất cả đều là người của hắn thì trực tiếp sát ngài ngay tại thanh phong viện còn thỏa đáng hơn vì sao phải chờ ngài rời đi mới ra tay vì vậy giữ lại lời chứng của hai nhân chứng cũng không khó bọn họ có cấm vệ bảo vệ trinh sưởng nghe vậy nhất thời không đáp một lát sau hắn hỏi vệ giới dạo này ngươi thế nào ngài còn hỏi cáo già hiện giờ hoàn toàn không tin ta ngài nói xem dạo này ta thế nào vệ giới nằm ngửa trên giường tre vắt chéo chân vậy cũng tốt rất vui được nhàn nhã không cần chạy chân làm việc vặt cho ông ta nhưng ông ta còn bảo ta điều tra chuyện ở chùa minh ẩn hắn quay qua nhìn trình sưởng buồn bực nói ngài thấy cáo giả rốt cuộc nghĩ gì? Ông ta bảo ta tìm lão ngũ, nhưng không nói điều gì khác với ta ngoại trừ tuổi tác và ba nốt ruồi đỏ sau lưng. Chỉ nói rằng lão ngũ mất tích là vì vụ án đẫm huyết ở chùa Minh ẩn mười mấy năm trước. Nhưng vụ án đó xảy ra thế nào, ít nhất cũng phải tiết lộ chút gió chứ. Làm ta như con mèo mù, tìm người xung quanh để hỏi han, còn không thể nói rõ ràng, sợ đụng chạm đến kiên kỵ của thiên gia. Này, hôm giao thừa, ta có hỏi thăm nhị cô nương của dư gia, tên là gì nhỉ? À, dư lăng là cô nương mà cáo già tính để làm vương phi cho ngài, còn hỏi Ngũ Ca Nhi của nhà Chu Hồng Quang nữa, hai người bọn họ không biết gì cả. Vệ giới nói tới đây, ngồi dậy, hỏi Trình Sưởng, sau đó ta hỏi nhị cô nương của dư gia về ngài, cô nương kia nói rằng gần nửa tháng nay nàng chưa gặp ngài, không biết tình hình gần đây của ngài. Ngài tránh nàng, không phải là vì tiểu nha đầu của Vân gia đó chứ? Ngài thích nàng đến vậy, tính toán kháng chỉ vì nàng. Trình Sưởng không đáp hắn nói với vệ giới ta có chút không yên tâm về lời chứng của thanh phong viện ngươi tìm người giúp ta kiểm tra kỹ xem thử làm sao tìm được lời chứng vệ giới lại nâng giá ngài cho rằng ta sẽ giúp ngài điều tra ta sẽ không trinh sưởng nhìn sắc trời đã gần đến cuối giờ thân hắn đứng dậy rời đi đồng thời nói với vệ giới nếu ta để thuộc hạ của ta điều tra ít nhất nửa tháng đến một tháng mới có kết quả ngươi tương đối hiểu sự việc kiểu này ngươi điều tra xong thì kêu người tới nói cho ta biết vệ giới đuổi theo nhấn mạnh với trình xưởng lần nữa lần trước ngài lừa ta ta còn chưa tính sổ với ngài giờ ngài còn muốn sai ta ta nói cho ngài hay không có cửa đâu ta nhất định sẽ không giúp ngài điều tra tự ngài nghĩ cách đi nói xong hắn chỉnh lại y quan trở lại phòng ngủ một giấc mặc dù trình xưởng giao cho vệ giới nhưng hắn vẫn lo lắng trở lại vương phủ hắn dặn dò thuộc hạ truy tìm nhân chứng của thanh phong viện mấy ngày sau người của hoàng thành ti tới nói với hắn điện hạ Vệ đại nhân đã điều tra xong chuyện ngài nhờ vệ đại nhân giúp lần trước. Trinh sưởng nhướng mày, hiệu suất rất cao. Hắn hỏi, thế nào? Võ vệ của Hoàng Thành Ti nói, ngày ngày bị người đuổi sát, cấm vệ của điện tiền ti vội vã tới thanh phong viện vào ban đêm. Thanh phong viện đã bị người tàn sát, sau đó các nhà sư trong chùa dọn dẹp, lời chứng đó được một tiểu hòa thượng nhặt được trong góc phía sau bàn Phật. Có lẽ bị đánh rơi hoặc là giấu ở đó, nếu không dọn dẹp cẩn thận thì không dễ phát hiện. Sau đó tiểu hòa thượng biến mất, người của vệ đại nhân đi tìm nhưng tạm thời không tìm thấy. Trinh Sưởng gật đầu, ta đã biết, đa tạ các người. Võ vệ nói, điện hạ khách sáo rồi, nói xong, chắp tay với Trình Sưởng, rời đi. Trinh Sưởng đứng ở cửa vương phủ, nhíu mày suy nghĩ kỹ. Hắn vốn tưởng rằng vụ án của Trung Dũng Hầu, nguyên do hắn bị người đuổi sát đã rất rõ ràng. Nhưng lời chứng ở thanh phong viện giống như một giọt mực rơi vào nước đã bị gột rửa sạch sẽ, khiến mọi thứ lại trở nên vẩn đục. Trinh Sưởng không biết chuyện gì đã xảy ra vệ giới sẽ không nói dối hắn. Lúc trước ở nhà thủy tạ của bùi phủ ở bên ngoài thanh phong viện người đuổi sát hắn rõ ràng là thủ hạ của vận vương. nhưng nếu là người của vận vương vì sao lại xảy ra sơ suất có thể nói là bất cẩn. Trình sưởng đang suy nghĩ cẩn thận đột nhiên có một khối mềm cọ vào chân hắn cúi xuống nhìn thấy tuyết đoàn nhi không biết tuyết đoàn nhi theo hắn ra phủ từ khi nào thấy hắn nhìn nó vui vẻ meo meo hai tiếng. đây là mèo của diêu tố tố lúc trước hoàng quý phi tặng mèo cho diêu tố tố nói rằng con mèo này biết mỹ nhân, có linh tính. Con mèo này quả thực biết mỹ nhân, trong cung yến, nó lẻn đến bên cạnh trình xưởng. Đêm tiết thu, Diêu Tố Tố mang theo Tuyết Đoàn Nhi đến phố Chu Tước, tranh chấp với La Su Vì Bùi Lan. Tuyết Đoàn Nhi đi lạc trong lúc bọn họ đang tranh chấp, Diêu Tố Tố đuổi theo Tuyết Đoàn Nhi, sau đó không trở về. Khi người ta tìm được, nàng đã là một thi thể bên bờ sông Tần Hoài. Trình Sử nghĩ đến đây, đột nhiên nghĩ đến hạt tai của La Su trong khớp hàm của Diêu Tố Tố. Chính hạt tai đó đã khiến La Su phải vào nhà lao, để hắn có lý do đến thẩm vấn La Su, nhân tiện bị lừa đến thanh phong viện, bị người đuổi sát rơi xuống vách đá. Nếu mọi chuyện bắt đầu từ hạt tai này, như vậy ai đã nhét hạt tai vào khớp hàm của Diêu Tố Tố? Nói cách khác, ai đã sát Diêu Tố Tố? Trình Sưởng cảm thấy khó hiểu, Diêu Tố Tố đã mất nửa năm, ngay cả vụ án của nàng cũng trở thành vụ án không đầu. Hắn vốn tưởng sự thật đã được phơi bày, nhưng lần ngược lại ngọn nguồn, mọi thứ dường như trở lại thổi ban đầu khó hiểu và dối rắm tôn hải bình đánh xe ngựa tới hỏi trinh sưởng tiểu vương ra đến nha môn hay sao trinh sưởng trầm ngâm một lúc cúi xuống bế tuyết đoàn nhi vén rèm lên xe ngựa nói với tôn hải bình đi đến bờ sông tần hoài trước lúc trước la su và bùi lan đã quyết định hôn ước bùi lan lại hẹn hò với diêu tố tố ở đạo quan gần tần hoài vô tình bị la su bắt gặp sau đó diêu tố tố tới gặp la su yêu cầu nàng từ hôn với bùi lan vì thế hai người nảy sinh tranh chấp tuyết đoàn nhi đi lạc theo la su diêu tố tố vừa thấy tuyết đoàn nhi đi lạc thì đuổi theo tuyết đoàn nhi từ đó không trở về như người đã từng nuôi chó mèo đều biết những thú cưng nhỏ bé này có linh tính nhất nếu không bị kinh hãi chúng thường sẽ không rời chủ nhân quá xa cho dù chạy đi một lúc sau cũng sẽ tìm mùi để trở về trừ khi gặp người quen khác hoặc là người có thể làm cho nó gần gũi như vậy lúc tuyết đoàn nhi đang chạy trên đường đã gặp ai đó hay sao xe ngựa dừng bên bờ sông tần hoài Trình Sưởng bắt đầu từ đạo quan nơi Diêu Tố Tố và Bùi Lan hẹn hò, mang theo Tuyết Đoàn Nhi dọc theo sông Tần Hoài, vòng qua ngõ Đồng Tử, đi thẳng tới phố Chu Tước, đưa Tuyết Đoàn Nhi đi lại con đường mà Diêu Tố Tố đã đi trong đêm Tết Thu. Hắn biết phương pháp hiện tại của hắn rất vụng về, gần như dựa vào may mắn, rất khó để tìm ra hung thủ thực sự đã sát Diêu Tố Tố. Nhưng mọi thứ đã trôi qua quá lâu, chỉ có thể thử vận may một chút. Buổi trưa đang đến gần, cảnh xuân tràn đầy sức sống, Tuyết Đoàn Nhi rất bám người, đi theo sát Trình xưởng mắt nhìn thẳng. Tới ngã rẽ của phố Chu Tước, cách đó không xa là tiệm thuốc mà Phương Phù Lan thường đến khám xem bệnh. Trình Sưởng nhớ, đêm đó La Su cùng đi ra ngoài với Phương Phù Lan và Vân Hy. Sau khi bắt gặp Diêu Tố Tố và Bùi Lan hẹn hò ở đạo quan, nàng và Vân Hy cùng nhau trở lại hiệu thuốc, chờ Phương Phù Lan khám bệnh. Tại nơi này, Diêu Tố Tố tới tiệm thuốc tìm La Su, sau đó cả hai đến cái đình nhỏ bên sông Tần Hoài. Trình Sưởng mang theo Tuyết Đoàn Nhi, dừng lại bên ngoài tiệm thuốc, đang chuẩn bị đi đến cái đình nhỏ, chợt nghe tuyết đoàn nhi meo một tiếng chạy về phía tiệm thuốc tuyết đoàn nhi nhận ra mỹ nhân trinh sưởng nhìn theo nó cho đến khi nó dừng lại trước tiệm thuốc vòng quanh mỹ nhân diễm lệ của kim lăng vừa đi ra khỏi tiệm thuốc vùi đầu thân mật cọ mu bàn chân của nàng gió rất nhẹ ở tần hoài và đầu xuân phương phù lan mặc y phục màu trắng tắm trong làn gió hay hay giống như một đóa ngọc lan mới nở nàng cúi đầu nhìn tuyết đoàn nhi không khỏi nở nụ cười cúi xuống bế nó lên đưa tay xoa đầu nó Tuyết Đoàn Nhi giúp vào lòng Phương Phù Lan, meo meo hai tiếng tựa như làm nũng. Phương Phù Lan ngước mắt nhìn xung quanh, thấy Trình xưởng cách đó không xa, chậm rãi đi tới, cúi người, "Tam công tử điện hạ." Trình Sưởng gật đầu, hỏi, "Thiếu phu nhân đi khám bệnh à?" "Vâng." Phương Phù Lan gật đầu, "Bệnh cũ." Nói xong, đưa Tuyết Đoàn Nhi cho Tôn Hải Bình đi theo Trình xưởng Nhìn bộ dạng Tuyết Đoàn Nhi quyến luyến Phương Phù Lan, Trình Sưởng hỏi, "Thiếu phu nhân biết con mèo này hay sao?" "Con mèo vốn thuộc về Diêu Tố Tố." sau này mới đi theo hắn hắn hầu như không mang tuyết đoàn nhi ra ngoài Diêu tố tố lại không thân thiết với phương phủ lan làm sao phương phủ lan nhận ra tuyết đoàn nhi phương phủ lan nói đầu năm ngoái thiếp thân hết tang có vào cung với các quý nữ và mệnh phụ từng gặp tuyết đoàn nhi vài lần trong cung của hoàng quý phi nương nương ngay tố tố mất kinh triệu phủ truyền nhân chứng tuyết đoàn nhi ở bên ngoài công đường chờ tố tố thiếp thân đã dừng lại để xem nó lúc ấy thiếp thân thấy nó có linh tính nghe nói người của Diêu phủ không cần nó Cảm thấy đáng thương, vốn định mang nó về hầu phủ. Sau khi thiếp thân làm chứng xong, ra ngoài thì nghe A Đinh nói, Điện Hạ đã nhận nuôi con mèo này. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, khiến người nghe cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Trinh Sường nói, hóa ra là thế, thiếu phu nhân có lòng. Phương Phù Lan cười và lắc đầu. Hai người đều có ngoại hình nổi bật, mặc dù đã quá trưa, không có nhiều người đi lại quanh sông Tần Hoài, nhưng mỗi khi có ai đi ngang qua đều dừng lại nhìn bọn họ nữ tử đã là sắc nước hương trời nam tử đứng đối diện càng đáng kinh ngạc hơn thật tiếc trong hai người không được khỏe sắc mặt vô cùng tái nhợt cho dù phong tục ở đại tuy văn minh nhưng phương phù lan là người đã có gia đình không nên nhiều lời với trình xưởng nhất thời nói vài lời hành lễ với trình xưởng và nói thủ hạ cũ của trung dũng hầu sắp tới kim lăng thiếp thân còn không ít việc cần làm trong phủ xin điện hạ thứ lỗi thiếp thân đi trước trình xưởng đã nghe nói về vấn đề này trương nguyên đế ban ân chỉ đặc biệt cho vân hy cho phép nàng dẫn một ngàn binh mã ra khỏi thành để nghênh đón thủ hạ cũ của phụ thân nàng vào sáng sớm ngày mốt. Vì thế trình sưởng gật đầu, ừm, thiếu phu nhân cứ đi từ từ. Đợi phương phù lan đi xa, Tôn Hải Bình hỏi, tiểu vương ra, giờ chúng ta đi đâu, còn đi đến cái đỉnh nhỏ kia không? Trình sưởng ngẫm nghĩ, không, về vương phủ. Tuyết đoàn nhi không thích Tôn Hải Bình, ngọ ngoại trong lòng hắn, tìm cơ hội để nhào qua người trình sưởng. Tôn Hải Bình bị mèo chê, không vui trong lòng, mắng nó, về vương phủ đi, con mèo này không yên phận thấy mỹ nhân là chạy lung tung chẳng biết có quen hay không sớm muộn gì cũng bị té gạm bùn nói xong thừa dịp tuyết đoàn nhi chưa nổi giận đặt nó xuống đất chạy một mạch đi đánh xe ngựa tới tôn hải bình theo trình xưởng một năm miệng đã tích đức nhiều so với trước đây thỉnh thoảng ăn miếng trả miếng cũng có chừng mực nhưng hôm nay nghe hắn nói vậy trình xưởng không khỏi nhíu mày mèo là mèo cho dù có linh tính cùng lắm là nhận ra người qua mùi và bộ dạng làm sao phân biệt được đẹp xấu sở dĩ tuyết đoàn nhi thân với trình xưởng là vì trước khi hoàng quý phi ban thưởng nó cho diêu tố tố trình xưởng đã từng đến cung của hoàng quý phi để trêu chọc nó tuy nhiên người trêu chọc tuyết đoàn nhi khi đó không phải là hắn mà là tiểu vương gia đã qua đời từ lâu bởi vậy tuyết đoàn nhi nhận ra phương phù lan không phải là bởi vì sắc đẹp của nàng mặc dù lý do thoái thác trước đây của phương phù lan rất kín kẽ nhưng trình xưởng vẫn không khỏi nghi ngờ nàng nhìn bộ dạng của tuyết đoàn nhi rất thân thiết với phương phù lan không giống như chỉ gặp vài lần hơn nữa vào đêm diêu tố tố bị hại phương phù lan ở tiệm thuốc gần đó sau khi diêu tố tố và la su nảy sinh tranh chấp đuổi theo tuyết đoàn nhi gặp phương phù lan trên đường là điều hợp lý nếu sự thật là thế vậy cái chết của diêu tố tố có liên quan đến phương phù lan thậm chí còn nữa có đúng là phương phù lan đã sát diêu tố tố nhưng phương phù lan là một nữ tử ốm yếu du rú trong nhà quanh năm sát diêu tố tố để làm gì Trinh sưởng suy nghĩ đến đây giống như đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo đâu đâu cũng có đường không biết đi ra hướng nào. Hắn thực ra từng nghi ngờ Phương Phủ Lan là nội ứng của Trung Dũng Hầu Phủ, nhưng sau đó bác bỏ ý nghĩ này ngày la sụt tới Trung Dũng Hầu Phủ tiết lộ nguyên nhân thực sự về cái chết của Cố Thái Tử, Phương Phủ Lan ở bên ngoài chính đường đã nghe được. Nếu nàng là người của Quý Nhân, vì sao không ngăn cản hắn và Vân Hy đến Chùa Minh Ẩn, không báo trước cho Vận Vương? Hay là Quý Nhân không phải là Vận Vương mà là người khác? Nhưng nếu Quý Nhân không phải là Vận Vương, làm sao giải thích mấy lần hắn bị đuổi sát đều là ám vệ do vận vương nuôi dưỡng trinh sường nghi ngờ trong lòng cho đến trở lại vương phủ ngồi trong chính đường ở phủ phong trai vẫn chưa lần ra đầu mối người trong vương phủ đưa đồ ăn lên hắn dùng rất nhanh tôn hải bình thấy sắc mặt hắn không tốt không khỏi hỏi tiểu vương ra ngài không khỏe phải không hay là nghỉ ngơi một lát hai ngày nay không đến nha môn trinh sường cảm thấy hơi khó chịu nhưng đầu óc hắn suy nghĩ hỗn loạn nhất thời không thể yên tâm lắc đầu nói với trường đại hổ ngươi gọi túc đài tới túc đài là một trong những võ vệ do hắn nuôi dưỡng từng đi theo tông thân vương biết rõ mọi thứ ở kim lăng thành những năm qua hiện giờ đi theo trình xưởng ngoài việc bảo vệ hắn còn giúp hắn hỏi thăm tin tức không bao lâu sau túc đài tới chắp tay với trình xưởng điện hạ có việc dặn dò hay sao trình xưởng ừm hỏi ngươi biết chuyện của phương ra không túc đài sửng sốt điện hạ nói phương ra nào không đợi trình xưởng đáp hắn rất nhanh hiểu ra phương ra ở thành nam phủ phương thị lang của lễ bộ đã bị chém đầu trinh sưởng gật đầu túc đài nghĩ một lúc mới nói biết phương thị lang này tên là phương viễn sơn thời trẻ là nhị giáp tiến sĩ rất có tài ở kim lang thành nhưng tính tình ông ta có chút sắc sảo lúc mới nhận chức đã làm mất lòng không ít người sau đó được thăng chức trong cùng năm ông vẫn chỉ giữ chức vị phụng lễ lang thất phẩm ở thái thường tự không có thực quyền mãi cho đến mười mấy năm trước ông được lễ bộ thượng thư nhìn chúng chuyển qua lễ bộ nhanh chóng được thăng làm lang trung Ba năm sau thì thăng lên thành thị lang tam phẩm. Khi đó phương phủ ở Kim Lang Thành không phải là dòng dõi số 1 số 2, nhưng cũng được xếp vào hàng đầu. Dù sao Phương Viễn Sơn chưa lớn tuổi mà đã làm tới thị lang, ông ta có tài, có bản lĩnh, có lẽ thêm vài năm nữa. Sẽ được thăng làm thượng thư, vào trung thư tỉnh làm bình chương sự cũng không thành vấn đề, đáng tiếc sau đó bị kết tội. Trinh Sường hỏi, tội gì? Một số tội cùng lúc, hai tội lớn nhất, một là viết sai hai nét trong tên húy của Tông Hoàng đế trong khi chuẩn bị bài điếu cúng tổ tiên tội còn lại đã sát ông ta, ông ta đã cất bạc mà hộ bộ phát cho lễ bộ để tế trời vào túi riêng, tham ô 20 vạn lượng bạc dòng. Lúc ấy Kim Thượng vô cùng tức giận, lập tức chém đầu Phương Viễn Sơn trước mặt dân chúng, đồng thời cũng phạt nặng toàn bộ Phương Phủ. Phương Phu Nhân biết được tin này, ngày hôm sau thắt cổ tự tử, những người còn lại đã chết hoặc bị xung quân. Chỉ có tiểu thư trong phủ, nghe nói lúc nàng nhảy xuống hồ tự sát ở trong cung, định viễn tướng quân tức là đại tiểu thư Vân Hy của Trung Dũng Hầu Phủ tình cờ đi ngang qua đã cứu sau đó tuyên uy tướng quân về triều lấy quân công xin kim thượng đặc xá cho tiểu thư của phương ra khỏi tội liên lụy nghe nói kim thượng vốn không muốn chấp nhận tuyên uy tướng quân nhưng lúc ấy trung dũng hầu mới được cố thái tử điện hạ tiến cử để xuất trinh đến tái bắc tuyên uy tướng quân lại lập công ở lĩnh nam người của trung dũng hầu phủ rất có tiếng nói trên triều hơn nữa tuyên uy tướng quân rõ ràng có ý muốn cưới tiểu thư của phương gia bệ hạ không tiện nói nhiều vì thế đồng ý với hắn việc phương phù lan gả vào trung dũng hầu phủ như thế nào Trinh Sưởng từng nghe Vân Hy lẻ tẻ nhắc tới, đại khái hiểu rõ, nhưng hiện tại nghe Túc Đài nói chi tiết, đột nhiên phát hiện có chút không ổn. Hắn hỏi, theo như lời ngươi nói, cố hoàng hậu bệnh chết, phương phủ bị luận tội, cố thái tử điện hạ tiến cử trung dũng hầu xuất trinh, trên thực tế là chuyện cùng năm. Đã lâu lắm rồi, Túc Đài không nhớ rõ lắm. Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, bẩm điện hạ, không tính là cùng năm. Ti chức nhớ, cố hoàng hậu qua đời trước, khoảng 1-2 tháng sau, phương phủ xảy ra chuyện, sau đó ước chừng ba bốn tháng thái tử điện hạ mới tiến cử trung dũng hầu xuất trình trung dũng hầu rời đi lúc vừa qua tết một năm trôi qua ở giữa tuy nhiên ba chuyện này đúng là lần lượt xảy ra trình xưởng nghe túc đài nói xong không khỏi suy nghĩ sâu xa cô thái tử trình dương là con của thiếp sau đó được hoàng hậu nhận nuôi bởi vì nhân đức và hiền hòa nên rất được trương nguyên đế coi trọng khi hoàng hậu còn sống trương nguyên đế và bà tôn trọng nhau như khách nhưng kể từ khi bà qua đời không thấy trương nguyên đế nhớ bà bao nhiêu nhân chứng bị nhốt trong chùa minh ẩn từng nói sau khi cố hoàng hậu qua đời cố thái tử điện hạ luôn tìm một người người này rất có thể là ngũ hoàng tử mất tích cố hoàng hậu qua đời được một hai tháng phương viễn sơn bị luận tội liệu hai bên có mối liên hệ nào hay không trình sử nghĩ đến đây đột nhiên nghĩ đến việc ban đầu phương viễn sơn nhậm chức ở thái thường tự nha môn này phụ trách lễ nghi của tông miếu trình sử lóe chút ánh sáng trong đầu hắn hỏi lúc đầu phương viễn sơn nhậm chức ở thái thường tự sau đó nhậm chức thị lang ở lễ bộ có phải lúc đó ông ta thường đến chùa Minh ẩn hay không? Túc Đài chắp tay với Trình Sưởng, chắc điện hạ không biết, chức vụ và danh hiệu ban đầu của Phương Viễn Sơn là Phụng Lễ Quan thất phẩm của Thái Thượng tự, phải ở trong chùa hoàng gia một thời gian dài, chủ trì công việc cúng tổ tiên, tế trời và lễ Phật cho thiên gia. Năm đó chùa Minh ẩn là chùa hoàng gia, Phương Viễn Sơn đương nhiên ở đó rất lâu. À, còn nữa, Phương Viễn Sơn được chuyển đến lễ bộ không lâu sau khi chùa Minh ẩn bị đóng cửa. Năm đó trong triều còn có người nói đùa Chùa Minh Ẩn là nơi ban phước cho Phương Đại Nhân. Có nghĩa là chùa Minh Ẩn tẩy sạch mọi phúc khí trên người Phương Đại Nhân, ông vừa rời đi là có thể leo lên cao. Trình sử nghe vậy, một số suy nghĩ dần dần rõ ràng trong đầu. Hắn đang định phân biệt, nhịp tim trở nên căng thẳng không rõ lý do. Hắn giờ tay che ngực, chưa kịp nghĩ có phải mình suy nghĩ quá mức hay không, nhờ chút ánh sáng chợt lóe trong đầu, xếp một sợi dây từ những suy nghĩ phức tạp. Vệ giới nói, năm đó sau vụ án đẫm huyết ở chùa Minh Ẩn, ngũ hoàng tử đã mất tích trong lúc xảy ra vụ án phương viễn sơn là phụng lễ quan ở thái thường tự đang làm việc tại chùa minh ẩn sau vụ án chùa minh ẩn bị đóng cửa phương viễn sơn được thăng chức đây có phải đã chứng minh sự thăng chức của phương viễn sơn có liên quan đến việc ngũ hoàng tử mất tích trinh sưởng vừa nghĩ đến đây đột ngột đứng dậy hắn ra lệnh cho túc đài ngươi đến hoàng thành ti ngay lập tức tìm còn chưa dứt lời ngực như thắt lại dường như có một bàn tay to nắm lấy trái tim hắn trinh sưởng đau đến nỗi phải khom lưng gần như đứng không vững hắn chợt ho dữ dội tôn hải bình và trương đại hổ vội vàng bước tới đỡ hắn lo lắng hỏi tiểu vương gia ngài sao vậy trinh sưởng lắc đầu sương mù dần dần hiện lên trước mắt ngực vẫn thắt lại tới bây giờ hắn mới phát hiện cảm giác co rút trong lòng không chỉ là căng thẳng lo lắng mà còn là đau đớn đau đến mức hắn gần như không thở được nhưng hắn vẫn suy nghĩ trong đầu vang lên mấy câu mà vệ giới từng đùa với hắn ta còn tưởng ngài bị đuổi sát là vì có liên quan đến đứa trẻ bị mất tích ở chùa minh ẩn năm đó như vậy ta có manh mối tìm người không ngờ hóa ra là bởi vì trung dũng hầu phủ dù sao ngài cũng là con trai của thân vương tương lai sẽ nhận tức vị thân vương bình thường nếu không liên quan đến sự sinh tử của hoàng chữ ai muốn động vào ngài vệ giới nói không sai có lẽ sở dĩ quý nhân đuổi sát hắn căn bản không phải vì vụ án của trung dũng hầu có lẽ nguyên nhân khiến quý nhân luôn muốn sát hắn đúng là có liên quan đến sự mất tích của ngũ hoàng tử vô số suy nghĩ trong đầu cuối cùng hắn đã tìm ra đúng sợi chỉ đã biết bắt đầu từ đâu. Trình Xưởng không ngừng ho dữ dội, cố gắng nói hết câu cuối, đi Hoàng Thành ti, tìm vệ giới, kêu hắn điều tra, điều tra. Sương mù dày đặc trước mắt chợt tiêu tán, giống như một tấm lưới mở ra, đột ngột ập đến. Trong bóng tối, Trình Xưởng nghe thấy có người lo lắng kêu lên, "Tiểu Vương gia, tiểu Vương gia." Là giọng của Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ. Hắn muốn đáp lại bọn họ, nhưng không thể động đậy. Dần dần, những âm thanh đó đi xa như chìm vào đáy nước chậm rãi bị thay thế bởi âm thanh ồn ào quen thuộc khác. Thành thật chút đi, hình như có người đang quát to. Chú cảnh sát, tôi thật sự không biết gì cả, anh ta tới miếu của tôi để coi bói. Chú thấy đó, anh ta có tiền, thu nhập cả trăm vạn mỗi năm, đẳng cấp cao, tại sao còn phong kiến mê tín. Đây là, lão hòa thượng đến từ ngoại ô Hàng Châu. Hai y tá bên cạnh bật cười, lão hòa thượng hơn 60 tuổi còn kêu cảnh sát là chú. Hơn nữa, chẳng phải tôi đã chủ động báo cảnh sát hay sao chẳng phải đã chủ động xuống núi đi tìm anh ta hay sao cảnh sát vừa ghi vào sổ vừa nói báo cảnh sát là nghĩa vụ cơ bản của công dân đang trong cơn bão cùng phong mà đuổi người ta xuống núi nếu bạn gái người ta không tới tìm thầy sẽ hối hận cả đời đấy vâng vâng lần sau gặp phải tình huống này tôi nhất định sẽ báo với chú cảnh sát trước lão hòa thượng nói rồi lẩm bẩm ai biết anh ta tìm chết như vậy cảnh sát chỉ vào cái túi sặc sỡ dưới chân lão hòa thượng đựng cái gì trong túi to như vậy lão hòa thượng giở mánh lới trầm giọng nói tôi là người trên núi khó khăn lắm mới vào thành phố định đến tây hồ chùa linh ẩn ngân thái thành ở hàng châu chơi vài ngày mang theo quần áo để thay nói xong cúi xuống mở túi ra cái dẹt lấy áo phông và áo khoác bên trong ra chủ động giao cho cảnh sát kiểm tra ông không phạm luật cảnh sát không cần xem ông mang theo cái gì nói được rồi được rồi bảo lão hòa thượng cất túi đi nhìn sang lưu trác và đoạn minh thành bên cạnh anh nhận ra Lưu Trác, bạn gái của người bị thương, cô đã báo cảnh sát. Người bên cạnh, Lưu Trác giới thiệu, anh ấy là bạn cùng phòng thời đại học của Trình Sưởng, nghe nói Trình Sưởng xảy ra chuyện nên từ Thượng Hải chạy tới. Tôi họ Đoạn, Đoạn Minh Thành nói, cảm ơn đồng chí cảnh sát, vất vả cho anh rồi. Cảnh sát gật đầu, anh nhận được điện thoại, nghe nói trong núi xảy ra tai nạn xe cộ, vì thế lên núi giúp đưa người bị thương đến bệnh viện. Hiện tại người bị thương đã có người chăm sóc, nguyên nhân của vụ tai nạn cũng đã tìm được lái xe trong cơn bão cuồng phong không có chuyện gì với anh ta anh nhìn sang lão hòa thượng dặn dò nhớ chờ cảnh báo màu cam đi qua mới được lên đường cao tốc sau đó khép cuốn sổ lại rời đi cảnh sát vừa đi y tá tới nhìn lưu trác người nhà của bệnh nhân tới nộp phí lưu trác gật đầu vừa định đi theo đoạn minh thành cản cô lại và hỏi cô giải quyết chuyện nhà cô xong chưa lưu trác sửng sốt nhất thời khó mở miệng mười năm trước cậu của cô vào tù vì đánh bạc và ẩu đả lần trước ra tù lại dính vào cờ bạc vay nặng lãi không trả nổi nên bỏ trốn một mình sau đó bọn cho vay nặng lãi đến nhà chặn mẹ của lưu trác ở cửa lưu trác phụ trả nợ một ít hiện giờ còn thiếu 30 vạn hai ngày trước cô đến nhà chỉnh sửa hắn đã hỏi cô chuyện này lưu trác hơi xấu hổ anh ấy nói với anh à cậu ấy không nói đoạn minh thành nói nhưng tôi biết chỉ cần có chút quan hệ trong xã hội nghe ngóng sẽ biết đoạn minh thành nhìn dáng vẻ của lưu trác anh nói Cậu ấy ở phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày tốn từ 6.000 đến 20.000 tệ, đốt nhiều tiền, để tôi trả. Nói xong, lấy thẻ trong bóp ra, cậu ấy để lại tấm thẻ ở chỗ anh trai cậu ấy, trước khi tôi từ Thượng Hải tới đây, anh trai của cậu ấy đã đưa thẻ cho tôi. Vì thế Lưu Trác gật đầu, cảm ơn anh. Đoạn Minh Thành nói, chuyện nhỏ. Đoạn Minh Thành vừa đi, Lão Hòa Thượng nhìn xung quanh, cầm cái túi đi tới, cười nói, cô gái, tôi đi thăm bạn trai cô được không? Lưu Trác nhíu mày anh ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không thể tùy tiện tới thăm. Tôi rất khó khăn mới xuống núi được, để tôi thăm một chút đi. Lão Hòa Thượng nói, hơn nữa, cậu ta lại không có thân nhân, hôm nay chỉ có mình tôi đến thăm, sau này 80% sẽ không có ai tới đâu. Liêu Trác hỏi, sao thầy biết anh ấy không có thân nhân? Cậu ấy tới tìm tôi để coi bói, thiên sát cô tinh, không cha không mẹ, ít người thân. Tôi thấy cô cũng không phải là bạn gái cậu ấy đâu, trông cô rất thích cậu ấy, nhưng không thấy cậu ấy thích cô. Lão hòa thượng nói, trong lòng cậu ấy có người khác. Ai? Lão hòa thượng giở trò lưu manh, cô nói với y tá để tôi đi thăm cậu ấy đi, chỉ nhìn qua cửa sổ được không? Thăm xong tôi sẽ nói cho cô biết. Lưu Trác do dự, sau đó đi tới phòng y tá. Một lát sau, một y tá đi chung với cô trở lại, nói với lão hòa thượng, bệnh nhân chưa qua cơn nguy kịch, thời gian thăm bệnh chỉ có 5 phút, chỉ có thể nhìn qua cửa kính, không được vào bên trong. Nói xong, dẫn hai người đi rửa tay, Mặc áo vô khuẩn và đeo khẩu trang vô khuẩn. Nhìn qua cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt, Trình xưởng đang nằm yên lặng trên giường bệnh, trên người gắn đủ loại dụng cụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán có một vết bầm tím mờ, có lẽ thường được gọi là ấn đường biến thành màu đen, nhưng các dấu hiệu sinh tồn của hắn đã gần ổn định. "Xem xong chưa?" y tá hỏi. "Xong rồi." lão hòa thượng đáp, chắp tay trước ngực qua cửa sổ và nói, "A Di Đà Phật, hy vọng anh mau chóng bình phục." Hai người cùng rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt. Lưu Trác hỏi Lão Hòa Thượng, bây giờ có thể nói cho tôi biết không? Lão Hòa Thượng lấy di động ra, vuốt lên vuốt xuống, chọn một mã QR rồi nói, tôi phải tính toán đã, tính xong sẽ nói với cô, đây là WeChat của tôi, chúng ta thêm nhé. Lưu Trác thấy bộ dạng bịp bộng của ông, không muốn để ý đến ông nữa, nhìn thấy đoạn minh thành từ thang máy bước ra nên cô đi tới. Lão Hòa Thượng nhún vai đầy bất đắc dĩ, xách túi, đi về phía cầu thang ở đầu hành lang bên kia. Đã qua 12 giờ khuya, ở bệnh viện, ngoại trừ khoa cấp cứu, mọi nơi đều yên tĩnh. Trên cầu thang có một ngọn đèn đã hỏng treo trên đầu, chập chờn chập chờn. Lão hòa thượng vừa bước lên cầu thang thì thu lại vẻ mặt lưu manh, vịn tay vịn, đi từng bước một xuống. Càng đi thì sắc mặt càng nghiêm trọng, trên khuôn mặt nhăn nheo dần dần hiện lên một tia hoảng sợ, thậm chí bước chân càng nhanh hơn. Cuối cùng, chạy ra khỏi cửa cầu thang ở tầng cuối. Theo bảng hướng dẫn, ông bước nhanh ra khỏi phòng cấp cứu, vòng ra sân sau của bệnh viện. Bên ngoài gió đã ngừng thổi, sân sau này rất gần nhà xác của bệnh viện ngoại trừ vài người hút thuốc không ai tới đây nhưng lúc này mấy người đang ngồi sổm hút thuốc trong góc nhìn thấy lão hòa thượng có lẽ cảm thấy ông quái dị nên sợ hãi vứt tàn thuốc xuống đất rồi dập tắt vội vàng rời đi lão hòa thượng giẫm lên cành khô tìm một chỗ ngồi xuống sau đó mở túi ra từ dưới lớp áo phông và áo khoác trên cùng lấy ra một cái chuông lắc một lư hương mấy nén nhang và một quyển sách buộc bằng chỉ vô cùng cổ xưa ông thắp nhang cắm vào lư hương lập trận sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không giơ mu bàn tay lên run rẩy lau mồ hôi đột nhiên nói anh nghe thấy tôi nói chuyện không anh còn chưa chết nhất định nghe thấy tôi đang nói chuyện nếu lúc này có người ở đây nhìn thấy lão hòa thượng thế này nhất định sẽ cảm thấy ông bị điên ông nói chuyện với không khí tựa như có một bóng ma đang đứng trước mặt ông tôi đã hỏi sư phụ của tôi vết bầm tím ở giữa hai hàng chân mày của anh là trạng thái của một linh hồn lang thang anh là người lương thiện ba kiếp là một người tốt sẽ không chết dễ dàng như vậy khi ông nói ra những lời này thực ra rất sợ hãi cái chán vừa lau mồ hôi lại chảy ra lấm tấm vì thế ông hít một hơi thật sâu không phải không phải tôi cố ý đuổi anh đi trong lúc bão cuồng phong anh nên tránh ở trong xe chứ đợi mưa tạnh hãy xuống núi sư phụ nói thiện và ác trên thế gian đều có quả báo hiện giờ anh nửa chết nửa sống tôi có trách nhiệm tôi thử cứu anh nếu anh tỉnh lại chúng ta không ai nợ ai nếu không tỉnh thì đừng tìm tôi tính sổ. Nói xong, ông dơ chuông lắc lên, mở quyển sách buộc bằng chỉ ra, niệm từng câu từng chữ bắt đầu từ bốn chữ của dòng đầu tiên linh hồn trở về. Lão hòa thượng tu Phật, ông đọc kinh lớn tiếng, mới đầu còn nghe rõ ràng, dần dần hòa thành một chuỗi âm thanh thay đổi, kèm theo tiếng trung ngân, chìm vào màn đêm linh tinh linh tinh. Ông nhắm mắt niệm chú, xung quanh chợt nổi gió, tiếng gió dần dần mạnh lên, thổi quyển sách trước mặt ông rung rinh. Màn đêm đột nhiên ồn ào náo nhiệt, dường như mỗi một câu kinh mà lão hòa thượng niệm hòa lẫn với gió đêm có thể khiến linh hồn người chết sống lại một chiếc xe tang lái vào bệnh viện cách đó không xa y tá đẩy thi thể từ nhà xác ra vừa đóng cửa lại một cơn gió theo cửa sổ tràn vào nhà xác thổi tung từng tấm vải trắng trên mỗi thi thể chậm rãi phất phơ xe tang đi xa thân nhân thương tiếc khóc than trong bệnh viện lớn thế này mỗi ngày đều có người sống có người chết sự trở về của linh hồn dường như ở ngay bên tai phía trên lầu trong phòng chăm sóc đặc biệt của trình xưởng hai y tá mặc vô khuẩn đẩy cửa vào ghi lại số liệu trên màn hình điện tâm đồ một người nhìn trình xưởng không khỏi nói anh ấy thật đẹp trai ừ người kia phụ họa lúc mới đưa tới đây tôi nghĩ sao lại có người đẹp trai đến vậy hai người ghi xong số liệu vừa định rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì mặt đất đột nhiên trao một chút gì vậy động đất hay sao có phải là tứ xuyên đâu làm gì động đất dễ dàng như vậy nhưng vừa dứt lời mặt đất lại trao lần nữa ngay sau đó nhẹ nhàng chấn động, hai y tá nhìn nhau, nhất thời không rõ tình huống, trong lúc rối ren chỉ kịp nói, bảo vệ bệnh nhân. Một người vội vàng vịn giường bệnh của Trình Xưởng. Đúng lúc này, máy theo dõi điện tâm đồ đột nhiên vang lên tiếng báo động. Trên giường bệnh, Trình Xưởng thở gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, gương mặt như tiên trở nên quái dị trong nháy mắt, miệng lẩm bẩm tựa như muốn nói chuyện, hơi nóng phả vào mặt nạ thở, dụng cụ bên cạnh rít gào trầm thấp, quỷ dị giống như hồn ma đến từ thế giới bên kia linh hồn đã trở về. y tá viện giường bệnh ngơ ngác nhìn, chưa kịp phục hồi tinh thần thì thấy ngực trình sưởng phập phòng, hắn mở mắt ra, rất đẹp, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn thẳng vào. chỗ màu trắng thì trắng bệch, chỗ màu đen dường như tập hợp tất cả bóng tối trong màn đêm dày đặc, có thể hút mọi người vào. y tá sợ tới mức hét lên a, liên tục lui ra phía sau, ngã xuống đất, kinh hãi nhìn người nằm trên giường bệnh. tuy nhiên, hết thảy chẳng qua chỉ xảy ra trong tích tắc, khi cô đứng dậy. Nhìn xung quanh lần nữa, chấn động trong phòng chăm sóc đặc biệt vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác. Điện tâm đồ vẫn như bình thường, chỉ số cũng bình thường, trên giường bệnh, Trình Sưởng đã từ từ nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối vô tận. Trình Sưởng ngồi dậy đột ngột, thở hổn hển tựa như mới trở về từ hoàng tuyền đen tối. Hắn cởi áo, nhìn xuống ngực. Ngực trơn nhẵn và căng, không có vết thương. Đây là sao? Trình Sưởng ngồi ngơ ngẩn, trong chớp mắt gần như bị điếc, tim hắn từ từ bình phục lúc này mới nghe thấy có người gọi mình bên tai. Tiểu vương ra, sưởng nhi, sưởng nhi. Trinh sưởng quay qua, tông thân vương phi đang ngồi bên cạnh giường, khóe mắt bà còn vương lệ, vừa mới khóc xong, tôn hải bình và trương đại hổ đứng đằng sau bà, nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Hắn vẫn còn ở đại tuy. Trinh sưởng có chút mờ mịt. Hắn tưởng rằng vừa rồi lão hòa thượng gọi hồn hắn trở về, hóa ra là gà mờ học nghệ không tinh. Tông thân vương phi thấy trình sưởng rốt cuộc cũng có phản ứng, vội vàng rời khỏi chỗ, Gọi thái y tới bắt mạch cho Trình Sưởng. Thái y khám xong, đứng dậy chắp tay, nói với Tông thân Vương phi, "Vương phi điện hạ yên tâm, Tam công tử điện hạ khỏe mạnh, trước đó hôn mê bất tỉnh hẳn là do quá vất vả, chỉ cần bồi bổ và nghỉ ngơi sẽ không có gì trở ngại." Vương phi gật đầu, hỏi Trình Sưởng, "Sưởng nhi, con cảm thấy thế nào?" Trình Sưởng nói, "Mẫu thân yên tâm, con không sao." Tôn Hải Bình lấy nước cho hắn rửa mặt, bưng đồ ăn sáng tới, Trình Sưởng và Vương phi cùng nhau dùng sau đó trò chuyện với bà một lúc. Vương Phi canh giữ trình sưởng, không nghỉ ngơi một ngày một đêm, hiện giờ rất mệt mỏi, thấy hắn không có việc gì, được người hầu dẫn đi nghỉ ngơi. Trình sưởng ngồi yên lặng một hồi, vẫn không thể phục hồi tinh thần từ vòng quay của thời gian và không gian. Không gọi hồn về được, vậy hắn liên tục có cảm giác hiện đại là bởi vì cái gì? Trong đầu xuất hiện vô số đáp án nhưng không tìm thấy bằng chứng, không thể xác định đáp án nào. Trình sưởng cảm thấy mình suy nghĩ lung tung như vậy không phải là biện pháp, hắn không nghĩ nữa, ngược lại hỏi chuyện khác, ta ngủ bao lâu? Bẩm tiểu vương ra, ngài đã ngủ gần 3 ngày. Gần 3 ngày. Nói cách khác, hôm nay đã là ngày 12 tháng 2. Trinh Sưởng nhớ rõ, thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu sẽ đến Kim Lăng vào ngày 10 tháng 2, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Tối ngày 12 tháng 2 sẽ đến doanh trại Tây Sơn, sang sớm hôm sau sẽ xuất phát đi lĩnh Nam. Chỉ còn chưa đầy một ngày, Vân Hy phải xuất trình. Trước khi Trình Sưởng bị chóng mặt, vụ án của Trung Dũng Hầu chỉ còn thiếu lời chứng cuối cùng của thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu là có thể kết án. Hiện tại thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu đã tới Kim Lăng, như vậy lời chứng của bọn họ đã được trình lên hình bộ. Hình bộ củng cố hồ sơ vụ án, hôm nay có thể đưa sổ kết án tới ngự án của Trương Nguyên Đế, nhưng sổ con này là về vận vương, chưa chắc Triều Nguyên Đế để ý ngay lập tức, sẽ kéo từ 3 đến 5 ngày. Trình Sưởng định khép lại vụ án của Trung Dũng Hầu trước khi Vân Hy xuất trình. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, lấy quan bảo trong tủ đi thay tôn hải bình hỏi tiểu vương ra ngài muốn đến hoàng thành ti à hắn nghĩ trinh sưởng vừa tỉnh lại thân thể chưa khôi phục đi làm việc sẽ vất vả vì thế nói tiểu vương ra để tiểu nhân đến hoàng thành ti thay ngài hoàng thành ti trinh sưởng sửng sốt không phải ngài đến gặp vệ đại nhân hay sao tôn hải bình thấy bộ dạng của hắn cũng kinh ngạc trước khi ngài bất tỉnh đã dặn dò túc đài đến hoàng thành ti Tì tìm vệ đại nhân phải không nhưng ngài không nói tìm vệ đại nhân để làm gì vì thế túc đài không đi động tác cài khuy áo của trình xưởng chậm lại tôn hải bình vừa nhắc nhở hắn nhớ trước khi ngất đi hắn đang điều tra chuyện của phương viễn sơn phụ thân của phương phù lan còn biết năm đó phương viễn sơn có địa vị cao cực kỳ có khả năng liên quan đến sự mất tích của ngũ hoàng tử hắn nên đến gặp vệ giới nhưng đêm nay vân hy phải tới doanh trại tây sơn vụ án của trung dũng hầu vẫn còn chưa giải quyết trình xưởng nói với tôn hải bình chút nữa ngươi bảo túc đài đến hoàng thành ti chuyển lời cho vệ giới bảo hắn bắt đầu từ vụ án của phương viễn sơn điều tra vụ án đẫm huyết ở chùa Minh Ẩn năm đó. Nói xong, dặn Trương Đại Hổ lấy xe ngựa tới, rời vương phủ, vội vàng đi vào cung. Hôm nay là hội hoa chiều. Ở Đại Tuy, hội hoa chiều rất đặc biệt. Vào ban ngày, các cô nương cắt hoa giấy để cúng thần hoa, tới ban đêm phải ra bờ sông để thả đèn cầu nguyện. Hội hoa chiều những năm trước, Vân Hy không trực ở nha môn thì phải tuần tra bên ngoài. Năm ngoái Trương Hoài Lỗ phân công nàng đến Giáng Vân Lâu để canh chừng trình sưởng, còn trùng hợp bắt gặp hắn rơi xuống nước năm nay cuối cùng cũng được rảnh rỗi, nàng có thể ở trong phủ cắt hoa giấy với Minh Thúy và A Linh. Thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu đến Kim Lăng vào ngày mùng 10. Vân Hy đặc biệt dẫn theo một ngàn binh vệ ra khỏi thành để đón, tổng cộng có hơn 400 thủ hạ cũ, nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng trông đen kịt một mảng. Bởi vậy Vân Hy không dẫn bọn họ vào thành, thay vào đó đi đường vòng bên ngoài thành, đến thẳng doanh trại Tây Sơn để nghỉ ngơi. Thực ra thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu còn nhiều hơn thế. Sau khi Chiêu Viễn phản bội, Bùi Lan dẫn binh đến Thảo Nguyên Tháp Cách, phần lớn các thủ hạ cũ bị triều đình biên chế lại, đặt dưới quyền của Bùi Lan. Phần còn lại giống A Cửu chỉ muốn đi theo Vân Thị, được phụ thân của A Cửu tức là Tần Trung dẫn dắt, rút lui đến các sơn phụ ở Tây Bắc, chờ sắc lệnh mới của triều đình. Sự chờ đợi này kéo dài đến 4 năm. Sáng sớm mai Vân Hy phải xuất chinh, theo lẽ hôm nay nên tới doanh trại Tây Sơn sớm một chút, nhưng Trình Sưởng đã từng nói, trước khi nàng đi, hắn muốn tới tiễn nàng. Nếu nàng đến doanh trại quá sớm, e rằng sẽ không thể gặp hắn vân hy thật sự muốn nói lời tạm biệt với trình xưởng nhưng nàng đợi hai ngày trình xưởng chẳng có động tĩnh gì vì thế nàng cắt giấy nhưng lại hơi thất thần liên tục nhìn ra bên ngoài viện không để ý cây kéo trượt giữa các ngón tay suýt nữa cắt vào tay nàng minh thúy thấy tình hình này không khỏi hỏi đại tiểu thư ngài đang đợi ai hay sao vân hy chưa kịp đáp a cửu ngồi xếp bằng bên cạnh đã nói nàng mà chờ ai là vội vã muốn đi đánh giặc đó nàng nhảy xuống ghế gỗ cao đi đến cạnh bàn khẩy hoa giấy đã cắt xong trên bàn chọn một đóa mẫu đơn nở rộ tán thưởng đóa hoa phú quý của nhân gian được rồi cho ta cái này đi ta sẽ treo lên cây bạch linh nói a cửu tỷ tỷ thích thì lấy đi a cửu hài lòng nhận đóa mẫu đơn rồi hỏi ngươi còn biết cắt cái gì nữa hay là cắt cho ta hai thỏi vàng được không minh thúy mím môi cười a linh muội muội khéo tay lắm có thể cắt mọi thứ a cửu cô nương có thể nhờ nàng cắt một bức tranh trăm hoa cái gì cũng cắt được à dường như a cửu không tin nàng lục lọi đống giấy màu trên bàn tìm một mảnh giấy đỏ thật ra ta không thích hoa cỏ vậy đi ngươi cắt cho ta một tướng quân cầm trường mâu cái loại uy phong lẫm liệt ấy bạch linh gật đầu cầm tờ giấy đỏ suy nghĩ cẩn thận dùng kéo cắt giấy trong giây lát một người dần dần thành hình trên giấy minh thúy ở bên cạnh quan sát kinh ngạc nói đại tiểu thư a cửu cô nương mau đến xem đây là thiếu gia phải không vân hy nhìn sang người trên tờ giấy đỏ mặc áo giáp lông mày sắc bén quả thực có tám chín phần tương tự vân lạc để ta xem a cửu cầm tờ giấy nhìn kỹ lập tức vỗ vai bạch linh vui vẻ nói giống quá nàng không nỡ bỏ tờ giấy xuống nhìn tới nhìn lui vài lần vốn định bỏ vào túi cất nhưng lại sợ bị nhầu nát khó coi lục lọi trong ngăn tủ của vân hy tìm một hộp gỗ hình vuông bỏ hình vân lạc vào đó sau đó nhìn bạch linh háo hức nói ngươi cắt cho ta thêm vài người nữa được không bạch linh hỏi A cửu tỷ tỷ còn muốn hình ai? Cắt một A đinh, rồi cắt một lão trung đầu. A cửu nói, sau đó nghĩ lại, ngày cha nàng dẫn thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu về Kim Lăng. Chỉ có Vân Hy và Phương Phù Lan đi đón, Bạch Linh không đi, vì thế nói, thôi, ngươi chưa gặp lão trung đầu lần nào, cắt hình ta đi. Hình ta phải lớn và mạnh mẽ hơn A Đinh và Vân Lạc. Bạch Linh gật đầu, cẩn thận chọn hai tờ giấy đỏ trên bàn, cầm kéo cắt. A Cửu thấy nàng cắt giấy rất giỏi, nhất thời hứng thú, lấy một tờ giấy ngẫu nhiên trên bàn so sánh với hình vân lạc tập cắt nàng vụng về cắt một lúc lâu cũng không ra được con chim lập tức bỏ cuộc thấy vân hy cũng cắt siêu vẹo kéo nàng ra khỏi phòng và nói a đinh chúng ta ra bờ sông tần hoài chơi đi ta muốn thả đèn hôm nay là hội hoa chiều có thể thả đèn vân hy nói hôm tết thượng nguyên có mang mấy cái đèn trở về phải không lần trước thả rồi a cửu nói ngươi đang nói đến đèn trời mà tiểu vương gia của tông thân vương phủ tặng phải không hai ngày mà ngươi đến chùa minh ẩn tẩu tử của ngươi và ta minh thúy a linh cùng nhau thả mỗi người chúng ta còn viết nguyện vọng lên đèn ngươi đừng nói nha đèn đó linh lắm tẩu tử của ngươi viết trên đèn là giải oan kết quả hầu ra thật sự được giải tội nàng khoác vai vân hy đẩy nàng đi ra ngoài phủ đi thôi đi thôi nếu không ra khỏi cửa chút nữa trời tối chúng ta phải đến doanh trại tây sơn vân hy nghe vậy lòng chịu nặng nàng dừng chân nói với a cửu a cửu ta có chút việc muốn làm không thể đi ra sông tần hoài với ngươi chuyện gì sao không nghe ngươi đề cập trước đó a cửu kinh ngạc vân hy không muốn giấu nàng nhưng không biết nên giải thích thế nào nghĩ tới nghĩ lui chỉ nói trước đây ta có hẹn với một người muốn nói lời tạm biệt với hắn nói xong nàng sợ a cửu gạn hỏi bước nhanh đến cửa phủ cởi ngựa trói ở cọc gỗ xoay người leo lên vẫy tay với a cửu ta sẽ nhanh chóng trở về gần cuối giờ thân mặt trời chưa lặn vào canh giờ này người kim lăng đang bận rộn ăn tối trong nhà hoặc đã tới tần hoài để đón hội hoa chiều ngoài đường không có người vân hy vừa cưỡi ngựa đi về phía tông thân vương phủ vừa thầm nghĩ nàng chỉ đi gặp hắn nói với hắn rằng nàng sắp đi hắn phải giữ gìn sức khỏe dù sao toàn bộ kim lăng đều biết bọn họ quen biết nàng chỉ tới cửa vương phủ nhưng không đi vào có sao đâu đi qua một con hẻm có một chiếc xe ngựa từ đối diện đi tới vân hy vốn không để ý lúc thoáng qua đột nhiên cảm thấy không đúng xe ngựa rất quen người đánh xe dường như càng quen hơn nàng ghi ngựa đột ngột dục ngựa quay đầu nhìn xe ngựa kia xe ngựa cũng quay lại người đánh xe là trương đại hổ trong chốc lát một người bước xuống xe mặc thường phục màu trắng bạc lông mày như nhúm mực cầm thánh chỉ màu vàng đi về phía nàng đến gần trinh sưởng mở thánh chỉ nói vân thị nữ của trung dũng hầu phủ hãy tiếp chỉ vân hy sửng sốt vội vàng xuống ngựa quỳ một gối xuống đất thần có mặt trẫm tiếp tục nhận mệnh lớn nay đã điều tra rõ trong trận chiến ở Tây bắc trung dũng hầu vân thư quảng đuổi theo ra ngoài ải nguyên nhân do thiếu lương thực không tham công lao nay lệnh cho lễ bộ gián thông báo tuyên bố với thiên hạ danh tiếng trong sạch đồng thời ban kim ấn và dây thao tía nghi công vân hy nhìn trình xưởng đọc chỉ nhưng vẫn chưa phản ứng tuy trương nguyên đế ra lệnh cho tam ti điều tra oan tình của trung dũng hầu nhưng vụ án này liên quan đến vận vương quá trình xét xử nhất định vô cùng khó khăn mặc dù có thể kết án trương nguyên đế cũng sẽ kéo từ 10 ngày đến nửa tháng không ngờ trình xưởng đã giải quyết trước khi nàng xuất trình trình xưởng cuộn thánh chỉ lại nhẹ nhàng nói bệ hạ đã lệnh cho người ở lễ bộ viết thông báo đêm nay có thể dán ra ngoài về phần ca ca của cô nhận tước vị có lẽ phải chờ sau khi cô từ lĩnh nam trở về nói xong thấy nàng vẫn quỳ hắn nhắc nhở không tiếp chỉ à vâng vân hy vội vàng đưa tay ra thần tạ long ân của bệ hạ mấy năm nay chưa có ngày nào nàng không hy vọng vết nhơ của phụ thân sẽ được xóa bỏ. Hôm nay nghe tin này, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng đã rơi xuống đất, nàng vô cùng vui vẻ. Tiếp nhận thánh chỉ, nàng đứng dậy, không khỏi hỏi, sao lại là tam công tử đưa thánh chỉ. Trinh Sường nói, sổ con kết án của hình bộ đã được đưa tới ngự án, ta vào cung gặp bệ hạ, nói với ông rằng ngày mai cô sẽ xuất trinh, vì vậy ông viết thánh chỉ, bảo ta đưa tới đây trước. Trinh Sường biết, Triều Nguyên Đế không muốn phê duyệt sổ con của hình bộ sớm như vậy. Nếu người khác thúc giục ông ta, chưa chắc ông sẽ đồng ý, nhưng đáng tiếc. Hôm nay người vào cung thúc giục ông là cháu trai ruột bị con trai ruột của ông đuổi sát vài lần, ông muốn cảnh Thái Bình giả tạo, vì thế phải viết chỉ. Vân Hy biết mặc dù trình sử nói nhẹ nhàng, nhưng trong khoảng thời gian này đã rất vất vả, đâu chỉ biện minh bằng hai ba câu. Nàng không khỏi nói, tam công tử đã thức khuya dậy sớm vì vụ án của cha ta. Ta thật sự không biết nên cảm tạ như thế nào không cần tạ. Trình Sưởng nói, sáng mai cô phải xuất trinh, giải quyết chuyện này sớm để cô yên tâm. Hắn biết Triều Nguyên Đế không thích hắn và Vân Hy ở bên nhau, nhưng vậy thì sao? Lão Hoàng Đế không thích là chuyện của lão, hắn biết mình thích ai là được. Vân Hy ngạc nhiên, tam công tử đặc biệt tới xin thánh chỉ của bệ hạ trước khi ta xuất trinh à. Ta đã nói rồi phải không? Trình Sưởng thản nhiên nói, ta muốn theo đuổi cô. Ánh mắt hắn hiện lên ý cười dịu dàng và trong trẻo, rõ ràng nhẹ hơn gió đầu xuân, nhưng lại khiến người ta rung động. Vân Hy cũng cười. Nàng mím môi, cụp mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nàng cảm thấy thật ra không cần theo đuổi nàng. Trình Sưởng nhìn sắc trời rồi nói, ta đã tính thời gian, nếu cô đến binh doanh vào canh 2, chúng ta còn hai canh giờ, cùng nhau trải qua hội hoa chiều nhé. Hắn đến nơi này vào lễ hội hoa chiều năm ngoái. Tính đến hôm nay, hắn biết nàng vừa tròn một năm. Vân Hy gật đầu, nhìn thánh chỉ, nói với Trình Sưởng, tam công tử chờ chút, ta đem thánh chỉ về phủ sẽ tới ngay lập tức nói xong sợ chậm trễ một khắc lập tức xoay người lên ngựa dục ngựa rời đi trương đại hổ mờ mịt lắng nghe một lúc sau cuối cùng hiểu ra một điểm bước tới hỏi tiểu vương gia chúng ta sẽ cùng vân tướng quân trải qua lễ hội hoa chiều phải không trinh sưởng liếc hắn không nói gì trương đại hổ kích động nói thật tuyệt lần trước tiểu nhân thấy vân tướng quân thích thả đèn định mua mấy cái tặng nàng trước khi xuất trình không cần tặng hắn chưa nói xong Trinh Sưởng đã ngắt lời. Hắn chỉ vào Trương Đại Hổ, ra lệnh cho hai võ vệ bên cạnh xe ngựa, mau đưa hắn về vương phủ. Hết phần 6.